Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Chương 1041, thương tổn ngoài ý muốn ba. Đại bôn suy nghĩ một chút nói, Lý Thành này bình thường hay đi tới sàn nhảy của sa ngư vương cá mập dạo chơi, cụ thể làm gì tôi không rõ ràng lắm, có điều là hắn kiếm tiền rất dễ, làm bảo kê thì hẳn là sẽ không kiếm được nhanh như vậy. Hắn hạ giọng nói, tôi nghe nói hắn chào hàng trắng ở chỗ đó. Trương Dương nói, cậu là nói tên đầu cá mập kia biết, Đại bôn cười cười nói, tôi cái gì cũng chưa từng nói. Trương Dương phát hiện ra cái loại nghĩa khí giang hồ chỉ tồn tại trên điện ảnh TV cùng trong tiểu thuyết trong hiện thực loại nhân vật giang hồ giống như đại bôn này thường thường làm sằng làm bậy, thường vi phạm pháp lệnh, căn bản không có một cái tiêu chuẩn đạo đức chính xác nào, người như thế làm sao ngươi lại trông cậy vào hắn đi nói nghĩa khí chứ. Tay của đầu cá mập Dương Kính Tùng chưa lành hẳn, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho hắn kiếm tiền, sàn nhảy cá mập của hắn buôn bán không tồi, mỗi đêm sau 8 giờ đều là kín người hết chỗ. Lúc đầu cá mập không có việc gì thì thích một mình ngồi ở trên lầu 2, từ góc này hắn có thể thấy rõ toàn cảnh của sân nhảy, từ chỗ cao xem tiếp nữa, có thể làm cho hắn sản sinh ra cảm giác quân lâm thiên hạ, hắn thích xem phim hắc bang, mong muốn có một ngày mình có thể trở thành đại ca hắc đạo quát tháo một phương, đương nhiên hắn cũng rõ ràng chế độ trong nước là không cho phép người như thế tồn tại, đầu cá mập nâng lên một chén hồng tử, đầu của hắn theo tiết tàu âm nhạc kịch liệt mà lắc lư, đôi con ngươi nhìn về phía cô nàng dẫn đầu vũ động điên cuồng giữa sân khấu nhỏ ở. Trên sàn nhảy, môi sùng sục nuốt rượu, ánh mắt càng trở nên phát ra vẻ dâm tà. Lúc này hắn thấy một người đi hướng về phía hắn, Trương Dương từ xa xa liền thấy được đầu cá mập liền hướng hắn cười cười, lộ ra một hàm răng chỉnh tề mà trắng toát. Tại dưới ngọn đèn của phòng khiêu vũ, hàm răng của Trương Dương có vẻ trắng ghê người, đầu cá mập giống như thấy được một con quái vật ăn tươi nuốt sống, hắn lại có thể buông hồng tửu, xoay người đã đi. Không đợi hắn rời khỏi, Trương Dương liền đuổi theo, vỗ đầu vai hắn, anh chạy cái gì? Đầu cá mập xoay người, không chạy, đây là chỗ của tôi. Vài tên đàn ông xung quanh đã hướng bên này chạy qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương đại quan nhân nheo lại con mắt, nhìn mấy người xung quanh một chút, làm gì? Đều cút sang một bên cho ta. Đầu cá mập từ đáy lòng cực hận Trương Dương, nhưng mà lúc thật sự đối mặt với trương dương hắn lại cảm thấy sợ trong lòng đầu cá mập yên lặng nhắc nhở mình nơi này là sân nhà của mình hắn vận đủ dũng khí cùng trương dương nhìn nhau nói anh tìm tôi làm gì trương dương nói hỏi thăm một người đầu cá mập lạnh lùng nhìn hắn trương dương nói anh hẳn là biết lý thành đi tên tóc dài thắt đuôi ngựa kia đầu cá mập nói không nhận ra cũng chưa từng nghe nói qua Trương Dương cười nói, anh ngẫm lại cho tốt, đừng nóng vội trả lời, nghe nói hắn bình thường hay chơi tại sàn nhảy của anh. Ai con mẹ nó nói bậy thế, để cho tôi biết tôi sẽ đánh chết hắn. Bộ dạng của đầu cá mập tương đối kiêu ngạo, Trương Dương nói, đầu cá mập, anh còn không hiểu tính tình của tôi sao. Đầu cá mập ngẩng cao đầu, anh hãy xem rõ ràng nơi này là địa phương nào, tôi nói cho anh biết, đừng cho rằng mình là một cán bộ nhỏ liền diễu võ dương oai, tôi không phạm pháp, anh cũng không phải cảnh sát, tôi không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của anh không biết là không biết trương dương vẫn là bộ dáng tươi cười không đổi nhưng tôi nghe nói là anh biết đầu cá mập nói biết thì sao biết tôi cũng không nói cho anh làm trò trước mặt nhiều huynh đệ như vậy hắn không thể biểu hiện ra quá yếu mềm không thì sau này làm sao còn lăn lộn trên đường được trương dương ha hả cười một tiếng miệng rất cứng đáng tiếc đầu khớp xương của anh hình như không cứng được như thế vừa dứt lời hắn giơ một cái liền bắt được cánh tay bị thương của đầu cá mập, hướng trong lòng vặn một cái, đầu cá mập gãy xương chưa lành, nào dám cố sức, kêu thảm hướng về trong lòng hắn phóng đi, trương dương làm động tác đánh ngã, đem toàn bộ thân thể to lớn của đầu cá mập đảo ngược lại, đầu cá mập kêu thảm một tiếng, đầu trồng cây chuối liền hướng về phía giữa sân nhảy. Từ vị trí của hắn đến mặt đất chỉ ít có độ cao 7 mét, nếu như bị quẳng xuống đi, chỉ sợ đầu cũng muốn đâm đến trong bụng. Mấy người của đầu cá mập cũng thấy được tình cảnh trước mắt, cả đám ở bên cạnh gào to gọi nhỏ, nhưng mà ai cũng không dám về phía trước, rất sợ chọc giận Trương Dương, buông ra thì đầu cá mập liền xong. Đầu cá mập sợ đến hồn phi phách tán, kêu thảm thiết nói: "Anh buông, buông ra." Trương Dương giơ tay tóm lấy chân của hắn, thể trọng gần 100 cân của đầu cá mập đều tại trong lòng bàn tay của hắn, Trương Dương nói: "Bây giờ nói lại với tôi, Lý Thành ở nơi nào?" Tuy rằng phía trên náo nhiệt nhưng mà đa số mọi người đều chìm đắm trong tiếng âm nhạc tràn ngập tiết tấu của sàn nhảy, không ai nhận ra biến hóa ở phía trên. Đầu cá mập kêu thảm thiết nói, hắn mới vừa, vừa rồi còn ở dưới lầu, hình như là phía đông bắc, hắn ở nơi đó, Trương Dương đưa mắt nhìn lại, đã thấy trong sàn nhảy dưới lầu, một gã thanh niên đang chạy về phía lối ra, gã có tóc dài tết thành đuôi ngựa, Trương Dương cố sức lôi kéo, đem đầu cá mập tha lên một tay đẩy ngã hắn xuống đất, sau đó bay lên không nhảy xuống từ tầng 2 tầng. Tên thanh niên kia thất kinh hướng cửa ra bỏ chạy, trên đường đụng vào mấy người, Trương Dương vững vàng rơi trên mặt đất, dê hai dao n giữ hết mày đứng lại đó cho tao. Sau khi tên thanh niên tóc dài kia chạy ra khỏi sàn nhảy, phát ra lực chạy gấp lên, tốc độ chạy trốn của gã cũng không chậm, rất nhanh sẽ qua hai con phố, gã xoay người nhìn xem Trương Dương có đuổi theo hay không, lại phát hiện Trương Dương cách mình còn không tới 10 mét, gã sợ đến mức tiếp tục chạy trốn trương đại quan nhân nắm lấy thùng rác ở bên đường nhắm vào phía sau lưng của thằng nhãi này dùng sức ném đi ra ngoài thùng rác nện ở phía sau lưng tên kia gã mất đi thăng bằng ùm um một tiếng té lăn trên đất thân thể bởi quán tính mà lăn ra ngoài hai thước xa không đợi gã đứng lên trương dương đã đuổi theo bắt được áo của gã nâng gã lên như diều hâu bắt con gà con hung hăng ném gã vào một thùng rác khác trên đường gã thanh niên kia cùng thùng rác cùng nhau lộn một vòng trên mặt đất kêu thảm thiết nói, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Trương Dương chậm rãi đi qua, một cước đá vào bụng của gán, đem thằng nhãi này đá bay lên, sau đó lại hạ xuống, nương theo ánh đèn đường nhìn một chút mặt của gã một chút, sau đó vững tin chính là Lý Thành dùng dao đâm chu sơn hổ bị thương. Trương 1042, thương tổn ngoài ý muốn bốn. Trương Dương nói, mày chính là Lý Thành. Lý Thành ôm đầu, thân thể có rút thành một đoàn, sợ đến ngay cả nói cũng không dám nói trương dương nói thế nào lại không chạy nữa mày không phải chạy trốn rất nhanh sao lý thành run rẩy nói đại ca tôi không quen anh anh tìm tôi để làm chi làm người bị thương liền muốn chạy cảnh sát không tìm được mày nhưng tao vẫn tìm được mày nhớ tới chu sơn hổ bởi vì tiểu tử này mà bị cắt một lá lách trương dương bóc hỏa lên nhấc chân đá tới trên mặt gã làm cho mặt lý thành nở hoa trên người Lý Thành còn rơi xuống vài bọc nhỏ có bột phần màu trắng. Trương Dương tuy rằng không biết là cái gì, nhưng mơ hồ đoán được người có tám chính là hàng trắng. Hắn cười lạnh nói, người cùng tang chứng cũng đã lấy được, mày chờ ngồi tù đi. Lý Thành bưng mũi nói, đại ca, xin thả cho tôi một con đường sống. Trương Dương không để ý tới gã, móc ra điện thoại gọi cảnh sát. Không bao lâu sau cảnh sát liền chạy đến, đem Lý Thành mang tới xe tù, sơ bộ nhận định vài thứ kia trên người hắn đều là hàng cấm. Đối với phía cảnh sát mà nói, đây là một cái phát hiện ngoài ý muốn, vào lúc ban đêm phía cảnh sát liền tập kích sàn nhảy xa ngư vương, tại trong sàn nhảy bắt được ba gã mang theo cấm phẩm, đầu cá mập dương kính tùng tuy rằng không có việc gì, nhưng có điều là hắn bị nghi ngờ có liên quan cùng việc buôn bán đồ cấm, cũng bị phái cảnh sát mang về tra hỏi, sàn nhảy bị đóng cửa ngừng kinh doanh để chỉnh đốn lại. Trong khoảng thời gian này Lưu Bảo Toàn hầu như mỗi ngày đều tới thăm Chu Sơn Hổ, trải qua chuyện lần này, Lưu Bảo Toàn đối với Chu Sơn Hổ có thể nói là thay đổi hẳn, y phát hiện tiểu tử này không tồi, tuy rằng là nông thôn đi ra, nhưng thái độ làm người nhiệt tình, thời điểm mấu chốt có can đảm thấy việc nghĩa liền hăng hái làm. Chu Sơn Hổ có thể chất tốt, hơn nữa Trương Dương đã điều phối thuốc trị thương cho hắn, chỉ ba ngày hắn cũng đã có thể xuống đất hoạt động. Lúc Trương Dương đến thăm hắn, cha con Lưu Bảo Toàn đều ở đây, Lưu Hy Đình còn đặc biệt bón canh gà cho Chu Sơn Hổ, hai cha con họ đều cảm thấy ái náy tỏng chuyện này. Trương Dương thấy Lưu Hy Đình ở đây, cũng không có đem tin tức bắt được Lý Thành nói ra, hắn bảo Lưu Hy Đình ở chỗ này chiếu cố Chu Sơn Hổ, rồi cùng Lưu Bảo Toàn ra cửa nói chuyện. Hai người tới bên ngoài, Trương Dương nói, đã bắt được Lý Thành rồi. Lưu Bảo Toàn thở phào nhẹ nhóm, y vui mừng nói, bắt được là tốt rồi, kẻ xấu như vậy, bắt một tên ít một tên. Trương Dương nói cảnh sát từ trên người hắn lục soát được không ít hàng trắng. Lý Thành là một tên buôn ma túy. Lưu Bảo toàn sửng sốt một chút, y hiểu rõ ràng Trương Dương vì sao lại đem mình gọi đi ra đơn độc nói chuyện này. Hắn là lo lắng cho con gái mình cũng có liên lụy tới chuyện này. Lưu Bảo toàn nói, khi đình nhà chúng tôi không chạm tới mấy thứ này, tôi đã hỏi qua nó. Nó với tên kia mới quen biết không bao lâu, là quen ở phòng khiêu vũ, cùng nhau nhảy qua hai lần, thực sự là tuy rằng nó không nghe lời nhưng mà cũng không phải một đứa trẻ hư. Trương Dương gật đầu, thương cảm cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, cho dù hắn không thích Lưu Bảo Toàn, cũng tin tưởng Lưu Bảo Toàn là thật lòng yêu thương con gái. Trương Dương nói, sau này nên dám sát chặt chẽ một chút, đừng cho cô ấy qua lại cùng những người như thế nữa, lần này may mà sơn hổ ở đó, nếu không còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Lưu Bảo Toàn gật đầu, mất nỗ lực thật lớn mới nói một tiếng cảm tạ. Trương Dương cũng không quan tâm Lưu Bảo Toàn có cả tạ mình hay không, hắn hỏi đến chuyện này nguyên nhân là Chu Sơn Hổ bị đâm bị thương, Chu Sơn Hổ là huynh đệ của hắn, trên chuyện này hắn tất nên vì Chu Sơn Hổ xuất đầu. Có điều là đi qua chuyện này, quan hệ giữa Lưu Bảo Toàn cùng bọn Trương Dương tựa hồ hòa hoãn hơn rất nhiều, có lẽ là chuyện gia đình làm y tốn khá nhiều tinh lực, bây giờ biểu hiện của Lưu Bảo Toàn có vẻ có chút hạ thấp, tại ban chỉ huy cũng càng ngày càng ít lên tiếng. Nhưng chuyện của Lý Thành lại không có kết thúc, Phó giám đốc sở công an Vương Bằng Phi đặc biệt tìm tới Trương Dương, hắn tìm đến Trương Dương không thể đơn thuần để ôn chuyện cũ. Vương Bằng Phi tại dưới sự dẫn dắt của Trương Dương tham quan hoàn cảnh làm việc của ban chỉ huy một chút, sau đó hai người cùng nhau đi lên đê lớn chen đập chứa nước hồ Thanh Long, xung quanh đập chứa nước đã có không hề ít đội công trình đang công tác, dựa theo quy hoạch, diện tích mặt nước còn có thể tăng thêm 20%, khu Tân Thành quy hoạch đang muốn mở một cái hệ tuần hoàn trong một phạm vi vương bằng phi nhìn đám sóng trên hồ thanh long nói không cần bao lâu ở đây sẽ trở thành trung tâm hành chính mới của đông giang trương dương cười nói phỏng chừng phải vài năm nữa sở công an các phi dây cũng sẽ qua đây kế hoạch quy hoạch cũng đã được phê chuẩn rồi vương bằng phi nói động tác của phía đông giang lần này khá lớn hắn vừa chuyển đi tới vụ án lý thành nói làm sao cậu lại nổi bệnh cố thế bắt phạm nhân đã có đám cảnh sát chúng tôi cậu không thể đem tất cả công tác của chúng tôi đổ đi như thế Trương Dương nói, Lý Thành đâm bị thương tài xế của đơn vị chúng tôi, tôi cũng không phải cố ý đi thăm dò, vừa vặn ngày đó nghe được thôi, cho nên mới thuận lợi bắt hắn. Vương Bằng Phi nói, cậu phá hủy chuyện của chúng tôi rồi. Trương Dương nao nao, có ý tứ gì? Vương Bằng Phi nói, Lý Thành chỉ là một con tôm nhỏ, chúng tôi nhận được tình báo, Đông Giang tồn tại một băng buôn bán ma túy lớn, phía thành phố Đông Giang đã thành lập tổ chuyên án, điều tra chuyện buôn bán ma túy, Lý Thành đã sớm nằm trên danh sách của cảnh sát. Trương Dương nói các ngài đã sớm nắm giữ căn cứ chính xác buôn lậu thuốc phiện của hắn sao. Vương Bằng Phi vỗ vỗ vai của Trương Dương, để ý hắn đã lâu rồi, mong muốn đi qua hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được tuyến trên của hắn, đó là một con cá lớn thực sự, nhưng mà băng này rất giảo hoạt, mỗi một một lần đều là liên hệ một đường khác nhau, tổ chuyên án theo vào chuyện này đã sắp tới một năm, cậu bây giờ đem Lý Thành bắt đến, rất có khả năng đả thảo kinh xà, làm cho phía tổ chuyên án kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trương Dương nói, tôi cũng không biết các ngài đang nhìn hắn, chuyện đã như vậy, hắn đâm bị thương Chu Sơn Hổ, trung quy không thể vì đào ra băng buôn ma túy phía sau hắn mà để cho loại cặn bã này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được. Vương Bằng Phi nói, tôi tới tìm cậu, là mong muốn chuyện này cậu cố gắng dẹp yên. Trương 1043, thương tổn ngoài ý muốn năm. Có ý tứ gì, ngài là nói chu sơn hổ bị hắn đâm một dao vô ích sao trương dương lập tức rõ ràng ý tứ của vương bằng phi vương bằng phi nói cảnh sát dự định không truy tố tội buôn lậu thuốc phiện của hắn lý thành cũng rất cứng miệng hắn chỉ nói chất có hại này là mình dùng cho nên chúng ta dự định giữ hắn một phen đưa đi cưỡng chế cai nghiện sau đó thả hắn ông ta dừng lại một chút rồi nói có điều là điều này cần các cậu không truy cứu tội hành hung đối với hắn nếu như lấy tội gây thương tổn khởi tố hắn lý thành trong thời gian ngắn sẽ không ra được trương dương thở dài nói tôi không tha cho hắn vương bằng phi nói tôi cũng không tha cho hắn nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc bắt hắn trương dương nói còn tên đầu cá mập kia lý thành buôn lậu thuốc phiện tại địa bàn của hắn hắn sẽ không thể hoàn toàn không biết gì cả vương bằng phi nói việc này đều giao cho tổ chuyên án đi làm rồi cậu an tâm làm tốt công tác xây dựng khu tân thành của cậu đi bởi vì là lần đầu tiên trường đảng tổ chức ban nghiên cứu sinh, cho nên phía trường đảng muốn làm coi trọng chuyện này, khai giảng cùng ngày, tất cả học viên chúng tuyển đều đi tới trường học báo danh. Trương Dương lúc đầu ôm ý tưởng không sao cả đối với việc này, nhưng bí thư thành ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giã cũng là học viên của kỳ này. Hắn đã tới Đông Giang trước, đặc biệt gọi điện thoại cho Trương Dương, bảo hắn làm tốt công tác tiếp đãi. Chiếc xe Hammer kia đã được mua lại, Trương Dương tự nhiên không tiện tiếp tục trưng dụng, cũng may ban chỉ huy khu Tân Thành bây giờ mới được phân phối hai lượng chiếc xe mới, Trương Dương trưng dụng một chiếc trong đó, tuy rằng còn kém cấp bậc như chiếc Hummer kia, nhưng phù hợp với việc hạ thấp như lời Tống Hoài Minh nói, kỳ thực Tần Thanh cũng bảo hắn mau chóng đem chiếc Hummer trở lại, dùng xe Hummer đi làm, phóng mắt toàn bộ cơ chế bình hải, Trương đại quan nhân thật đúng là độc nhất vô nhị. Ban nghiên cứu sinh lần này có thể nói là tập trung tinh đàn, tinh chính là chỉ minh tinh chính trị. Như Trương Dương nhiều nhất chỉ có thể tính là một viên tân tinh, trong ban nghiên cứu sinh, cấp bậc thấp nhất chính là hắn, người khác trên cơ bản đều là cán bộ cấp phó thính trở lên, loại cơ hội tiếp thu giáo dục cao đẳng khẳng định muốn từ lãnh đạo cao cấp tới trước. Ví dụ như bí thư thành ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giả, lại như phó thị trưởng thường vụ thành phố Đông Giang Tùy Quốc Minh, bây giờ bọn họ an vị cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện cái gì đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khoái trá. Trương Dương tới chậm một chút, hắn vừa tiến vào hội trường Hiệu trưởng trường Đảng trưởng ban tổ chức tỉnh Bình Hải Khổng Nguyên liền chú ý tới hắn, Khổng Nguyên ngày hôm nay tới trường Đảng cũng không biết Trương Dương lại có thể cũng trà trộn vào trong đội ngũ ban nghiên cứu sinh, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn giáo vụ chủ nhiệm Trương Lập Lan, thấp giọng nói: "Kia không phải Trương Dương sao?" Trương Lập Lan có thể cảm thấy được Khổng Nguyên có chút hờn giận, lần này ban nghiên cứu sinh biểu hiện ra là công chính chiêu sinh, cán bộ từ cấp phó cục trưởng trở lên đều có tư cách báo danh, nhưng trên thực tế là có điều kiện bên trong đã có một đạo tuyến, cán bộ cấp phó thính báo danh cơ bản không đáng suy nghĩ, Trương Dương hiển nhiên là một ngoại lệ. Trương Lập Lan đương nhiên không thể nói ra tình huống thực sự, nàng nhỏ giọng nói chủ tịch tỉnh Tống đặc biệt dặn dò. Khổng Nguyên không hé răng, tuy rằng lời Trương Lập Lan nói chính là lời nói dối, nhưng mà Khổng Nguyên sẽ không đi kiểm tra đúng sai trong chuyện này, tại hắn xem ra Tống Hoài Minh ra mặt vì con rể tương lai cũng là rất bình thường, ai mà không nghĩ cách sáng tạo điều kiện cho đời sau của mình chứ nếu như Tống Hoài Minh lên tiếng, Trương Lập Lan đương nhiên không dám vi phạm ý tứ của hắn. Khổng Nguyên thở dài nói, cũng không sợ người khác nói lời ong tiếng ve. Trương Dương ngồi xuống bên cạnh Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã này mới nhìn thấy hắn đến, cười nói cậu trẻ rồi đó. Trương Dương nhìn thời gian một chút, còn kém 5 phút đồng hồ mà. Ánh mắt của Phó Thị trưởng Thường vụ thành phố Đông Giang tùy quốc minh bị cái đồng hồ trên cổ tay của Trương Dương hấp dẫn qua, trong lòng âm thầm sợ hãi không ngớt than thở, cái đồng hồ này thế nào cũng phải hơn 10 vạn đi, bằng 220 triệu của mình đó mũ mũ tiểu tử này cũng quá khoe khoang đi, một quan viên chính phủ, làm sao lại có thể mang đồng hồ tốt như vậy chứ? Kỳ thực chiếc đồng hồ đeo tay này là vật đính ước sở yên nhiên đưa cho Trương Dương, khi hai người gây rối Trương Dương đã một lần đem cái đồng hồ này giấu đi, sau đó khi hai người hòa hảo lại, chính là sở yên nhiên buộc hắn đeo, chính Trương Dương cũng thấy này chiếc đồng hồ này đủ rêu dao có điều là thằng nhãi này cho tới bây giờ đều là một người không quan tâm người khác nói lời rêu sao. Sở dĩ Tùy Quốc Minh chú ý đồng hồ đeo tay của Trương Dương như thế còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Hắn là một người mê đồng hồ, hắn hướng Trương Dương nói, tiểu Trương, chiếc đồng hồ này hiện đai không? Trương Dương cười cười đem đồng hồ cởi xuống tới đưa cho Tùy Quốc Minh thưởng lãm, cũng giải thích nói, đây là lễ vật dính ước vị hôn thê của tôi đưa cho tôi. Đa số cán bộ trong thể chế tỉnh Bình Hải đều biết Trương Dương là con rể tương lai của chủ tịch tỉnh Tống Hoài Minh, cũng biết con gái Sở Yên Nhiên của Tống Hoài Minh hôm nay là tổng tài của tập đoàn bên anh nước Mỹ, gia sản tới hàng tỷ, cho nên sự hoang mang của tùy quốc Minh rất nhanh liền chiếm được giải đáp. Lúc hắn đem trả chiếc đồng hồ này cho Trương Dương không khỏi cảm thán nói: "Bằng tiền lương của tôi, cả đời cũng không mua nổi chiếc đồng hồ đeo tay quý báu như thế." Trương Dương nói: "Tôi cũng không mua nổi, nếu muốn đeo đồng hồ tốt" tôi chỉ có thể ăn cháo trừ cơm. Đỗ Thiên Giã cùng Tùy Quốc Minh đều nở nụ cười. Lúc này thấy giám đốc sở giám sát Lưu Diễm Hồng cũng đi vào, Trương Dương hướng nàng vẫy vẫy tay, Lưu Diễm Hồng thấy hắn cũng là phi thường mừng rỡ, đi tới ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, nhỏ giọng nói anh cũng báo danh vào ban nghiên cứu sinh. Trương Dương nói, không vào nghiên cứu sinh tôi tới chỗ này làm gì chứ? Trương Lập Lan trên đài chủ tịch thấy thời gian không sai biệt lắm, liền cầm mic nói, xin các đồng chí ở đây yên lặng một chút, lễ khia giang ngày hôm nay của chúng ta chính thức bắt đầu, trước hết chúng ta xin mời hiệu trưởng trường đảng của chúng ta, trưởng ban tổ chức khổng lên nói chuyện. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trường 1044, không bỏ xuống được một. Khổng Nguyên cười nói, chào mọi người, tôi rất cao hứng có thể tới gia nhập nghi thức khai giảng của ban nghiên cứu sinh các anh, các đồng chí đang ngồi dây, Bất kể chức vụ hiện tại của các anh là gì, đã đến đây rồi, tới trường đảng rồi, các anh chính là học sinh của nơi này, cho nên, chuyện thứ nhất tôi muốn thông báo cho các anh chính là, trong thời gian đi học, nhất định phải tuân thủ nội quy của trường học, tôn kính thầy giáo, đoàn kết với bạn học, học tập cho tốt đi, cố gắng tiến về phía trước đi. Hiện trường vang lên một trận cười. Khổng Nguyên lại nói, nhớ lấy, trong thời gian học, cấm yêu đương, giữa bạn học và bạn học không được mà giữa bạn học và giáo viên thì càng không được. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trương đại quan nhân cũng vỗ tay theo, hắn không thể không thừa nhận, thằng cha Khổng Nguyên nói chuyện vẫn rất dí dỏm, chỉ nói vài câu thôi là có thể tập trung hết tất cả sự chú ý của mọi người lên người y. Khổng Nguyên mỉm cười nói, tôi là người làm công tác cán bộ, các anh, những người ngồi bên dưới toàn bộ đều là cán bộ quan trọng trong các hệ thống của các thành thị Bình Hải, tôi đối với mỗi một người các anh đều rất quen thuộc. Trong các chuyện lớn nên nói thì các anh đều hiểu, cho nên tôi hôm nay không muốn nói nhiều, có thể có cơ hội học tập lần này cũng không phải là dễ dàng gì, tôi hy vọng mọi người đều quý trọng nó, phải nắm chắc cơ hội để đề cao mình, rèn luyện mình, sau này mới có thể công tác tốt hơn vì Đảng và vì quốc gia. Tôi hy vọng các anh phải thật nghiêm túc mong chờ cơ hội học tập lần này, đừng mang tâm lý tới lấy tiếng rồi nhận bằng. Tôi phụ trách công tác của bộ tổ chức, tôi cảnh cáo các anh trước thành tích học tập của các anh sẽ trở thành tiêu chuẩn để bộ tổ chức của chúng tôi đánh giá cán bộ, cho nên chỉ cần là muốn tham quan thì phải học tốt, học nghiêm túc. Những lời phát biểu này lại dẫn tới một tràng tiếng vỗ tay. Khổng Nguyên phát biểu là một chuyện, nhưng chỉ lưu tâm chút là để ý được, những cán bộ này đều là đến để kiếm bằng, chẳng ai thật sự coi trọng chuyện học tập này, công tác bình thường của bọn họ đều vô cùng bận rộn, ai còn có được tinh lực mà đi học, mục đích của ban nghiên cứu sinh của trường đảng tỉnh này nói trắng ra chính là một món phúc lợi chính trị, chỉ cần là được gọi vào ban nghiên cứu sinh, khẳng định đều có thể nhận được bằng tốt nghiệp. Bởi vì gần đây tỉnh Lý đang tiến hành chỉnh đốn nhằm vào ăn uống công khoản, cho nên trường đảng cũng không tổ chức ăn liên hoan theo lệ, sau khi mọi người nhận tài liệu dạy học xong thì tự do hoạt động, Trương Dương hẹn Đỗ Thiên Giã và Lưu Diễm Hồng cùng đi ăn cơm, Đỗ Thiên Giã cũng không có việc gì, nhưng Lưu Diễm Hồng thì vừa tới sở giám sát, công tác rất bận, uyển chuyển từ chối hảo ý của Trương Dương. Đỗ Thiên Giã sau khi lên xe Mitsubishi của Trương Dương, nói với hắn tới khách sạn Tuệ Nguyên đi. Theo như lời gã nói, khách sạn Tuệ Nguyên là vừa mới khai trương một tửu điểm năm sao, Trương Dương chưa bao giờ tới đó, cười nói anh sống ở đó à? Đỗ Thiên Giã cười nói, đi gặp một bằng hữu. Ai vậy? Đỗ Thiên Giã cười cười không nói gì, Trương Dương không nhịn được nói, càng lúc càng thích cố lộng huyền hư, anh hiện tại làm quan đến mức sắp thành tinh rồi. Đỗ Thiên Giã nói, tóm lại cậu chắc chắn biết. Sau khi tới khách sạn Tuệ Nguyên, Trương Dương mới biết được người Đỗ Thiên Giã muốn gặp là Tô Viện Viện, chị gái cùng cha khác mẹ của hắn. Tô Viện Viện nhìn thấy Trương Dương cũng cảm thấy ngạc nhiên, tuy rằng cô ta biết Trương Dương đang công tác ở Đông Giang, nhưng không có ý đi gặp hắn, Tô Viện Viện thật ra không biết giữa bọn họ còn có quan hệ thân tình như vậy. Thì ra Tô Viện Viện từ sau khi mẹ mất, không còn gì vướng bận, những năm gần đây cô ta sở dĩ vẫn ở lại trong nhà hàng của anh trai làm giúp cũng là để tiện lợi chiếu cố cho mẹ. Hiện giờ mẹ mất, cô ta bắt đầu cân nhắc tới tương lai và nghề nghiệp của mình. Vừa hay khách sạn tuệ nguyên của Đông Giang trong quy mô toàn tỉnh thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý, tổ viện viện tới ứng tuyển, với tố chất chuyên nghiệp và tiêu chuẩn nghề nghiệp rất vững cô ta đã thuận lợi thông qua sát hạch, hiện giờ đã được phân trọng trách quản lý bộ phận phòng trọ. Trương Dương cười nói, tôi còn tưởng là ai thần bí lắm, thì ra là tô tiểu thư. Tô Viện Viện nói, chủ nhiệm Trương, không ngờ anh cũng cùng tới. Trương Dương cười nói, hy vọng không làm phiền hai người. Câu này khiến cho Tô Viện Viện có chút xấu hổ. Đỗ Thiên Giã giải thích, tôi cũng rất lâu rồi không gặp Tô Viện Viện, nghe nói cô ấy đang công tác ở đây, cho nên tới thăm. Tô Viện Viện nói, tôi mời các anh ăn cơm. Trương Dương cười nói, tôi là điền chủ, bữa cơm này nên để tôi mời mới đúng, buổi trưa tôi đã đặt chỗ trước ở Vọng Giang lâu rồi, chúng ta cùng nhau tới đó ăn. Tô viện viện vừa hay được nghỉ buổi chiều, cũng không có việc gì làm, lập tức gật đầu, trước khi đi, còn dẫn Trương Dương và Đỗ Thiên Giã đi thăm khách sạn Tuệ Nguyên vừa xây xong một chút. Khách sạn năm sao này được xây tại một khoảng kiến trúc giả cổ giữa núi Long Tích và Hồ Long Thủy. Tất cả kiến trúc đều là phong cách huy phái điển hình, tường trắng ngói đen, bóng cây lắc lư, nước biếc vờn quanh, cảnh sát trong lành bắt mắt, không giống với những khách sạn thông thường. Tô Viện Viện giới thiệu, khách sạn này của chúng tôi rất chú trọng tới khách, lấy kinh doanh tầm cao làm chủ, khu biệt thự chiếm một phần hai số phòng dành cho khách. Trương Dương nói, hoàn cảnh không tồi, về sau tôi nếu tới có được chiết khấu không? Tô Viện Viện mỉm cười nói, tôi trong quy mô quyền hạn của mình sẽ dành cho anh ưu đãi lớn nhất. Khách sạn vẫn chưa hoàn thành xong, khu ăn uống trước mắt vẫn còn đang trang trí, dự tính gần cuối năm mới có thể khai trương. Trương Dương kỳ thật không quan tâm tới khách sạn, Mục đích hắn tìm hiểu khách sạn này là vì Tô Viện Viện, nếu đã biết quan hệ giữa hắn và Tô Viện Viện, dẫu sao cũng là máu mủ tình thâm, hắn không thể không quan tâm tới công tác và cuộc sống của Tô Viện Viện được. Từ sau khi biết Tô Viện Viện là chị gái của hắn, Trương Dương đã muốn ghép cô ta và Đỗ Thiên Giã lại với nhau, tuy rằng Đỗ Thiên Giã so với Tô Viện Viện thì lớn hơn 10 tuổi, nhưng con người của Đỗ Thiên Giã thì Trương Dương hiểu rất rõ có tình nghĩa, chính trực vô tư, cũng chỉ có phó thác Tô Viện Viện cho người như vậy hắn mới có thể an tâm. Tô Viện Viện đối với Đỗ Thiên Giã có ý tứ rất rõ ràng, có điều tình cảm của Đỗ Thiên Giã vì Văn Linh mà bị tổn thương quá nặng, hiện tại Văn Linh đột nhiên tỉnh lại, khiến tất cả trở nên càng khó bề phân biệt. Tới gia nhập cuộc tẩy trần này còn có phó thính trưởng Vinh Bằng Phi và phó thính trưởng Điền Khánh Long đã lui về tuyến 2, Tô Viện Viện không ngờ lại có nhiều cán bộ lớn đến như vậy, sớm biết thế này, cô ta đã không đi cùng, Trương Dương cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên hắn gọi theo cả thường hải tâm, chủ yếu là để làm bạn với tô viện viện. Trong mắt đỗ thiên giã thằng ôn Trương Dương này cân nhắc vấn đề càng lúc càng chu đáo, gã thật ra không biết Trương Dương quan tâm và chiếu cố tới tô viện viện tất cả đều là bởi vì quan hệ chị em của họ. Vinh Bằng Phi và Điền Khánh Long đều là người không có quá nhiều kiểu cách nhà quan, Điền Khánh Long hiện giờ đã đạm bạc với quan trường, một lòng chờ về hưu, con trai y Điền Bân hiện giờ cũng đã được điều đông giang công tác, tháng 11 năm nay vừa mới thành hôn với bạn gái Trình Quyên, hai vợ chồng Điền Khánh Long chỉ còn chờ ôm cháu. Vinh Bằng Phi sau khi tới Đông Giang nhận công tác phó thính trưởng, thính trưởng Cao Trọng Hòa đối với y cũng coi như không tồi, giao một khối hình trinh cho y phụ trách, tuy rằng cấp bậc so với trước kia thì có tăng, nhưng dẫu sao cũng không bằng làm là người đứng đầu Giang Thành trước kia. Vinh Bằng Phi hiện tại làm việc đã nhún nhường cẩn thận hơn nhiều, công tác ở tỉnh Thành chẳng những dựa vào năng lực công tác, mà còn phải cân nhắc đến quan hệ phức tạp với các phía, bất kỳ một khâu nào cũng phải chiếu cố tới. Khi uống rượu Vinh Bằng Phi cảm thán, trước đây khi ở Giang Thành luôn muốn được trở lại Đông Giang, nhưng sau khi trở về, ngược lại hoài niệm những ngày tháng ở Giang Thành, con người đúng là động vật mâu thuẫn. Mấy người đều bật cười. Đỗ Thiên Giã nói, tôi phát hiện một đám các anh đều đang không ngừng bước lên trên, chỉ có một mình tôi là dẫm trận tại chỗ ở Giang Thành, xem ra tôi là người kém nhất rồi trương dương nói đang tự sướng đấy à chúng tôi bước lên trước lâu như vậy nhưng cộng lại cũng không cao bằng cấp bậc của anh vinh bằng phi và điền khánh long gật đầu theo thường hải tâm và tô viện viện nhỏ giọng nói chuyện với nhau khi đề tài quay sang quan trường hai cô không nói chen được vào mà cũng không có hứng thú nói trương dương nhìn ra hai cô đều có chút không được tự nhiên tìm cơ hội nhỏ giọng với thường hải tâm ăn no rồi thì hai người đi dạo phố đi đợi chúng tôi xong sẽ gọi điện thoại cho hai cô Thương Hải tâm gật đầu, sau khi cáo từ mấy người rồi đi cùng tô viện viện. Hai cô gái đi rồi, đề tài của Vinh Bằng Phi rõ ràng đi sâu hơn nhiều, y nói khẽ tỉnh lý vừa đưa ra quyết định tạm hoãn cải cách xí nghiệp quốc doanh vừa và nhỏ. Đỗ Thiên giã gật đầu, lần này tôi đến Đông Giang cũng chuẩn bị để tham thảo một chút về chuyện này với các lãnh đạo. Trương Dương nói, quốc vụ viện không phải đã phát văn kiện xuống, muốn cải cách lớn ư. Trương 1045, không bỏ xuống được hai. Đỗ Thiên Giã nói, mục đích của cải cách chắc sẽ không thay đổi, nhưng trong quá trình thực thi cụ thể tạo thành mâu thuẫn rất lớn, gần đây bởi vì chuyện cải cách xí nghiệp, người từ các nơi tới kinh thành rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, các cấp chính phủ cũng phải áp lực rất lớn. Vinh Bằng Phi nói, ý kiến trong tỉnh cũng rất không nhất trí, quan điểm của tỉnh trưởng Tống và Bí Thư Kiều trong chuyện này không hợp nhau. Y tuy rằng không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, thái độ của Kiều Trấn Lương đối với lần cải cách xí nghiệp này có xu hướng thủ cựu, mà Tống Hoài Minh thì lại tích cực đề xướng cải cách, quan điểm của hai người hoàn toàn không hợp nhau. Điền Khánh Long nói, không phải Nam Tích Thân là nơi nơi thí điểm cải cách đã bắt đầu công tác trong phương diện này rồi ư. Trương Dương gật đầu nói, cải cách của Nam Tích coi như cũng thành công, trong các xí nghiệp không hề trình hiện ra quá nhiều tình tự phản đối. Đỗ Thiên Giã nói, kinh nghiệm cải cách của Nam Tích đáng để tham khảo, có điều tình huống cụ thể của mỗi nơi đều khác nhau, còn cần căn cứ vào tình huống thực tế của mình để trình bày và phát huy cụ thể. Mấy người tuy rằng quan hệ không tồi, nhưng nói tới chính trị đều có bảo lưu, không hề tiến hành tham thảo quá sâu. Sau bữa trưa, Vinh Bằng Phi và Điền Khánh Long cùng nhau trở về đơn vị, Trương Dương thì không có việc gì, rủ Đỗ Thiên giã tới quán trà Minh Tâm uống trà, hắn gọi điện thoại cho Thường Hải Tâm, muốn hẹn cô ta cùng đi, nhưng thường Hải Tâm và Tô Viện Viện hai người đi dạo phố đang cao hứng, hiện tại bất kể là như thế nào cũng sẽ không đi uống trà. Trương Dương gác máy, cười nói với Đỗ Thiên Giã, nữ hài tử một khi đang mua sắm hăng, ngay cả cha mẹ ruột cũng quên. Đỗ Thiên Giã cười nói, nói tới hiểu biết về con gái thì tôi không bằng được cậu. Hai người tới trước trà lâu minh tâm, phong cách kinh doanh của nơi này vẫn là giả cổ, trước cửa có hai nữ tử mặc thanh trang trong mỗi cái giơ tay nấc chân đều đặc biệt mô phỏng vị đạo trong điện ảnh. Bọn họ tìm một vị trí trước cửa sổ ở tầng 3, Trương Dương đột nhiên nhớ tới mình lần trước còn dẫn Kim Mẫn Nhi tới đây, cô ta còn đặc biệt đánh cổ cầm cho mình nghe. Đỗ Thiên Giã nhìn thấy Trương Dương có chút thất thần, bèn nói khẽ cậu đang nghĩ gì vậy? Trương Dương cười nói, không có gì, đúng rồi, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đỗ Thiên Giã cười nói, sao bỗng nhiên quan tâm tới tuổi của tôi? Trương Dương nói, hơn 40 chưa? Đỗ Thiên Giã nói, có liên quan gì tới cậu à? Đi cầm cầm chén trà lên uống nói, thật ra anh đã tới lúc nên cân nhắc vấn đề cá nhân rồi, không thể cứ mãi sống một mình cả đời được. Đỗ Thiên Giã nói, có thời gian quan tâm đến tôi thì tốt nhất nên nghĩ chuyện của cậu trước đi, cậu và sở yên nhiên lúc nào kết hôn. Trương Dương nói, tôi nói này lão đại, chúng ta có thể đừng đánh chống lãnh hay không, nhìn thẳng vào vấn đề đi hắn rướn lại gần hơn một chút cái đó anh và tô viện viện hình như là có chút bất thường đỗ thiên giã bật cười ha ha gã cầm chén trà lên uống căn bản không để ý tới trương dương trương dương nói anh đừng giả vờ với tôi tôi nhìn ra được anh và tô viện viện vẫn có chút tình ý thằng ôn này là đang lừa lão đỗ đỗ thiên giã nói tuổi của tôi đủ để làm chú cô ta trương dương nói tuổi của anh cũng đủ làm chú của tôi vậy sao vẫn xưng huynh gọi đệ với tôi đỗ thiên giã nói dạng mặt dày giống như cậu có tháp đèn lồng cũng khó tìm đá xoáy người ta làm lãnh đạo cũng không thể đá người ta vậy đâu anh đỗ nói thật lòng tôi thấy anh lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn cô đơn một mình tôi thật sự rất thông cảm với anh tôi không cần cậu thông cảm cũng không cần cậu thương tôi tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại cảm thấy bản thân rất hạnh phúc trương dương nói anh phải chăng vẫn còn yêu văn linh đỗ thiên giã lắc đầu nói chuyện đã qua lâu rồi hiện tại cô ta là cô ta tôi là tôi trương đại quan nhân trước giờ không phải là hạng người dễ bỏ cuộc hắn tiếp tục truy hỏi anh nói thật với tôi đi anh rốt cuộc có hảo cảm với tôi viện viện hay không đỗ thiên giã cười khổ nói tôi nếu biết cậu hôm nay gọi tôi ra là để hỏi cái này thì tôi tuyệt sẽ không theo cậu đi uống trà trương dương nói anh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi một lần đi đỗ thiên giã nghĩ một chút rồi chậm rãi gật đầu tôi viện viện không tồi có điều tôi đối với cô ta chỉ là thích bình thường còn lâu mới tới mức yêu trương dương nói tình cảm đều là chậm rãi phát triển tôi nói này anh đỗ con người ta không thể đi mãi trên một con đường tăm tối anh nếu còn cứ mãi bị khốn trên con đường này không thoát được thì cả đời này coi như xong rồi đấy đỗ thiên giã nói không cần cậu phải dậy được rồi tôi buổi chiều còn có chuyện quan trọng hiện tại phải đi rồi Lúc này vừa hay Tô Viện Viện và Thường Hải Tâm cùng nhau đi vào, Trương Dương nhân cơ hội nói, anh đưa Tô Viện Viện về đi, tôi và Hải Tâm về đơn vị làm việc. Đỗ Thiên Giã đương nhiên minh bạch thằng ôn này là đang cố ý sáng tạo cơ hội cho mình, gã cũng chỉ có thể đáp ứng. Thường Hải Tâm tuy rằng là một người bàng quan, nhưng cũng cô ta nhìn ra Trương Dương có ý muốn tác hợp Đỗ Thiên Giã và Tô Viện Viện, Thường Hải Tâm nói anh có phải muốn làm mai mối cho Đỗ Thiên Giã và Tô Viện Viện hay không? Trương Dương gật đầu, Thường Hải Tâm nói, Tô Viện Viện là một cô gái không tồi, cũng nhìn ra được là cô ta thích Đỗ Thiên Giã. Trương Dương nói, chỉ tiếc Đỗ Thiên Giã trên tình cảm phải chịu quá nhiều đau khổ, hiện tại gã đối với bất kỳ tình cảm nào cũng đều mang thái độ lảng tránh, thật sự là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chuyện của Đỗ Thiên Giã và Văn Linh mọi người đều biết, Thường Hải Tâm cũng có nghe nói, cô ta nhẹ giọng cảm thán nói, trên đời người có thể làm được trí tình trí nghĩa như Đỗ Thiên Giã vốn không nhiều lắm, chỉ tiếc người tốt không được báo đáp. Trương đại quan nhân lại không thích nghe những lời nói, anh cũng trí tình trí nghĩa mà. Phương diện này anh không hề kém gã. Thường Hải Tâm nói, trí tính thì em tin, còn trí tình thì em thật sự là nhìn không ra. Trương Dương Cợt Nhả nói, tính và tình thiếu một thứ cũng không được, chủ nhiệm thường, chúng ta buổi chiều hay là... Đau ngủ, rồi, ánh mắt của Trương Đại Quan Nhân lướt trên thân thể của Thường Hải Tâm. Tô Viện Viện Từ rất thích Đỗ Thiên Giá, có thể nói Đỗ Thiên Giá phù hợp với ảo tưởng của một nửa kia của cô ta, nhưng cô ta lại cảm thấy điều kiện và xuất thân của mình không xứng với Đỗ Thiên Giá. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà cô ta lựa chọn nhận lời mời tới Đông Giang công tác. Cô ta muốn rời xa Đỗ Thiên Giá một chút, như vậy mới có thể từ từ quên gã đi. Nhưng mọi chuyện không phải luôn như người ta mong muốn, sau khi cô ta rời khỏi Đông Giang, chẳng những không thể quên được Đỗ Thiên Giá, ngược lại càng thêm nhớ gã, trên đường trở về hai người đều không nói gì cho tới tận trước cửa khách sạn Tuệ Nguyên, Tô Viện Viện xuống xe, mới nói cảm ơn bí thư đỗ. Đỗ Thiên Giã cười nói, mọi người đều là bằng hiếu, không cần phải khách khí như vậy. Gã rất lịch sự đứng đó chờ Tô Viện Viện đi xong mới chuẩn bị lên xe rời đi, nhưng Đỗ Thiên Giã tựa hồ cảm thấy được phía sau có chút khác thường, gã xoay người lại, nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái mặc áo gió màu đen đang đứng đó lẳng lặng nhìn mình, không phải là Văn Linh thì lại ai. Đỗ Thiên Giã khó có thể hình dung được sự rung động của nội tâm lúc này, gã thật sự không thể tưởng tượng được vì sao Văn Linh lại xuất hiện ở đây, từ chiếc xe taxi đỗ bên cạnh cô ta có thể đoán ra được, cô ta chắc đã theo mình tới nơi này. Tô Viện Viện cũng nhìn thấy Văn Linh, khi cô ta tiếp xúc với ánh mắt của Văn Linh, cảm nhận được một cỗ hàn ý đâm vào tận trong xương tủy, một cảm giác sợ hãi bao phủ nội tâm của cô ta, Tô Viện Viện quay sang Đỗ Thiên Giã, cô ta cười cười, vội vàng rời đi. Đỗ Thiên Giã đứng đó, ngây ra chừng một phút đồng hồ, gã lấy tiền ra bảo xe taxi đang đợi mình đi trước. Văn Linh lặng lặng nhìn gã, vẻ mặt của cô ta bình tĩnh vô cùng, nhưng trong lòng lại bốn bề sóng dậy, không ai biết được cảm thụ của cô ta lúc này, cũng chỉ có cô ta tự mình biết, khi thật sự đối mặt với Đỗ Thiên Giã, sự yêu thương khắc cốt ghi tâm ở trong lòng không có thứ gì là có thể thay thế được, Văn Linh chậm rãi bước về phía Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã tuy rằng đã trải qua vô số phong ba, nhưng ở trước mặt Phan Linh, gã lập tức mất đi sự chấn định đó, gã vốn cho rằng mình khi lại một lần nữa đối mặt với Văn Linh có thể làm được tới mức bình hòa, nhưng khi ánh mắt của khi bọn họ gặp nhau, Đỗ Thiên Giã mới phát hiện mình căn bản không làm được, từng đoạn ân oán tình cừu hơn 10 năm giống như những thước phim hiện lại trong đầu. Đối mặt với nữ nhân đã khiến gã yêu hơn 10 năm, chờ đợi hơn 10 năm này, lại cũng là nữ nhân đã làm cha nuôi của gã phải tức mà chết. Đỗ Thiên Giã trong lòng yêu hận đan xen Gã không biết mình nên đối mặt với Văn Linh như thế nào. Văn Linh đi tới chỗ cách Đỗ Thiên Giã khoảng một thước, bèn nói khẽ có khỏe không. Đỗ Thiên Giã gật đầu, gã mấp máy môi, vẻ mặt lộ ra vẻ kiên nghị hơn, tôi rất khỏe. Văn Linh thở dài, có thể nói chuyện không? Chương 1046, không bỏ xuống được ba. Đỗ Thiên Giã nghiêng người, phía trước chính là hồ kim thủy, Văn Linh đi qua người gã, gió nhẹ thổi mùi thơm của cô ta tỏa ra khiến Đỗ Thiên Giá bỗng nhiên sinh ra ảo giác như thời gian quay trở lại. Bọn họ một trước một sau đi tới hồ Kim Thủy, hai bên đường nở đầy hoa cúc, cây phong ở khắp nơi đã đỏ rực, màu đỏ và màu xanh biết cùng nhau diễn dịch ra sắc thái cuối thu. Đây là một mùa mà sự bình tĩnh và cuồng nhiệt đan xen lẫn nhau. Tình yêu của bọn họ đã qua cái thời cuồng nhiệt, hiện giờ đã quay về trầm tịch. Đỗ Thiên Giã cho rằng mình đã không còn tin vào ái tình nữa, người mà gã từng yêu lại làm thương tổn tới gã nặng nhất. Cho dù sau khi biết được tin tức Văn Linh đã tỉnh, Đỗ Thiên Giá cũng cho rằng bọn họ kiếp này sẽ không có cơ hội nữa, nhưng hắn cũng không ngờ Văn Linh lại chủ động tới tìm gã. Đứng bên hồ, tóc Phan Linh bị gió thổi bay tung, mềm mại giống như gấm vóc màu đen, ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm về mặt hồ ở đằng xa, "Xin lỗi." Khóe môi Đỗ Thiên Giá giật giật, Phan Linh đúng là nên nói xin lỗi với gã, nhưng hiện tại mới nói thì cũng chẳng được gì, cha đã mất, không bao giờ nữa quay trở về nữa có một số việc đã sai rồi thì vĩnh viễn sẽ không thể bồi thường. Văn Linh nói, lần này sau khi tỉnh lại, tôi bỗng nhiên nhớ lại tất cả những gì trước đây giữa chúng ta, tôi thật sự rất xin lỗi, trên thế giới này không có ai có thể đối với tôi tốt như anh, mà tôi lại. Đỗ Thiên giã lắc đầu, Văn Tiểu Thư, chuyện của quá khứ đã qua rồi, tôi không muốn nhắc tới nữa. Văn Linh cắn đôi môi mỏng, sắc mặt tái nhợt của cô ta sắc mặt tái nhợt tới đáng sợ cô ta cảm giác thân thể của mình như giang bị hai. Linh hồn khác nhau tranh đoạt, chỉ có bản thân cô ta hiểu rõ, trong lòng mình yêu đỗ thiên giã như thế nào, chờ đợi 10 năm như một ngày, nhưng chỉ đổi lại được sự bạc tình của cô ta, bất kỳ ai cũng không thể thừa nhận được sự tàn khốc và đả kích đó. Hai mắt Phan Linh đã ươn ướt, lấp lánh vẻ ái náy, thiên giã, tôi xin thề, lần trước khi tôi tỉnh lại căn bản không biết mình đang làm gì cả, tôi không nhớ được bất kỳ chuyện nào giữa chúng ta, tôi quên cả người nhà, quên tất cả của quá khứ, thậm chí. Đỗ Thiên Giã nói, tôi tin, nhưng tất cả đã xảy ra rồi, chúng ta không ai thay đổi được sự thật đã xảy ra. Nội tâm của gã đau đớn giống như bị dao cắt, văn tiểu thư, tôi cảm thấy vui mừng vì cô đã tỉnh, nhưng, giữa chúng ta đã không cần xin lỗi, một tiếng xin lỗi không thay đổi được chuyện gì, tôi cũng đã quên rồi, triệt để quên rồi, tôi sẽ không cố sức tha thứ cho bất kỳ ai. Mà tôi cũng không hận bất kỳ ai, đối với tất cả những gì trong quá khứ, tôi cũng sẽ không hối hận đỗ thiên giã hít sâu một hơi rồi nói mỗi người đều có cuộc sống của mình cô nói xem có đúng không văn linh nói thiên giã anh vì sao không thể cho tôi một cơ hội tôi sẽ dùng cả đời còn lại của tôi để bù đắp những tội nhiệt mà tôi đã phạm phải đỗ thiên giã nói văn tiểu thư có một số việc vĩnh viễn không thể bồi thường được nói xong câu đó gã xoay người bước về phía xa văn linh nhìn bóng dáng của hắn ánh mắt cực kỳ bi thương cực kỳ bi thương dần dần biến thành một loại lạnh lùng và oán độc cô ta lạnh lùng nói anh đang nói dối trên đời này không chuyện gì là không thể bồi thường anh nói như vậy là vì anh đã thay đổi anh đã yêu người khác anh đã yêu nữ nhân đó đỗ thiên giã nhíu mày hắn dừng bước nghiêm nghị nói văn tiểu thư chuyện giữa tôi và cô không liên quan tới bất kỳ ai cả văn linh cười điên cuồng ánh mắt của cô ta toát ra sát khí vô hạn nói dễ nghe nhỉ anh đang lời tôi đỗ thiên giã anh cô phụ tôi đỗ thiên giã xoay người lại có chút kinh ngạc nhìn kinh ngạc nhìn văn linh sắc mặt đang điên cuồng văn linh nói anh là hy vọng duy nhất của tôi trên đời này anh đã hủy tôi rồi đỗ thiên giã không nói gì trong ánh mắt phủ lên vẻ thương nhớ và đồng tình gã không biết văn linh vì sao lại trở thành như vậy biến thành cực đoan đến thế văn linh nghiến răng nghiến lợi nói tôi thề tôi muốn anh phải trả giá thứ mà tôi không đoạt được thì không ai có thể có được Lời nói của cô ta khiến Đỗ Thiên Giã dùng mình sợ hãi, càng làm cho Đỗ Thiên Giã kinh hãi hơn là Văn Linh nói xong những lời này, cây phong ở bên cạnh cô ta không ngờ lại đứt đôi ở giữa. Trương Dương nhận được điện thoại của La Tuệ Ninh khi đang ân ái với Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm dưới sự mè nheo của Trương Dương quả nhiên không đi làm, mà về chỗ ở của hắn. Cả buổi chiều đều lăn lộn trên giường, cú điện thoại này giúp Thường Hải Tâm có được một chút thời gian để thở, cô ta mệt mỏi dựa vào người Trương Dương, Trương Dương cầm điện thoại, ra hiệu cho Thường Hải Tâm im lặng rồi cung kính nói, mẹ nuôi, có chỉ thị gì vậy? La Tuệ Ninh nói, Trương Dương, con có gặp Phan Linh hay không? Trương Dương có chút kinh ngạc nói, chị Linh Á, không. La Tuệ Ninh thở dài nói, nó đột nhiên đi rồi, chỉ nói muốn tới Bình Hải, mẹ lo nó đi tìm Đỗ Thiên Giã, nhưng mẹ lại không tiện liên hệ với Đỗ Thiên Giã. Trương Dương, biểu hiện gần đây của Văn Linh có chút kỳ quái, mẹ rất lo cho nó. Trên thực tế Văn Linh lần này sau khi tỉnh lại, biểu hiện vẫn luôn khá là kỳ quái, là tuệ ninh thân là mẹ đương nhiên nhìn ra được, có điều đối với chuyện của con gái bà ta cũng không tiện hỏi quá nhiều. Trương Dương nói, Đỗ Thiên Giã hiện tại đang ở Đông Giang, còn không nghe anh ta nhắc tới chuyện của chị Linh, chắc là bọn họ vẫn còn chưa gặp mặt đâu. Trương Dương nhớ lại một chút, Đỗ Thiên Giã không hề biểu hiện ra bất kỳ điều bất kỳ nào. Là Tuệ Ninh nói, tóm lại, con giúp mẹ lưu ý một chút, Đừng để xảy ra chuyện gì nhé. Trương Dương lại an ủi La Tuệ Ninh vài câu, mới gác máy. Hắn không có hứng thú gì với Văn Linh, trên thực tế hắn đối với Văn Linh có loại cảm giác kính nhi viễn chi, luôn thấy cô chị gái nên cả người trên dưới lộ ra một loại quỷ dị nói không nên lời. Cô ta không tìm mình gây phiền toái đã phải cảm ơn trời đất rồi, mình cũng không muốn chủ động đi chiêu chọc cô ta. Thường Hải tâm dựa vào lòng Trương Dương, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, có chuyện gì vậy? Trương Dương kể lại một lượt, cảm thán nói, thực không hy vọng lão đỗ dây dưa với cô ta nữa. Đang nói thì Đỗ Thiên Giã gọi điện thoại tới, ngữ khí của Đỗ Thiên Giã có chút do so dự, gã hẹn Trương Dương lập tức gặp mặt, cũng không chịu nói là có chuyện, chỉ nói là có việc gấp. Bởi vì trước đó đã có cú điện thoại của La Tuệ Ninh, Trương Dương tất nhiên là thận trọng hơn, hắn gác máy rồi ngồi dậy, nói với Thường Hải Tâm, anh phải đi ra ngoài một chuyến, lát nữa em nói một tiếng với Bí Thư Tần, bữa tối nay anh không đi được, Thường Hải Tâm gật đầu, quấn chân từ trên giường đi xuống, nhận thấy ánh mắt của Trương Dương vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai chân mình, có chút ngượng ngùng nói em đi tắm, trên người toàn là mùi của anh. Trương Dương bật cười, hắn thay quần áo rồi ra khỏi cửa, Đỗ Thiên Giã tìm hắn rất gấp, hắn không có thời gian tắm nguyên ương với Thường Hải Tâm. Khi Trương Dương tới khách sạn Tuệ Nguyên, Đỗ Thiên Giã đang đứng ở trạm điện thoại công cộng bên ngoài khách sạn chờ hắn, nhìn thấy xe jeep của Trương Dương tới, Đỗ Thiên Giã mở cửa xe ngồi vào, câu nói đầu tiên là, vừa rồi Văn Linh tới. Trương Dương nhíu mày, không ngờ cô ta thật sự tới Đông Giang, hắn nói khẽ, vừa rồi mẹ nuôi gọi điện thoại tới, nói cho tôi biết cô ta tới Bình Hải, tìm anh rồi à. Đỗ Thiên Giã gật đầu, gã lộ ra vẻ khẩn trương, cô ta hình như nhớ ra hết chuyện trước kia rồi. Trương Dương nói, vậy thì sao? Đỗ Thiên Giã cắn cắn môi, cậu đi theo tôi. Gã dẫn Trương Dương tới địa điểm vừa rồi gã và Văn Linh nói chuyện, Trương Dương liếc một cái là nhìn thấy cây phong bị gãy từ giữa. Nhìn phần bị gãy, Trương Dương thầm hít một hơi lạnh, một trường này hiển nhiên là Văn Linh đánh ra, hắn nhìn nhìn Đỗ Thiên Giã, nói khẽ anh không sao chứ. Đỗ Thiên Giã lắc đầu, tôi không sao, tôi chỉ là lo cô ta. Cô ta sẽ gây bất lợi đối với tô viện viện. Trương Dương có chút kinh ngạc nói, chuyện này có liên quan gì tới tô viện viện. Đỗ Thiên dã nói, tôi cũng không hiểu lắm. Tôi đưa tô viện viện về, cô ta một mực theo sau chúng tôi. Vừa rồi cô ta nói với tôi một số câu rất kỳ quái. Trước tiên là xin lỗi tôi, sau đó lại nói tôi phụ bạc cô ta. Cô ta cho rằng sự thay đổi của tôi là vì tô viện viện, còn nói trong lòng trương dương xuống, văn linh hỉ nộ vô thường hỉ nộ vô thường, nói ra những lời này cũng không có gì là kỳ quái. Hắn nói khẽ cô ta còn nói gì nữa không? Cô ta nói thứ mà cô ta không có được thì bất kỳ ai cũng sẽ không có được. Trương Dương lúc này lo lắng thật sự rồi, hắn nhìn nhìn xung quanh, Văn Linh đâu? Đỗ Thiên Giã lắc đầu, nói xong cô ta đi rồi, tôi lo cô ta sẽ gây bất lợi đối với Tô Viện Việt, cho nên vừa rồi đã gọi điện thoại cho Tô Viện Việt, may mà cô ta không sao. Trương Dương nói, anh có nhắc cô ta không? Đỗ Thiên Giã lại lắc đầu nói, loại chuyện này tôi cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trương Dương nói, tôi đi tìm cô ta, tinh thần của Văn Linh rất không ổn định, cô ta chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Đỗ Thiên Giã nghe Trương Dương nói nghiêm trọng như vậy, cũng cảm thấy chuyện này không phải là nhỏ, gã quyết định cùng Trương Dương đi tìm Tô Viện Viện. Khiến bọn họ cảm thấy bất an là Tô Viện Viện không ngờ không ở đơn vị. Đỗ Thiên Giã cảm thấy có chút ngạc nhiên, vừa rồi gã gọi điện thoại tới, Tô Viện Viện vẫn còn ở đây, trước sau chỉ mới nửa giờ, sao lại không biết đi đâu rồi? chương 1047, không bỏ xuống được bốn. Trương Dương cũng cực kỳ khẩn trương, hắn đã biết quan hệ của Tô Viện Viện và mình, đương nhiên không hy vọng chị gái của mình sẽ phải chết một cách không minh bạch. Quan tâm quá tất sẽ loạn, Trương Đại Quan Nhân thậm chí còn muốn báo cảnh sát. Ngay khi họ đang không biết nên làm thế nào thì Văn Linh gọi điện thoại trực tiếp vào di động của Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã, anh nếu còn muốn gặp cô ta thì mới tới núi Long Tích. Núi Long Tích không cao, độ cao so với mặt biển chỉ hơn 200 thước, nơi này khai phá cũng chưa xong hẳn, rất ít có du khách tới đây du ngoạn. Đỗ Thiên Giã và Trương Dương cùng nhau đi dọa theo con đường nhỏ ở phía sau khách sạn Tuệ Nguyên, nhanh chóng tiến về phía đỉnh núi. Đỗ Thiên Giã không ngờ Văn Linh lại biến thành như thế này, Trương Dương có câu nói không sai, trạng thái tinh thần hiện tại của Văn Linh không bình thường, suy nghĩ sự việc rất cực đoan, vạn nhất tình tự không khống chế được, thực sự có thể làm ra chuyện thương tổn tới tô viện viện. Đỗ Thiên Giá cũng lưu ý được Trương Dương đối với Tô Viện Viện thì vô cùng quan tâm, gã đương nhiên không ngờ trong đó có nội tình, còn tưởng rằng Trương Dương thật sự là do La Tuệ Ninh nhờ, muốn ngăn cản Văn Linh gây ra chuyện. Tô Viện Viện bị treo trên một trà cây, huyệt đạo của cô ta đã bị Văn Linh chế trụ, căn bản không phát ra được thanh âm gì, thân hình thì lắc lư theo gió, bên trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hoang mang và hoảng sợ, nữ nhân này nói là muốn tìm cô ta nói chuyện của Đỗ Thiên Giá, nhưng hai người vừa đi tới chỗ không người cô ta liền chế trụ huyệt đạo của mình dẫn mình tới nơi này rồi treo mình lên cây văn linh ngồi tựa vào thân cây tịch dương từ chân trời dần dần hạ xuống trên người cô ta phủ kín một tầng quang mang màu vỏ quýt từ xa nhìn vào lộ ra vẻ vô cùng hư ảo không có bất kỳ cảm giác chân thật nào tay trái văn linh cầm một con dao gọt hoa quả chỉ cần cô ta muốn con dao này tùy thời có thể đâm vào ngực tô viện viện cô ta nghe thấy tiếng bước chân từ phương xa chắc là hai người tới một bước chân rất trầm trọng, một bước chân thì rất nhẹ, giống như con báo đi vậy, nếu không phải có thính lực siêu cường như Văn Linh, khẳng định sẽ bỏ qua sự tồn tại của người này. Ánh mắt của Văn Linh vẫn như cũng nhìn về ánh nắng chiều ở phương xa, cô ta biết, Trương Dương cũng đến. Trương Dương và Đỗ Thiên Giã đều nhìn thấy tô viện viện bị treo trên cây, nhìn thấy tính mạng của tô viện viện trước mắt không gặp vấn đề gì, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Văn Linh nghịch nghịch con dao gọt hoa quả trong tay, thờ ơ nói, Trương Dương, chuyện này không liên can tới cậu, cậu đừng nhúng tay vào. Trương Dương thở dài nói, chị Linh, mẹ nuôi rất lo cho chị, bảo tôi đưa chị về. Văn Linh quay sang, con người lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mặt Trương Dương, lạnh lùng nói, nể mặt mẹ, tôi không tính toán với cậu, nếu cậu còn xen vào việc của người khác nữa, tôi sẽ giết cả cậu. Đỗ Thiên Giã tức giận nói, Văn Linh, cô đang làm gì vậy? Chuyện của tôi và cô, tôi nhắm vào tôi là được, vì sao lại kéo cả một cô gái liên lụy vào? văn linh chậm rãi đứng lên, nhìn tô viện viện rồi nói: đỗ thiên giá, tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh cô ta bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn thẳng vào đỗ thiên giá, anh lại cô phụ tôi vì nữ nhân này anh đã ruồng bỏ tôi, anh đã quên những lời năm đó anh nói với tôi rồi ư? anh đã quên tình cảm từng ấy năm của chúng ta rồi ư? trương dương đã định nghĩa văn linh là một người mắc bệnh thần kinh kiểu cố chấp. Trong mắt cô ta chỉ có người khác có lỗi với cô ta, nhưng chưa từng nghĩ những chuyện này là vì sao mà thành. Càng không nghĩ tới mình đã làm sai bao nhiêu chuyện, Trương Dương lặng lẽ đưa một thanh mã tấu cho Đỗ Thiên Giá, dùng công phu truyền âm nhập mật nói, "Đợi lát nữa tôi chế trụ cô ta, anh giải cứu tôi viện viện nhé." Đỗ Thiên Giá nói, "Phan Linh, chuyện giữa chúng ta không liên can tới bất kỳ ai cả. Tôi thừa nhận, tôi đã từng yêu cô, vì lời hứa năm đó, tôi có thể chờ đợi, nhưng cô đã hại chết cha tôi." Phan Linh lạnh lùng nói, tôi đã xin lỗi rồi, chuyện đó căn bản là đang phát sinh dưới tình huống tôi đang mất đi ý thức, anh vì sao không thể khoan dung một chút, vì sao không thể thông cảm cho tôi. Trương đại quan nhân thực sự thấy thần kinh của Văn Linh có vấn đề, hại chết cha người ta rồi, hiện tại không ngờ còn rất đính đạc đòi đỗ thiên Giá quay lại, đầu óc con bé này có vấn đề rồi à. Cho dù là ai cũng không thể chấp nhận được. Đỗ thiên giã nói, Văn Linh, cô thả tô viện viện ra đi, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi. Tôi có thể cam đoan, bất kỳ ai cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta. Văn Linh cười ha ha, nói còn nói giữa anh và cô ta không có gì ư. Không có gì thì anh sao phải khẩn trương như vậy. Đỗ Thiên Giã, đoạn tình cảm đó của chúng ta là điều bận tâm duy nhất trên đời này của tôi. Anh không ngờ lại ruồng bỏ tôi, anh đã hủy diệt tôi rồi. Giọng nói của ủa cô ta trở nên thê lương, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc, nhìn tô viện viện nói, hôm nay tôi sẽ để anh tận mắt nhìn thấy con tiện nhân này chết trước mặt anh. Trương Dương sớm đã vận sức chờ phát động, thừa dịp sự chú ý của Văn Linh di rời, nhấc chân đá một khối đá về phía cô ta, một khối đá nặng tầm 500 cân bay về phía Văn Linh. Đỗ Thiên giã hét lên một tiếng kinh hãi, gã bảo Trương Dương tới đây hỗ trợ chứ không bảo Trương Dương đánh Văn Linh, tảng đá lớn như vậy nếu nện lên người Văn Linh, chỉ sợ cô ta sẽ biến thành đống thịt nát. Đỗ Thiên Giã hiển nhiên đã thiếu nhận thức về sức chiến đấu của Văn Linh. Văn Linh hừ lạnh một tiếng, quyền đầu gầy yếu nghênh đón khối đá đó, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, khối đá bị một quyền của cô ta đấm cho tan nát, bụi bay tán loạn, nhưng không cách nào tới gần được thân thể Văn Linh trong phạm vi một thước. Trương đại quan nhân thầm kêu không ổn, Văn Linh không ngờ đã luyện thành cương khí hộ thân bá đạo như vậy, hắn gầm khẽ một tiếng rồi vọt về phía trước, trong tay có thêm một cây gậy, từ sau khi bị đám người kỳ phong vây công, Trương Dương thấy mang theo gậy cũng tiện, hơn nữa phát động công kích linh hoạt đa biến, hiện tại đã thành một trong những trang bị phòng thân của hắn. Đối phó với người khác Trương Dương có lẽ sẽ lựa chọn tay không, nhưng đối mặt với cao thủ biến thái như Văn Linh, Trương Dương không dám lơ là. Gậy trong tay vung lên, huyễn hóa ra trăm ngàn côn ảnh. Văn Linh nổi giận quát, muốn chết à, cô ta đánh ra một trường, trường phong khắp nơi, không khí tựa hồ như ngưng kết lại, Trương Dương trước đây đã từng giao thủ với cô ta, Biết âm sát tu la trưởng của Văn Linh không khí đã đến tiêu chuẩn thất trọng, Trương Dương tuy rằng cũng từ trong bản dập cổ học được âm sát tu la trường, nhưng chỉ luận về võ công đồng dạng thì bất kể là như thế nào cũng không bằng được tiêu chuẩn của Văn Linh. Gậy trong tay Trương Dương tiếp tục điểm về phía trước, Văn Linh hóa trưởng thành trảo, một tay tóm lấy mũi gậy, chỉ thấy trên gậy phủ lên một tầng băng mỏng, rồi dọc theo gậy lan tới cánh tay của Trương Dương. Văn Linh có thể nói là đối thủ mạnh nhất kể từ khi Trương Dương trùng sinh tới nay. Đối mặt với cô ta, Trương Dương không dám có chút ý niệm khinh địch nào trong đầu. Khi gậy bị âm sát tu la trưởng của Văn Linh khiến cho đóng băng, cổ tay Trương Dương làm một động tác xoay tròn, gậy tuy rằng làm bằng thép, nhưng dưới nhiệt độ thấp của âm sát tu la trưởng, chất liệu cứng rắn lại biến thành yếu ớt không chịu nổi, thân gậy nứt ra, rơi xuống thành vô số mảnh. Trương Dương đã tính toán trước điều này, hắn gầm khẽ một tiếng. Tay trái đánh ra một thức cuồng long nộ hống, công tới Văn Linh gậy bị quyền phong của hắn kích phát cho bay lên, giống như cuồng phong mưa rào đánh về phía người Văn Linh. Văn Linh không tránh né, hữu trưởng lật một cái, lập tức nghênh đón quyền của Trương Dương, gậy theo quyền phong bay tới trước, nhưng không cách nào công phá được cương khí hộ thân quanh người Văn Linh. Dầm một tiếng, quyền trưởng tương giao, vai Trương Dương lắc một cái, Văn Linh thì đứng yên tại chỗ, nội lực của cô ta không ngờ còn hơn Trương Dương một bậc, một cô âm hàn kình thuận theo quyền đầu của trương dương thấu vào trong thân thể của hắn quyền trưởng vừa tiếp xúc lập tức tách ra trương dương uống mình bôn long trục nhật lại là một quyền công tới văn linh đồng thời vào lúc xuất quyền hắn đã trục xuất được âm hàn kình do văn linh truyền vào ra khỏi cơ thể văn linh nói thăng long quyền bất kể chiêu thức của trương dương biến hóa như thế nào cô ta vẫn chỉ dùng âm sát tu la trưởng để ứng chiến trưởng phong khắp nơi gió lạnh thấu xương cỏ cây chung quanh đều bị phủ lên một tầng băng. Đối mặt với đối thủ cường đại như Văn Linh, Trương Dương không dám thủ hạ lưu tình, đem hết toàn lực ra đánh với Văn Linh, chỉ cần hắn cầm chân được Văn Linh, Đỗ Thiên Giã mới có cơ hội giải cứu Tô Viện Viện. Đỗ Thiên Giã nhìn thấy Văn Linh và Trương Dương đánh nhau, khi một quyền của Văn Linh chấn vỡ cự thạch mà Trương Dương ném về phía cô ta, Đỗ Thiên Giã biết rằng hai người ở trước mặt đều là cao thủ võ công, Trương Dương võ công lợi hại thì Đỗ Thiên Giã đã biết rồi, nhưng thần thông của Văn Linh, Đỗ Thiên Giã vẫn là lần đầu nhìn thấy, gã và Văn Linh quen nhau từ khi còn là thanh niên, đến bây giờ đã được hơn 10 năm, nhưng gã không biết Văn Linh biết võ công, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Đỗ Thiên Giã đi tới phía trước tô viện viện, nắm lấy vai cô ta, rút mã tấu ra cắt đứt dây thừng trên người cô ta. Trường 1048, dùng thân thử tỉnh một Văn Linh tức giận nói, tránh ra. Một trường cách bổ về phía Trương Dương, trương dương không dám lui về phía sau hắn phải chặn đường của văn linh dành thời gian cho đỗ thiên giã cứu tô viện viện tuy rằng âm sát tu la trưởng của văn linh lợi hại nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại trương dương cũng là điều không có khả năng chiêu thức của văn linh quỷ dị đa biến trương dương thì lại là đánh chắc thủ chắc thong rong ứng đối văn linh nhìn thấy đỗ thiên giã đã cứu thuận tay xuống trong lòng không khỏi nôn nóng đến cực điểm tức giận nói tự may tìm chết cô ta thuận tay bẻ một nhánh cây hơi khẽ chấn động, khí âm hàn lan ra trên nháy cây, trong nháo máy, trên nhánh cây không ngờ bị băng xương bao trùm, ngừng kết thành một cây kiếm băng trong suốt. Trương đại quan nhân tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng đối với thủ pháp hạ bút thành văn, cỏ cây đều thành binh khí của văn linh thì cũng thán phục không thôi, âm sát tu la trưởng của văn linh so với sự tưởng tượng của hắn thì còn lợi hại hơn, chắc đã tu luyện đến bát trọng rồi. Trương Dương mỉm cười nói, chị Linh, chưa có tức giận, chuyện tình cảm không miễn cưỡng được đâu, ai cần mày lo, Văn Linh vùng kiếm chém tới Trương Dương, 72 lộ kiếm pháp thê phong khổ vũ giống như Trường Giang Đại Hạ ập tới, Trương Dương thông qua sự ghi chép trong bản dập, tìm hiểu một số chiêu thức của thê phong khổ vũ, nhưng chỉ từ trên bản dập không thể thu thập được đầy đủ, lại không biết Văn Linh học được kiếm pháp từ chỗ nào. Lúc này Đỗ Thiên Giã dẫn Tô Viện Viện bỏ chạy xuống núi. Trương Dương hiện tại vừa đánh vừa lui, mục đích của hắn chính là cầm chân Văn Linh, để Văn Linh không thể bứt ra đuổi theo bọn Đỗ Thiên Giả. Văn Linh nhìn thấy Đỗ Thiên Giả càng chạy càng xa, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, dừng chiêu thức, cao giọng hô, "Đỗ Thiên Giả, anh cho rằng mình thật sự có thể cứu được cô ta ư?" Đỗ Thiên Giả hơi ngẩn ra, hắn đã cảm thấy thân thể Tô Viện Viện cực kỳ lạnh, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Viện Viện sắc mặt tái nhợt môi môi đã lạnh đến nỗi biến thành màu tím, khớp hàm không ngừng run run, hiển nhiên Văn Linh trước đó đã động tay động chân lên người cô ta. Đỗ Thiên Giá tức giận nói, Văn Linh, cô đã làm gì với cô ta? Gã ôm tô viện viện quay trở lại. Văn Linh cười ha ha, nói cô ta đã trúng âm sát tu la trưởng, Trương Dương, cậu tuy rằng y thuật không tồi, nhưng có thể giải được hàn độc ư. Trương Dương không nói gì, hàn độc bình thường có lẽ có thể, nhưng âm sát tu la trưởng của Văn Linh hiện giờ đã tu luyện đến bát trọng, chỉ sợ hắn cho dù có thể giải hàn độc cho tô viện viện thì nội lực của mình cũng tất nhiên hao tổn rất lớn, huống chi tô viện viện lúc này hàn độc đã phát tác, trì hoãn càng lâu càng có thể để lại di chứng. Trương Dương thở dài nói, cô ta chỉ là một nữ hài tử vô tội, chỉ việc gì phải hại cô ta. Kiếm băng trong tay Văn Linh rung lên, lập tức hóa thành vụn băng bay tán loạn trong hư không, cô ta ném nháy cây vẫn còn nguyên vẹn trong tay đi. Nhìn thấy Trương Dương vẫn chắn trước mặt mình, không khỏi cười nói, cậu cho rằng cậu ngăn tôi thì có thể giữ được tính mạng của cô ta ư. Đỗ Thiên Giã nói, Trương Dương, cậu tránh ra. Gã ôm tô viện viện đi tới bên cạnh Trương Dương, giao tô viện viện cho Trương Dương, nhìn Văn Linh nói cô rốt cuộc muốn như thế nào. Văn Linh nhìn chầm chầm vào hai mắt đỗ thiên giá, nói tôi chỉ muốn hỏi anh, những lời lúc trước anh nói với tôi anh có còn nhớ hay không. Trong ánh mắt của cô ta vẫn mang tình ý phức tạp khó có thể hình dung. Đỗ thiên giã nhìn thấy ánh mắt của cô ta lúc này không khỏi nhớ tới khi bọn họ mới yêu nhau, khi đó Văn Linh thuần khiết biết bao, thiện lương biết bao, nhưng hôm nay cô ta lại biến thành một nữ nhân tính tình quái đản, tâm ngoan thủ lạt, Đỗ Thiên Giã không khỏi nhớ tới tình cảnh cha mình bị cô ta chọc cho tức mà chết, nội tâm vừa mới mềm hóa lập tức lại trở nên vô cùng cường ngạnh, gã tức giận nói, Văn Linh, trong lòng tôi cô đã chết từ lâu rồi, cô hại chết cha tôi, tôi đối với cô không còn một chút tình yêu nào cả. Còn chăng chỉ là sự cừu hận. Trong ánh mắt của Văn Linh tràn ngập vẻ đau khổ, vì sao? Tôi đã nói tôi lúc đó là vô tâm, vì sao anh lại không thể tha thứ cho tôi đỗ thiên giã lắc đầu nói tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cô nội tâm văn linh giống như bị búa tạ đánh trúng từ sau khi lần này tỉnh lại cô ta cảm thấy mình tựa như một con thuyền cô đơn trôi nổi trong biển lớn mà đỗ thiên giã là bến bờ trong lòng cô ta chỉ có cô ta mới rõ mình khao khát được cập bến như thế nào nhưng sự vô tình của đỗ thiên giã đã hoàn toàn đập nát ảo tưởng của cô ta văn linh nói được 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 liên tiếp sau ba tiếng được Thân pháp cô ta biến đổi, đột nhiên lao về phía tô viện viện, lạnh lùng nói tôi hiện tại sẽ giết cô ta. Đỗ Thiên Giá giận dữ hết, không được làm tổn thương tới cô ta. Gã không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cầm dao đâm về phía Văn Linh. Mũi dao tới gần Văn Linh, Văn Linh nhìn gã với ánh mắt đau khổ vô hạt. Nếu cô ta né tránh, khẳng định có thể dễ dàng tránh được động tác của Đỗ Thiên Giá, nhưng cô ta đột nhiên khựng lại. Đỗ Thiên Giá hơi ngẩn ra, sau một thoáng do dự một đao này vẫn đâm ra, mũi đao đâm vào vai Văn Linh, ánh mắt Văn Linh trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng, máu tươi dọc theo vai của cô ta chảy xuống, cô ta tựa hồ không cảm thấy chút đau đớn nào, nhưng con tim lại như trong nháy mắt vỡ thành ngàn mảnh, anh thực sự nỡ xuống tay ư. Văn Linh vỗ một trường lên vai Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã như đằng vân giá vũ bàn về phía sau, ngã sắp xuống mặt cỏ, nhưng thân thể không cảm thấy quá đau đớn, nhìn thấy vai Văn Linh chảy máu, trong đầu là một mảng mờ mịt, gã không ngờ lại đâm văn linh trương dương buông tô viện viện ra chuẩn bị xông lên để viện thủ văn linh phát ra một tiếng cười dài thê lương không lựa chọn tiếp tục tiến công thân hình động tác mau lẹ trong giây lát đã biến mất trong rừng rậm phía trước trương dương nâng đỗ thiên giã dậy quan tâm hỏi anh cảm thấy thế nào đỗ thiên giã hít một hơi cảm giác thân thể cũng không có gì khác thường gã lẩm bẩm nói tôi đã làm cô ta bị thương tôi đã làm cô ta bị thương nhất thời trong lòng loạn như ma mâu thuẫn đến cực điểm tình cảnh vừa rồi trương dương đã nhìn thấy rõ hắn nhìn ra văn linh đối với đỗ thiên giã thật sự là có tình cảm rất sâu đậm bằng không với võ công của cô ta căn bản sẽ không tùy ý để đỗ thiên giã đâm cô ta một đau đó huống chi cô ta có cương khí hộ thân bá đạo người bình thường căn bản không thể công phá được cô ta là muốn thông qua phương thức này để kiểm nghiệm xem đỗ thiên giã đối với cô ta còn tình cảm hay không nhưng đỗ thiên giã đã hoàn toàn chặt đứt tơ tình trong lòng cô ta Trương Dương nhìn thấy Đỗ Thiên Giã thất hồn lạc phách như vậy thì không khỏi thầm thở dài, bước tới trước tiên giải huyệt giúp Tô Viện Viện, khớp hàm của Tô Viện Viện phát run vì lạnh, sau khi á huyệt được giải, cô ta run giọng nói cô ta nói giải dược ở trong ví của tôi. Trương Dương nghe vậy liền ngẩn ra, rồi thấy Tô Viện Viện từ trong túi tiền lấy ra một bình xứ màu lục, Trương Dương nhận lấy, mở nắp bình xứ, bên trong có một viên thuốc màu đó, một mùi gây mũi chuyển đến, Trương Dương xoay người lại, không nhịn được hắt xì một cái, hắn lấy kim bạc mang theo người ra cắm thử vào trong viên thuốc, vừa cẩn thận ngửi ngửi, xác định thuốc này đúng là dung dương hoàn, đặc biệt dùng để giải hàn độc của âm sát tu la trưởng liền đưa cho tô viện viện bảo cô ta ăn. Đỗ thiên giã lúc này đã bình tĩnh hơn, gã nói khẽ, viên thuốc có thể có độc hay không? Trương Dương nói, cô ta nếu thực sự muốn giết tô viện viện thì không cần phải phiền toái như vậy đâu. Tô viện viện lạnh lắm rồi, nghe Trương Dương nói viên thuốc không có việc gì liền lập tức nuốt xuống, Cảm giác viên thuốc vừa vào miệng liền tan ra, một cỗ nhất cỗ nhiệt lưu từ cổ họng của cô ta chảy thẳng xuống bụng, trong nháy mắt đã lan khắp các huyết mạch trên người của cô ta, chỉ chốc lát sau, cảm giác vô cùng lạnh đó đã biến mất vô tung vô ảnh. Trương Dương lại xem thử mạch đập của cô ta, xác định Tô Viện Viện đã khôi phục bình thường, trong lòng cảm thấy có chút không hiểu vì hành động của Văn Linh. Xem ra Văn Linh không hề có ý muốn sát hại Tô Viện Viện, cô ta chỉ thông qua phương thức này để bức Đỗ Thiên Giã phải thổ lộ cõi lòng nhưng phương pháp của văn linh quá mức cực đoan bất thường, khiến chuyện thành ra dối rắm Đỗ Thiên Giã rõ ràng là tình tự rất thấp, gã nói khẽ với Tô Viện Viện, chúng tôi đưa cô về. Tô Viện Viện gật đầu, cô ta đã đoán được quan hệ giữa Văn Linh và Đỗ Thiên Giã, tuy rằng trong lòng của cô ta tồn tại rất nhiều nghi vấn, nhưng người thông minh như cô ta sẽ không hỏi vào lúc này. Đỗ Thiên Giá trước khi đi lại nói với Tô Viện Viện, tiểu Tô, chuyện hôm nay, tôi muốn cô giữ bí mật. Tô Viện Viện gật đầu, nói khẽ, bí thư đỗ yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai cả. Trương Dương cười cười với Tô Viện Viện, vỗ vỗ vai đỗ thiên Giả, hai người cùng nhau rời đi. Trở lại trong xe jeep của Trương Dương, đỗ thiên giã cả người nằm bẹp trên ghế lái, gã nói khẽ tôi đã đâm cô ta một dao, rất sâu. Trương Dương có thể thông cảm cho tâm lý hiện tại của gã, liền an ủi gã, tôi nhìn rõ mà, một dao đó không hề đâm trúng chỗ yếu hại của cô ta, với võ công của cô ta, chút thương nhẹ này căn bản là không đáng gì. Đỗ Thiên Giã gật đầu, vẻ mặt của gã vẫn thất hồn lạc phách. Trương Dương nói, tôi mời anh đi uống rượu. Khi người ta đang đau khổ, cồn thường thường là phương thức gây tê tốt nhất. Đỗ Thiên Giã uống xong rượu trong chén, nhìn chén thủy tinh trống trơn, nói cô ta sao biến thành như vậy. Trương 1049, dùng thân thử tình 2. Trương Dương nói, bất kỳ ai cũng sẽ đều thay đổi, cô ta nằm trên giường nhiều năm như vậy, hơn 10 năm không tiếp xúc với xã hội, trên tính cách phát sinh thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Đỗ Thiên Giã nói, cô ta sao có võ công lợi hại như vậy? Trương Dương thấp giọng khuyên gã, trên đời này chuyện không tưởng thật sự quá nhiều, nếu đã nghĩ không thông thì đừng có nghĩ nữa. Hắn nhìn ra được Đỗ Thiên Giã đối với Văn Linh là tình cũ vẫn chưa dứt, bất kể là ai ở trên vị trí của Đỗ Thiên Giã không nghi ngờ gì nữa đều là cực độ đau khổ. Đỗ Thiên Giã nói, cô ta chắc đã nhớ tới quá khứ, nhưng... Cô ta đã làm cha tôi giận quá mà chết. Trương Dương nói, anh Đỗ, anh làm việc trước giờ là phải là một người dài dòng dây dưa, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê. Thật ra chuyện giữa anh và Văn Linh rất đơn giản, nếu anh có thể tha thứ tất cả lỗi lầm của cô ta trước kia, hai người có thể ở cùng một chỗ, còn nếu anh không tha thứ được, vậy thì dứt khoát chặt đứt tơ tình đi. Đỗ Thiên Giã thở dài nói, Trương Dương, đời này tôi chỉ từng yêu một mình văn linh nếu bảo tôi lập tức có thể vứt bỏ tình cảm đối với cô ta đó là nói phét nhưng tôi tuyệt đối không thể có sống chung với một nữ nhân đã làm cha tôi tức chết được cho dù cô ta lúc đó chỉ là vô tâm trương dương lại rót đầy chén rượu đỗ thiên giã cầm chén rượu lên nói về sau tôi sẽ không bao giờ nữa nghĩ tới cô ta nữa trương dương nói khẽ quyết định vậy ư đỗ thiên giã gật đầu chuyện hôm nay khiến tôi hạ quyết tâm rồi giữa tôi và cô ta nên chấm dứt. Trương Dương và Đỗ Thiên Giã uống một trận ví lúy, tới tận 2 giờ sáng mới về, sự xuất hiện của Văn Linh khiến trong lòng hắn phủ lên một tầng ám ảnh, hắn không biết Văn Linh về sau sẽ còn có thể làm ra chuyện điên cuồng như thế nào, trên người của cô ta xảy ra quá nhiều chuyện kỳ quái, Trương Dương càng lúc càng hoài nghi, Văn Linh phải chăng cũng có kinh lịch giống như mình, nhưng bất đồng là, hắn đã thích ứng với thời đại này, mà Văn Linh thì không thể dung nhập với thời đại này, Cô ta đang đấu tranh điên cuồng với thời đại. Đêm khuya người vắng, Văn Linh một mình đứng trên đỉnh núi Long Thích, giữa thiên địa, giống như chỉ còn lại có cô ta lẻ loi một mình đứng dưới trời sao, nội tâm Văn Linh lúc này vô cùng cô độc. Một nhát sao của đỗ thiên giã làm thân thể cô ta bị thương, nhưng cũng đã đâm nát tất cả ảo tưởng của cô ta. Cho tới giờ, trong lòng của cô ta liền có hai ý niệm cực kỳ mâu thuẫn. Cô ta khát vọng được quan tâm, khát vọng được có tình cảm cô ta cũng nhớ rõ tình cảm trước đây của cô ta và Đỗ Thiên Giã. Cô ta đã coi Đỗ Thiên Giã là bến bờ duy nhất trên cuộc đời này, vết thương trên vai đã liền lại, nhưng vết thương trong lòng thì vĩnh viễn cũng không thể lành. Văn Linh cuối cùng cũng hiểu mình là một con thuyền cô độc trôi trong thời đại này, vĩnh viễn không thể cập bờ, cô ta đối với nơi này đã mất đi tất cả sự lưu luyến, cô ta phải rời khỏi địa phương không thuộc về mình này. Sáng sớm Trương Dương sau khi tỉnh lại trước tiên là gọi điện thoại cho La Tuệ Ninh, Tuy rằng Văn Linh cử chỉ quái dị, nhưng Trương Dương cũng phải nói chuyện của cô ta lại với Văn gia, dù sao là Tuệ Ninh cũng là mẹ nuôi của hắn. Trương Dương kể lại sơ lược chuyện hôm qua, là Tuệ Ninh nghe xong, không khỏi thở dài, bà ta nói khẽ, vừa rồi mẹ đã gọi được cho nó, nó nói buổi chiều hôm nay sẽ trở lại kinh thành. Trương Dương từ trong đây suy đoán ra vấn đề thương thế của Văn Linh chắc không lớn, hắn cũng yên lòng, nói khẽ, mẹ nuôi, con thấy chị Linh đã thay đổi rất nhiều. Là Tuệ Ninh nói, Trương Dương, mẹ hiểu, nhưng người làm cha mẹ không có lựa chọn, nó là con gái của mẹ, đây là sự thật vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Trương Dương không khỏi nhớ tới mình đối với Từ Lập Hoa, tuy rằng Từ Lập Hoa không hề biết rằng, trừ thân thể ra, ý thức trước đây từng thuộc về Trương Dương rốt cuộc còn lại được bao nhiêu. Có một điểm hắn tin, tình cảm của mình đối với Từ Lập Hoa không phải xuất phát từ sự ái náy vì đã cướp đi thân thể của Trương Dương này mà là hắn thật sự sinh ra cốt nhục tình thân với từ lập hoa, đối với triệu tĩnh, đối với tô viện viện cũng, xem ra bản thân mình cũng đã thay đổi rồi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thản nhiên, mặc dù Văn Linh thật sự có kinh lịch giống như mình, vậy thì cô ta chắc cũng sẽ không nảy sinh ác ý với cha mẹ ruột của mình. Sau một loạt sự chuẩn bị khẩn trương, nghi thức đặt móng khu nội thành mới của Đông Giang được cử hành thuận lợi, trên công trường khu nội thành mới tiếng pháo mừng chấn thiên, đúng như lời phát biểu của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, ngày này đối với Bình Hải có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng, đối với Đông Giang có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng, sẽ viết xuống một nét mực rất đậm trên lịch sử phát triển của Bình Hải. Kiều Trấn Lương và Bí Thư Thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính cùng nhau tiến hành nghi thức xúc đất, quan viên và người dân tới tới tham gia nghi thức vỗ tay dầm trời. Sau khi nghi thức đặt móng kết thúc, Kiều Trấn Lương và các quan viên cùng nhau đi tới Đê Thanh Long Đàm, Bí Thư Đảng ủy Khu Nội Thành, Phó Tổng Chỉ huy của Bộ Chỉ huy xây dựng khu nội thành mới Tần Thanh đi bên cạnh giới thiệu quy hoạch tương lai của khu nội thành mới với mọi người cùng với công trình trọng điểm sắp thi công. Kiều Trấn Lương đứng trên hồ chứa nước của Thanh Long Đàm, nhìn đường sông đang được nới rộng ở đằng xa, mỉm cười nói, có thể đoán được, không bao lâu nữa, nơi này sẽ trở thành một điểm sáng mới của thành phố Đông Giang. Lương Thiên Chính nói, trong hai năm trung tâm hành chính của thành phố Đông Giang sẽ hoàn thành xây dựng, đến lúc đó toàn thể nhân viên công tác của thị ủy và thị chính phủ thành phố Đông Giang sẽ tới đây làm việc. Khu đất thị ủy và thị chính phủ cũ sẽ tiến hành công khai bán đấu giá, số tiến nhận được sẽ đầu nhập vào xây dựng khu nội thành mới. Kiều Trấn Lương nói, tốt, nội thành Đông Giang cũ đã không thể thích ứng với tốc độ phát triển của cải cách mở cửa, ngã tư đường quá hẹp, giao thông chen trúc, dân cư dày đặc đã nghiêm trọng chế ước sự phát triển của Đông Giang, nếu ở khu đất cũ xây dựng lại nhà cửa, cái giá phải trả sẽ cực lớn, chỉ có di rời, xây dựng một tòa thành hiện đại hóa mới, thì mới có thể thỏa mãn được nhu cầu phát triển tương lai. Sự xây dựng thành mới Đông Giang nhất định phải nhìn xa trông rộng, phải có quy hoạch trường kỳ, phải cân nhắc tới sự phát triển về sau. Phải cam đoan xây dựng thành thị, 50 năm thậm chí là 100 năm sau cũng không bị lạc hậu. Lương Thiên Chính nói, Bí Thư Kiều, thiết kế quy hoạch xoay quanh nội thành mới, chúng tôi đã chuẩn bị trước rất kỹ càng, tôi có thể nhận trách nhiệm mà nói rằng, Thiết kế quy hoạch của thành thị chúng tôi có thể đạt được sự kỳ vọng của ngài." Kiều Trấn Lương gật đầu cười ha ha, y quay sang Tần Thanh, nói tiểu tập, bản đồ quy hoạch dù có vẽ tốt thế nào thì cũng chỉ là tồn tại trên giấy mà thôi, có thể biến bản đồ thành hiện thực thì phải dựa vào công tác của các cô đó." Tần Thanh tỏ thái độ, "Bí thư Kiều yên tâm, tất cả cán bộ nhân viên của bộ chỉ huy xây dựng nội thành mới chúng tôi đều sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ sớm ngày xây dựng xong nội thành mới." kiều trấn lương có chút thưởng thức gật đầu nói người trẻ tuổi nên có lòng tin có tinh thần hăng hái y lại nói với lương thiên chính bước chân của đông giang năm nay không nhỏ nhỉ xây dựng nội thành mới khởi động toàn diện khu vườn công nghiệp quốc tế cũng bắt đầu chuyển trọng trách trên vai anh rất nặng đó lương thiên chính nói bí thư kiều yên tâm sức khỏe của tôi vẫn tốt có thể đảm đương được kiều trấn lương cười ha ha nhìn ra được tâm tình của kiều trấn lương hôm nay không tồi lúc trưa Kiều Trấn Lương tới hiện trường bộ chỉ huy nội thành mới và thăm nhà ăn bọn họ vừa mới xây xong, đơn vị nhận thầu nhà ăn chính là ông chủ của nhà hàng Long Đào Cũ, bộ chỉ huy để y tới nhận thầu, trên một ý nghĩa nào đó cũng là một sự bồi thường, làm tốt quan hệ với cư dân địa phương, nghe nói lãnh đạo tỉnh tới, vị nhà thầu này cũng thể hiện ra hết bản sự, bốn món ăn một món canh làm rất ngon. Kiều Trấn Lương vừa ăn vừa khen không dứt miệng, đưa ra đánh giá là đồ ăn nơi này so với căn tin của cơ quan tỉnh còn ngon hơn nhiều, Kiều Trấn Lương chỉ thuận miệng một câu, nhưng thư ký trưởng ủy Diêm Quốc đào lại nhớ kỹ trong lòng, trở về sẽ chuẩn bị tìm người phụ trách căn tin cơ quan tỉnh hung hăng gian dậy một chút, phải cải thiện tình huống thức ăn, bí thư Kiều đã ra ý kiến. Cầm lông gà làm tên trong thể chế là rất thông thường, việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi trong miệng lãnh đạo, thuộc hạ nghe được đều coi là đại sự khó lường. Trương Dương cả ngày đều đảm đương anh hùng vô danh, hắn chạy trước chạy sau phối hợp công tác các mặt, làm chút chuyện vì nữ nhân của mình. Hắn cam tâm tình nguyện. Cho đến lúc đám lãnh đạo tỉnh Kiều Trấn Lương rời khỏi, Trương Dương mới có thời gian lộ mặt ra trước lãnh đạo, Kiều Trấn Lương nhìn thấy hắn một cái liền vẫy vẫy tay với hắn. Trương Dương vẻ mặt tươi cười chạy tới, "Bí thư Kiều có chỉ thị gì?" Kiều Trấn Lương nói, "Ngày mai cậu tới nhà tôi một chuyến." Thật ra loại chuyện này Kiều Trấn Lương hoàn toàn có thể nói riêng với Trương Dương, trước mặt nhiều người như vậy đề xuất lời mời, chẳng khác nào là cấp cho tất cả mọi người một tín hiệu quan hệ của Bí Thư Kiều và Trương Dương rất không bình thường. chương 1050, dùng thân thử tình ba Thị trường hạ bá đạt trong các nhân viên đi cùng trong lòng rất là kỳ quái, thằng ôn Trương Dương này rốt cuộc có chỗ nào ưu tú. Tỉnh trưởng Tống Hoài Minh đối với hắn tốt là vì con gái, nhưng bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương cũng chiếu cố đối với hắn như vậy, cái này không thể không khiến cho người ta cân nhắc một phen, lộ tuyến đi lên của thằng ôn này quả thực rất giỏi. Tiến các lãnh đạo xong, Bộ chỉ huy huyên náo cả một ngày cuối cùng cũng trở lại bình tĩnh. Tần Thanh triệu tập mấy vị thành viên đảng tổ tới phòng họp nhỏ mở một hội nghị ngắn gọn, khẳng định công tác chuẩn bị của mọi người, cũng tỏ vẻ vui mừng vì nghi thức đặt móng hôm nay được tiến hành thuận lợi. Từ hôm nay trở đi, công tác xây dựng nội thành mới sẽ bắt đầu toàn diện. Tần Thanh nói, trung tâm hành chính của chúng ta sẽ do công ty xây dựng thiên nhất từ kinh thành tới nhận thầu, căn cứ vào điều kiện đã bàn trước đó. Xây dựng trung tâm hành chính chúng ta chỉ cần trả một nửa khoản công trình, chúng ta sẽ đem 200 mẫu đất xây dựng phía đông bắc trung tâm hành chính để dùng làm phí tổn chuyển nhượng cho Thiên Nhất. Do bọn họ phụ trách phụ trách khai phá để phó khác một nửa khoản công trình. Trương Dương nói, 200 mẫu đất cũng không phải là nhỏ. Cục trưởng cục xây dựng đường tự lập nói, loại phương án này là thị lý đề xuất, bởi vì cân nhắc đến lúc ban đầu xây dựng nội thành mới, tài chính đầu nhập quá lớn. Làm thế nào để giảm bớt áp lực của chính phủ, làm thế nào để mau chóng hấp dẫn nhân khí của nội thành mới đều là vấn đề tất nhiên mà chúng ta gặp phải. Lợi dụng phương thức như vậy, có thể hấp dẫn nhiều thương nhân hơn đến nội thành mới đầu tư xây dựng. Tần Thanh nói, giai đoạn ban đầu, chính sách như vậy là cần thiết, căn cứ vào nhiệm vụ mà thị lý đưa xuống, ngạch đầu tư nội thành mới của chúng ta năm nay là 6 tỷ, trừ một bộ phận tài chính của thị lý ra, chúng ta còn thiếu 4 tỷ, 4 tỷ còn thiếu này cần chiêu thương dẫn tư. Ánh mắt của cô ta đảo qua mặt mấy vị thành viên đảng tổ, Tần Thanh nhìn thấy ai cũng quay đầu đi. Bốn tỷ cũng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa chiêu thương không phải đã nói giao cho Thường Lăng Phong ư. Thường Lăng Phong không phải là thành viên của đảng tổ thì đương nhiên không có tư cách tới đây họp, nhưng Trương Dương có mặt, Thường Lăng Phong là công tôn sách của hắn, cũng là đồng bọn của hắn. Cho nên cuối cùng ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi mỉm cười tôi nói này các vị các anh đều nhìn như vậy để làm chi tôi trông giống bốn tỷ lắm à tần thanh nhìn thấy một màn trước mắt thì không khỏi buồn cười cục trưởng cục quản lý tổng hợp la an định nói chiêu thương dẫn bốn tỷ con số này nghe cũng khiếp người nhưng thật sự chờ khi công trình nội thành mới khởi công toàn diện khó khăn chắc không phải là quá lớn bởi vì nội thành mới tương lai là trọng điểm bồi dưỡng của thành phố đông giang chúng tôi tồn tại thương cơ cực lớn thương nhân tinh mắt đều sẽ nhìn chầm chầm vào khối này. Đường tự lập cũng gật đầu theo, nói cục trưởng la nói không sai, tôi cũng thấy như vậy, tuy rằng hiện tại giá nhượng đất của nội thành mới của chúng ta vẫn chưa đi lên, nhưng tin rằng thời gian có thể chứng minh tất cả theo theo sự phát triển không ngừng của nội thành mới, và các hạng mục công trình trọng điểm của chúng ta lục tục khởi công, tôi tin nhất định sẽ có sẽ có càng lúc càng nhiều nhà đầu tư nhìn chúng nơi này của chúng ta, vui vẻ đầu tư phát triển nơi này. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, anh nói nghe thì hay lắm, nhưng cái này có liên quan tới 4 tỷ ư? Đường tự lập lại nói, nói tới chiêu thương, tôi không quyền lên tiếng, trước đây tôi vẫn làm công tác phía xây dựng, tôi nghĩ chủ nhiệm Trương anh là có quyền lên tiếng nhất. Thằng Ôn này làm nền nhiều như vậy, tới sau cùng vẫn đẩy chuyện lên người Trương Dương. Lưu Bảo Toàn nói, cũng thấy công tác chiêu thương hay là giao cho tiểu Trương đi. Anh ta trẻ trung khỏe mạnh, dễ tiếp nhận quan niệm mới, sự vật mới hơn. Hơn nữa trước đây trong lĩnh vực này cũng đã làm ra thành tích huy hoàng. Tần Thanh không khỏi mỉm cười, Lưu Bảo toàn ngay cả từ huy hoàng cũng đã dùng tới rồi, thật ra cô ta căn bản cũng không muốn giao chuyện này cho những người khác. Tần Thanh nói: "Trương Dương, nếu mọi người đều xem trọng cậu như vậy, công tác chiêu thương này cậu hay là nhận trọng trách đi." Trương Dương cũng không từ chối, gật đầu nói: "Nếu mọi người đều cho rằng tôi được, vậy tôi không thể nói rằng mình không được, nhưng công tác chiêu thương là khá nặng nề, tôi dù trẻ tuổi" dù có tinh lực, nhưng tinh lực của một người dù sao cũng là có hạn, không thể chuyện gì cũng chiếu cố tới được. Tần Thanh không đợi hắn nói xong đã biết hắn muốn nói gì, mỉm cười nói, điểm này chúng tôi cũng đã cân nhắc, công tác của cuộc sự nghiệp xã hội sẽ sắp xếp cho đồng chí khác làm. Trương Dương vốn muốn giao cho Lưu Bảo Toàn để chơi cái lão hồ ly này, nhưng Tần Thanh đã chặn đứng lời của hắn, hắn cũng chỉ đành bỏ cuộc. Sau khi hội nghị kết thúc, Tần Thanh giữ Lưu Bảo Toàn lại cô ta cô ta nói với Lưu Bảo Toàn, Chủ nhiệm Lưu, tôi muốn thương lượng cùng ngài về vấn đề phân công cán bộ một chút. Lưu Bảo toàn sau khi trải qua chuyện của con gái, gần đây thái độ công tác rõ ràng có chút tiêu cực, cảm thấy làm chuyện gì cũng không có sức. Y cười nói, bí thư Tần cứ xem thế nào mà làm. Tần Thanh cười nói, đội ngũ cán bộ của chúng ta vẫn chưa xây dựng xong, vẫn đang không ngừng bổ sung, bộ tổ chức của thị ủy đã phái tới hai vị đồng chí, Lâm Lương Đức và Hoàng Tây Dân, trải qua quyết định thảo luận của thị lý Đồng chí Lâm Lương Đức sẽ đảm nhiệm chức chủ nhiệm hội quản ủy, đồng chí Hoàng Tây Dân sẽ nhận chức cục trưởng của cục sự nghiệp xã hội. Lưu Bảo Toàn không ngờ thị lý lại phái tới một vị chủ nhiệm hội quản ủy, trước đây y không nghe thị trưởng Hạ Bá đạt nhắc tới chuyện này. Y cười nói, nếu là quyết định của thị lý, chúng ta cứ chấp hành là được. Tần Thanh gật đầu nói, tháng sau hai vị đồng chí sẽ tới báo cáo. Thật ra hai người này không có chút liên quan gì với Tần Thanh, đều là thị lý trực tiếp an bài. Lâm Lương Đức trước đây từng đảm nhiệm chức huyện trưởng huyện Bảo Hòa, là quan viên mà Lương Thiên Chính một tay đề bạt, y đến nội thành mới công tác khẳng định là ý của Lương Thiên Chính, về phần Hoàng Tây Dân, Tần Thanh cũng không rõ ràng lắm bối cảnh của gã. Trương Dương trên đường trở về nghe Tần Thanh nói tới chuyện này, hắn hơi ngẩn ra, đã liền bắt đầu sắp xếp người rồi à, bối cảnh của bọn họ thế nào? Tần Thanh ngồi sau cười nói, mặc kệ bối cảnh của người ta, không liên quan gì tới cậu, mọi người đều là tới để công tác, làm tốt công tác quan trọng hơn tất cả. Trương Dương nói, tôi vốn đang muốn giao khối cục sự nghiệp xã hội đó cho Hải Tâm. Thường Hải Tâm nói, tôi làm không được đâu, anh nếu đề nghị tôi tới tiếp quản công tác của cục sự nghiệp xã hội, không biết người khác sẽ nói ra nói vào thế nào. Trương Dương thở dài nói, quan viên càng nhiều thì phi càng nhiều, vốn cho rằng nội thành mới có thể xây dựng thành một khu niết bàn, xem ra cũng không thể miễn tục được rồi. Tần Thanh nói, ý tứ của lãnh đạo thượng cấp phải tôn trọng thôi, Trương Dương, 4 tỷ đầu tư này, cậu có lòng tin hoàn thành được hay không? Trương Dương nói, thật ra người muốn đầu tư trên tay tôi có một đống, chỉ cần chính phủ thành phố Đông Giang có thể cấp chính sách ưu đãi, lôi kéo 4 tỷ đầu tư không phải là việc gì khó. Thường Hải Tâm nói, 4 tỷ cũng không phải là một con số nhỏ, anh phải nghĩ kỹ rồi hãng nói. Cô ta có chút lo lắng cho Trương Dương. Trương Dương cười nói, tôi dám tiếp chiêu thì tất nhiên là phải nắm chắc rồi. Tần Thanh nói: "Đừng mù quáng lạc quan, cậu nên chủ động câu thông với phía ban chiêu thương của thành phố một chút, công tác chiêu thương của nội thành mới phải thống nhất với công tác chiêu thương chỉnh thể của thành phố Đông Giang, hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải là phá lẫn nhau." Trương Dương nói: "Được, tôi sẽ tìm câu thông lương Hiểu Âu." Nghe thấy tên của Lương Hiểu Âu, Thường Hải Tâm không khỏi bật cười. Trương Dương nói: "Cô cười cái gì?" Thường Hải Tâm nói: "Tôi nghe nói anh đánh bạn trai của Lương Hiểu Âu." Nhắc tới chuyện này Tần Thanh cũng cười. Trương đại quan nhân có chút lúng túng nói, cái tên Tiểu An Khang đó, nói gì cái gì là giáo viên, hóa ra là một hũ giấm chua, hắn vu hãm tôi có ám muội với Lương Hiểu Âu, trước mặt nhiều đồng học như vậy khiến tôi mất hết cả mặt mũi, tôi nhất thời không nhịn được nên tẩn cho hắn một trận, khiến cho hiện tại tôi và Lương Hiểu Âu cứ gặp nhau là có chút xấu hổ. Tần Thanh nói, người ngay không sợ chết đứng, chỉ cần trong lòng cậu không có quỷ thì việc gì phải sợ thường hải tâm bỗng nhiên kinh hô như phát hiện tân đại lục lái chậm một chút trương dương lái chậm lại chuyện gì thế sao mà kinh ngạc vậy thường hải tâm chỉ vào phía dạp chiếu phim trương dương nhìn lại thấy dạp chiếu phim dán áp phích phim thả bước trong mấy chắc là phim của mỹ trương dương nói thả bước trong mây cô muốn đi xem phim à thường hải tâm nói không phải cái đó anh nhìn bên kia kìa trương dương thuận theo phương hướng ngón tay của cô ta nhìn lại liền thấy một nam một nữ đứng trước cửa dạp chiếu phim, đang chuẩn bị vào dạp, người con trai rõ ràng là Chu Sơn Hổ, còn cô gái không ngờ là khuê nữ Lưu ghi Đình của chủ nhiệm hội quản ủy Lưu Bảo Toàn. Trương đại quan nhân ra sức chấp chấp mắt, miệng lẩm bẩm nói, thật đúng như cô nó, hai người họ có quan hệ với nhau. Tần Thanh cười nói, thầy thế nào thì đồ đệ sẽ thế thôi. Trương Dương nói, chị Thanh, chị có ý gì? Thường Hải Tâm cười nói, không ngờ Chu Sơn Hổ bình thường có vẻ trung hậu như vậy mà cũng biết quan tâm tới con gái. Trương Dương nói, khẳng định là khuê nữ của lão Lưu chủ động, chuyện này chỉ sợ có chút phiền toái, Lưu bảo toàn nếu biết, y kiểu gì cũng đánh quẻ gió hổ tử. Trương 1051, Kiều Lão cho mời một. Tần Thanh nói, đừng lắm chuyện như vậy, quản việc riêng của người ta làm gì. Hiện tại là thời đại nào rồi, tự do yêu đương, tôi quan tâm đến vấn đề cơm tối hơn, đi, tôi mời hai người đi ăn cây FC. Trương đại quan nhân vừa nghe thấy vậy, vẻ mặt đau khổ nói, hai cô nếu muốn ăn thì tôi đưa hai cô đi, thứ đó chẳng có mùi vị gì cả, tôi ăn không quen, còn không bằng ăn gà dưới lầu. Thanh đạo thanh đạo, hay là thế này đi, hôm nay dù sao cũng là cuối tuần, chúng ta dứt khoát mua mấy món, tới chỗ Trương Dương ăn cơm. Trương Dương đang cầu còn không được, hắn chờ Tần Thanh và Thường Hải Tâm tới chợ bán thức ăn gần nhà mua thức ăn, hai cô đi mua thức ăn còn Trương Dương ở quán thực phẩm chín dưới nhà mua chút rau. Khi chuẩn bị đi ra thì một người trung niên ven đường thần thần bí bí đi tới, hi, người anh em, muốn đĩa không? Trương Dương cười nói, anh có những đĩa gì? Người trung niên đó nhìn nhìn bốn phía rồi dẫn hắn sang một góc, mở cái túi du lịch sau lưng ra, cái gì cũng có, phim Trung Mỹ đủ cả, phim thả bước trong mây mới nhất anh đã xem chưa? Trương Dương vừa nghe thấy là phim mà Thường Hải Tâm đang muốn xem, lập tức đưa cho thằng cha đó 20 đồng, mua một cái về xem, tên bán hàng nói với Trương Dương, người anh em, thôi thấy anh rất biết thưởng thức cuộc sống đó, cái đĩa này nếu đổi lại là người khác thì tôi không bán đâu, đặc sắc lắm đấy. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, thuận tay cầm một chiếc rồi vội vàng rời khỏi. Buổi tối Tần Thanh và Thường Hải Tâm cùng nhau động thủ, rất nhanh liền làm xong một bàn thức ăn đủ hương vị, Trương Dương gọi họ ngồi xuống, mở hai bình mao đài tối nay không sai không về. Tần Thanh nhìn hắn, giống như nhìn thấu nội tâm của hắn vậy, nói khẽ chúng tôi không uống nhiều đâu, chỉ tiếp cậu uống một chút thôi, tám rưỡi là chúng tôi về xem phim truyền hình. Trương Dương cười cười, nghĩ thầm về làm gì, dù sao giường của anh đây cũng đủ lớn, đủ cho ba người ngủ, nhưng nhưng lời đó hắn hiện tại vẫn không dám nói ra, trong lòng Tần Thanh và Thường Hải Tâm đều biết rõ quan hệ của hai người với Trương Dương. Nhưng điểm chung của hai cô là đều rất có lý trí, nắm rất vững chừng mực khi ba người ở cùng một chỗ, có những chuyện đừng vạch trần ra là tốt nhất. Trương đại quan nhân hưng trí giạt rào, một mình uống hơn một cân, tần thanh sợ hắn uống nhiều, khuyên hắn, cậu uống ít chút, tử lượng có tốt thể nào thì cũng vẫn tổn thương tới sức khỏe đó. Thường hải tâm nói, chị Thanh, chúng ta về đi. Trương Dương nói, đừng vội đi, tôi mới mua một đĩa phim, xem xong rồi tôi đưa hai người về. Thường hải tâm vừa thấy là thả bước trong mây, không khỏi hoan hô, cô ta vẫn muốn đi xem phim này, nhưng không kiếm đâu ra được thời gian, thế này đỡ phải tới dạp chiếu phim. Trương Dương bỏ đĩa vào máy, lại dọn thức ăn tới bàn uống già, cùng bọn Tần Thanh vừa ăn vừa xem, Trương Đại Quan Nhân đối với phim ngôn tình này cũng không có hứng thú lắm. Chốc thì nhìn sang Tần Thanh, chốc thì nhìn sang Thường Hải Tâm, hai vị tiểu mỹ nhân có uống chút rượu, đều là hai gò má ửng hồng, vô cùng mê người, Trương Đại Quan Nhân hận không thể ngay lập tức trái ôm phải ấp, Triền miên với hai cô một phen, nhưng hắn cũng hiểu rõ mình chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tính tình của Tần Thanh và Thường Hải Tâm đều có vẻ rụt rè, muốn khiến hai cô đồng thời nằm chung một giường với mình, khó khăn này không phải là lớn bình thường. Trương Dương suy nghĩ, lát nữa trước tiên đưa Tần Thanh về, sau đó thì sẽ đưa Thường Hải Tâm về, tối nay có uống chút rượu nên vô cùng xung động, Trương Đại Quan Nhân muốn tìm chỗ để giải phóng. Xem xong mặt A, Thường Hải Tâm đứng lên đi đổi đĩa, nhưng cảnh khiến bọn họ không ngờ tới lại phát sinh, trên màn hình tivi không ngờ xuất hiện cảnh một nam hai nữ đang trần truồng, chính là đang ra sức vật lộn nhau. Trương đại quan nhân trợn mắt há hốc miệng, Tần Thanh thấy vậy cũng đỏ mặt tía tai, Thường Hải Tâm thì hét lên một tiếng rồi che mắt, liệt tiếng rên rỉ kịch liệt vẫn truyền tới tai của cô ta. Tần Thanh dù sao cũng là lãnh đạo lớn, phản ứng đầu tiên là cầm lấy điều khiển, lập tức ấn nút pause nhưng hình dừng trên màn ảnh không ngờ lại cảnh đặc tả bộ vị quan kiện của hai người. Tần Thanh đứng dậy muốn tắt TV, chỉ cảm thấy hai chân mềm hoạt ra như không phải là của mình. Trương Đại Quan Nhân cầm tay cô ta kéo lại. Tần Thanh anh một tiếng mất thăng bằng ngã lên người hắn. Trương Dương ôm lấy Tần Thanh, thằng ôn này nhìn thấy cảnh trên màn hình TV, làm sao mà nhịn được nữa? Không đợi Tần Thanh phản ứng đã hôn tới tấp lên đôi môi mê người của cô ta. Tần Thanh giãy giụa, nhưng dưới cái hôn của Trương Dương thân thể mềm mại của cô ta rất nhanh liền mất đi năng lực phản kháng, bị Trương Dương hôn cho cả người mềm nhũn. Thường Hải Tâm nhìn hai người hôn môi kịch liệt, cả người giống như đóng đinh ở đó, không biết nên làm gì, nhưng cô ta cảm thấy ở trong lòng giống như có một cái lông chim đang gầy gầy, ngứa ngáy vô cùng. Trương Dương thấp giọng mà bá đạo nói, hai người đều ở lại. Váy của Tần Thanh bị hắn kéo lên, hắn cơ hồ không có công tác chuẩn bị quá nhiều, đã đi vào người cô ta lại phát hiện nội y của tần thanh sớm đã ướt nhẹp không cách nào hình dung được sự cuồng dã và mê loạn của đêm nay tần thanh và thường hải tâm một trái một phải nằm trong lòng trương dương khi ánh mắt của hai người gặp nhau đều cảm thấy thẹn thùng vội vàng rụi mặt vào lòng trương dương thân thể mềm mại một trái một phải ôm hai cô mỗi tay sờ soạng một người khó có thể hình dung được cảm giác thành tựu trong lòng hắn lúc này tần thanh cắn môi cô ta thật sự không ngờ mình lại hoang đường tới mức này nhưng cô ta không thể không thừa nhận, vừa rồi Trương Dương đã thỏa mãn cô ta cả về sinh lý lẫn tâm lý một cách trước nay chưa từng có. Thường Hải tâm rối chân ra, nhưng lại chạm vào mắt cá chân của Tần Thanh, cô ta xấu hổ nói, bị anh hại chết rồi. Trương Dương nói, như vậy cũng tốt, thật ra hai em đều đã biết rồi, biết từ lâu rồi. Tần Thanh đánh nhẹ một cái vào ngực hắn, muốn đứng dậy mặc quần áo nhưng lại bị Trương Dương ôm chặt không thả, hôm nay không ai được mặc quần áo cả ngoan ngoãn ở lại đây tiếp anh trong đơn vị thì em quyết định còn ở đây thì do anh quyết định tần thanh thật sự là bất lực trước hắn nhân sinh rất nhiều lúc đều là như vậy có một số điều một khi vượt qua rồi thì trong lòng lại thản nhiên hơn nhiều tần thanh nói anh là cố ý cô ta cho rằng trương dương là cố ý đặt hai đĩa phim khác nhau vào đó cho nên thường hải tâm mới bỏ nhầm vào máy trương dương nói trời đất chứng giám đó là thả bước trong mây anh mua từ một tên bán hàng rong căn bản chưa từng xem trước. Thường Hải Tâm nói, anh là cố ý, có âm mưu từ trước. Cô ta vươn tay ra muốn giáo huấn một chút, nhưng khi đụng vào cái chỗ cứng cứng đó thì đồng thời cũng chạm phải một bàn tay mềm mềm. Mặt Thường Hải Tâm và Tần Thanh đồng thời đỏ lên, phương pháp trừng phạt hắn của hai người không ngờ đều giống nhau. Trương đại quan nhân xoay người lại, đè Thường Hải Tâm xuống dưới, hiện tại cho hai em biết hậu quả vì chọc giận anh. Lời bình cuối cùng mà Trương Đại Quan Nhân nhận được chính là không phải là người. Thằng ôn này về phương diện này quả thật là rất có khả năng, Tần Thanh và Thường Hải Tâm bị hắn dày vò cả một đêm, tới lúc bình minh mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trương Dương vẫn dậy sớm, tắm rửa thay quần áo, hôm nay hắn còn có một nhiệm vụ quan trọng, bí thư tỉnh ủy kiều triệu hồi, hắn phải đăng môn bái phòng. Trương Đại Quan Nhân đối với những khâu nhỏ vẫn rất coi trọng, đặc biệt xuống lâu mua cây FC, về nhà đặt trên bàn ăn, sau đó lại hôn lên mặt thường hải tâm và tần thanh mỗi người một cái rồi mới đi. Thật ra khi Trương Dương quay lại, tần thanh và thường hải tâm đều đã tỉnh, đợi cho tiếng đóng cửa vang lên, hai cô mới mở mắt nhìn nhau, trong lòng đều xấu hổ vô cùng, qua tối nay, hai nàng nên đối xử với nhau như thế nào, tên Trương Dương chết tiệt này, chỉ lo phát tiết sự dâm dục của hắn, có từng cân nhắc tới cảm thụ của hai cô hay không. Tần Thanh dù sao cũng lớn tuổi hơn một chút, cô ta nói khẽ còn nhớ tỷ bà hành không? Thường Hải Tâm gật đầu, cùng là người lưu lạc thiên nhai, gặp nhau chưa chắc đã quen nhau, ý tứ của Tần Thanh rất rõ ràng, hai người đều đã lọt vào hố của Trương Dương, chỉ sợ cả đời này cũng không thoát được. Tới nhà Kiều Trấn Lương, Trương Dương mới biết được Kiều Lão cũng tới, lần này là Kiều Lão chỉ đích danh gọi hắn, được Kiều Lão coi trọng như vậy, Trương Đại Quan Nhân hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Khi Trương Dương đến, Kiều Lão đang ngắm nghía một khối bích thạch mà Kiều Bằng Cử đưa cho ông ta, Kiều Bằng Cử vừa mới từ Hải Nam trở về không lâu, nhìn thấy Trương Dương rất nhiệt tình mời hắn vào. Trương Dương đi tới trước mặt Kiều Lão, cung kính nói Kiều Lão. Kiều Lão mỉm cười gật đầu, nhìn thấy trên tay hắn sáy một con cua, đầy hứng thú nói con cua lớn thật. Trương Dương cười cười đưa con cua cho bảo mẫu, nói với Kiều Lão, một vị bằng hữu tặng cho tôi cua của Hồ Thanh Dương, nghe nói là cung cấp với cua của Hồ Dương Trừng, nhiều gạch mà thịt béo, đặc biệt mang tới cho Kiều Lão thử. Kiều lão cười nói, cậu trước chuyện đã biệt tôi tới ư. Tuổi nhỏ mà dối trá gớm. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1052, Kiều lão cho mời hai. Trường đại quan nhân cười cười ngượng ngùng, những lời này của Kiều lão có thể nói là một sao thấy máu, không chút lưu tình đâm xuyên câu nói dối của hắn. Trương Dương ra mặt cũng đủ dày, cái đó, vốn là mang tới cho bí thư Kiều nếm thử, nhưng kiều lão cũng ở đây khẳng định ngài phải thử trước ngài mới là người đứng đầu kiều gia mà rất ít người dám ở trước mặt kiều lão nói như vậy cũng chính là bởi vì vậy nên kiều lão thấy trương dương rất thú vị ông ta chỉ chỉ vào khối linh bích thạch nói cậu thấy tảng đá này thế nào trương dương ghé lên trước nhìn nhìn tảng đá thoạt nhìn cực kỳ giống một lão tăng đang ngồi thiền trương dương nói hòa thượng kiều lão nói nhãn lực không tồi thiên nhiên tỏa phật ông ta dùng ngón tay gõ gõ lên tảng đá, phát ra tiếng thùng thùng, Trương Dương ít nhiều cũng hiểu chút tri thức về đá, biết rằng đây là khánh thạch, âm sắc thanh thúy, dư âm kéo dài, có thể dùng để chế tác nhạc cụ gõ. Kiều Bằng Cử nói, mấy ngày hôm trước tôi lái xe qua Linh Bích, nhìn thấy tảng đá này, phí một phen miệng lưỡi mới xin được người ta chuyển nhượng cho tôi. Kiều Lão nói, nhiều tiền lắm à? Kiều Bằng Cử nói, giá tiền không cao đâu ông. Kiều Lão không hỏi tiếp, Ánh mắt lại chiếu vào tảng đá đó. Trương Dương biết Kiều lão yêu đá thành si, cho nên không làm phiền ông ta tiếp tục thưởng thức, cùng Kiều Bằng Cử vào trong vườn, Trương Dương nói, "Bí thư Kiều đâu rồi?" Kiều Bằng Cử nói, "Sáng sớm theo mẹ và em gái đi dâng hương rồi." Trương Dương cười nói, "Bí thư Kiều cũng dâng hương à?" Kiều Bằng Cử cười nói, "Ông ấy không dâng hương, mà là chỉ đi cùng mẹ tôi, thuận tiện giải sầu thôi." Trương Dương nói, "Anh về từ khi nào vậy?" kiều bằng cử nói ngày hôm qua gần đây sinh ý phía hải nam bận rộn lắm không phải lão gia tử cứ đòi gặp tôi thì tôi thật sự cũng không có thời gian mà về làm ăn thế nào kiều bằng cử cười nói vẫn ổn coi như là vượt qua được thời gian sóng gió có điều chắc thị trường năm sau sẽ có biến trước khi hong kong trở về phải rút hết tài chính chờ tình hình ổn định rồi tính sau trương dương nói rút tiền về thì đầu tư vào khu nội thành mới đi gần đây tôi đang bận rộn lôi kéo đầu tư đây Kiều Bằng cử cười cười lắc đầu, đừng hòng, nếu lúc trước tôi có thể làm lớn một trận ở Bình Hải, tôi việc gì phải đi xa xứ. Vị lão gia tử của tôi đối với bất kỳ ai cũng đều là hòa ái dễ gần, chỉ độc có với tôi là nghiêm khắc, ông ấy sợ tôi ở Đông Giang thì sẽ chiếm tiện nghi của ông ấy, sợ người khác nói ra nói vào, tôi nếu đầu tư vào khu nội thành mới, khẳng định sẽ bị ông ấy đá ra khỏi nhà. Trương Dương bật cười ha ha, Kiều Trấn Lương làm như vậy là để tránh tị hiềm, có điều cũng không đến mức như vậy, nếu y muốn tránh tị hiềm thì sẽ không bảo Kiều Mộng Viện đầu tư vào Nam Tích, vì sao Kiều Trấn Lương đối đãi với con trai và con gái lại hoàn toàn bất đồng như vậy. Xem ra chắc là Kiều bằng cử làm việc không thật thà. Trương Dương nói, anh Kiều, nói thật, lần này phải giúp tôi với, tổng ngạch đầu tư năm nay của nội thành mới là 6 tỷ, nhưng có tới 4 tỷ phải dựa vào chiêu thương để thực hiện, tôi dù sao cũng là quan viên chính phủ. Trên sinh ý tôi không quen, giúp tôi giới thiệu một số bằng hữu tới đây đầu tư đi, Kiều Bằng cử nói, chuyện này anh đừng tìm tôi, quen nhiều người cũng vô dụng, mấu chốt là phải quen người thực sự có thực lực, anh không phải rất quen với Hà Trường An và cha Tấn Bắc ư. Tìm được hai người họ thì việc gì cũng giải quyết được hết, đừng nói là 4 tỷ, cho dù là 40 tỷ bọn họ cũng có biện pháp kiếm giúp anh. Khi hai người đang nói chuyện, vợ chồng Kiều Trấn Lương và Kiều Mộng Viện cùng nhau trở về, Trương Dương đi ra chào hai vợ chồng Kiều Trấn Lương, Kiều Trấn Lương cười ha ha gật đầu nói, tới sớm thế. Trương Dương nói, "Bí thư Kiều triệu hồi, không dám chậm trễ." Mạnh Truyền Mỹ sau khi chào hỏi Trương Dương liền rời đi, Trương Dương cảm thấy bà ta gần đây càng lúc càng mờ nhạt với nhân tình, xem ra học Phật học tới cảnh giới nhất định đều sẽ như vậy. Kiều Trấn Lương bảo Trương Dương ở lại ăn cơm rồi vào nhà nói chuyện với cha mình. Trương Dương hàn huyên vài câu với anh em Kiều bằng cử, đề tài tất nhiên là về xây dựng nội thành mới. Kiều Mộng Viện cười nói, "Không phải nói anh chủ quản cục sự nghiệp xã hội sao?" Sao vòng một vòng lại về chiêu thương. Trương Dương thở dài, đành chịu thôi, năng lực cá nhân quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt gì, hiện tại lãnh đạo ai nấy đều đè gánh nặng lên người tôi. Kiều Mộng Viện thì không tin, cô ta nói khẽ, "Hai ngày trước có phải anh tìm bí thư lương đòi lên chức hay không?" Trương Dương ngây ra một thoáng, lập tức minh bạch, khẳng định là Kiều Trấn Lương nói ngày đó hắn lợi dụng kiều trấn lương đòi lương thiên chính chức phó chủ nhiệm hội quản ủy nội thành mới vốn cho rằng mình có thể làm một cách thần không biết quỷ không hay nhưng vẫn không thể giấu giếm được kiều trấn lương ngày đó kiều trấn lương chỉ nói mấy câu rồi vội vàng rời đi không ngờ vẫn bị y nhìn thấu tâm tư trương đại quan nhân không khỏi cảm thán cao thủ chính là cao thủ đùa bỡn tâm kế trước mặt cao thủ chính trị như kiều trấn lương căn bản chính là múa búa trước cửa lỗ ban Trương Dương nói, trong lòng cô tôi chẳng lẽ chính là một tên quan mê ư? Kiều Mộng Viện cười nói cũng gần như thế. Trương Dương nói có hứng thú đầu tư nội thành mới hay không? Kiều Mộng Viện nói tôi nào có nhiều tài chính không dùng đến như vậy, hiện tại tất cả tiền đều bỏ vào nam tích rồi, hối thông năm nay còn lắp một dây chuyền sản xuất mới, tôi không có tinh lực chiếu cố tới cái khác. Kiều Mộng Viện đề nghị muốn giành được một khoản đầu tư lớn, tốt nhất vẫn là đi ra ngoài, đừng cứ mãi nhìn chằm chằm vào khối đất bình hải này, quy hoạch nội thành mới tôi cũng xem qua rồi, rất hấp dẫn người ta, Tôi trước mắt không có tài chính nhàn tản, nếu thật sự có tiền tôi cũng vui vẻ nắm chắc cơ hội này. Kiều Mộng viện trước mắt không có bao nhiêu tài chính dư thừa chỉ là một nguyên nhân trong số đó, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn là thân phận của cô ta bày ra đó, cô ta là con gái của bí thư tỉnh ủy, Đông Giang là tỉnh lỵ của Bình Hải, nếu cô ta đầu tư ở Đông Giang, khẳng định sẽ dẫn tới không ít thị phi, cô ta không muốn mang tới phiền phức cho cha mình. Sau bữa cơm trưa, Kiều lão đặc biệt gọi Trương Dương vào trong phòng thỉnh giáo mấy vấn đề dưỡng sinh, Trương Dương lại giúp ông ta kiểm tra thân thể một chút, phát hiện trạng thái thân thể của Kiều Lão rất tốt. Nói chuyện mới biết, Kiều Lão lần này đến Đông Giang chỉ là tiện đường ghé qua, trước đó ông ta tới Quảng Đông chơi một tháng, trên đường trở lại Kinh Thành vừa hay qua Đông Giang thăm người thân. Kiều Lão nói, Trương Dương à, y thuật của cậu đã thần kỳ như vậy, hay là, cậu xem giúp tôi xem tôi còn bao nhiêu thời gian nữa. Trương Dương không ngờ Kiều Lão đột nhiên nhắc tới vấn đề này, hắn cười nói, kiều lão, tôi học y chứ không phải là học tướng số, vấn đề của ngài tôi thật sự không trả lời được. Kiều lão bật cười ha ha, ông ta cảm thán nói, không ai có thể vĩnh sinh bất tử, đến cái tuổi của tôi rồi, nhìn cái gì cũng rất nhạt, Trương Dương, theo tôi tới Kinh Thành một chuyến đi. Trương Dương hơi ngẩn ra, không biết kiều lão bảo mình tới Kinh Thành có chuyện gì, đối với hắn mà nói, yêu cầu của kiều lão là không thể cự tuyệt. Huống chi kiều lão từng nhiều lần giúp hắn, Hắn thiếu lão ra tử một món nhân tình Trương Dương nói Kiều lão có thể tiết lộ nhiệm vụ lên kinh lần này của tôi không Kiều lão nói Tôi có một vị lão hiếu Bệnh tình rất nặng Đã mời rất nhiều bác sĩ tới trần trì Đáng tiếc không có hiệu quả gì Tôi nghĩ cậu chắc có thể giúp ông ta Trương Dương gật đầu Kiều lão nếu đã mở miệng Hắn đương nhiên phải đáp ứng Chỉ không biết vị lão bằng hiếu này của Kiều lão là ai Mà được Kiều lão coi trọng như vậy Kiều lão buổi trưa theo lệ đi nghỉ trưa Trương Dương hàn huyên trong chốc lát với ông ta rồi cáo tử đi ra, không dám làm phiền ông ta nghỉ ngơi, xuống tới dưới lầu, nhìn thấy cha con Kiều Trấn Lương đang chơi cờ, đến gần mới thấy, hai người đã đi được năm nước, bại cục của Kiều Mộng Viện đã định, cô ta vươn tay ra làm loạn bàn cờ, không chơi nữa, cha, cha lúc nào cũng khi dễ con. Kiều Trấn Lương cười ha ha, y quay sang nói với Trương Dương thế nào, sức khỏe của lão gia tử vẫn ổn chứ? Trương Dương gật đầu nói, rất tốt. Kiều lão bảo tôi theo ông ta tới kinh thành một chuyến. Kiều Trấn Lương rõ ràng không biết gì về chuyện này, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức lại gật đầu nói, nếu đã bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi. Kiều Mộng Viện nói, ông nội bảo anh đi theo làm gì? Trương Dương bột miệng nói, cô có đi không? Hỏi xong những lời này lại có chút hối hận, trước mặt Kiều Trấn Lương hỏi vấn đề này tựa hồ có chút đường đột. Kiều Mộng Viện lắc đầu nói, không đi được, phía nam tích đang bận lắm tôi tối nay sẽ trở về Nam Tích. Trương Dương lúc này mới nhớ tới một vấn đề, Kiều Lão bảo hắn đi theo tới Kinh Thành, rốt cuộc là đi lúc nào. Kiều Trấn Lương nói, Trương Dương cậu đi chuẩn bị đi, sau bữa cơm chiều thì theo Lão gia tử trở lại Kinh Thành. Trương Dương không ngờ lại nhanh như vậy, những lời này của Kiều Trấn Lương cũng đã biểu hiện ra sự tín nhiệm của y đối với Trương Dương. Kiều Lão tuy rằng đã về hưu, nhưng hành tung của ông ta vẫn có độ cơ mật cao, y có thể không chút giấu giếm với Trương Dương, chứng minh quả thực đã coi Trương Dương thành người một nhà. Trương 1053, Kiều Lão cho mời ba. Trương Dương cười nói, không có gì mà phải chuẩn bị cả, tôi dù sao cũng chỉ có một mình, thích đi thì đi thôi. Trước mặt Kiều Trấn Lương, hắn dùng điện thoại nhà của Kiều ra gọi điện thoại cho Tần Thanh. Trong điện thoại Trương Dương căn bản không nhắc tới chuyện của Kiều Lão, chỉ nói bí thư Kiều bảo hắn tới Kinh Thành đi công tác, Tần Thanh biết hắn buổi sáng tới nhà Kiều Trấn Lương, lại nhìn thấy số điện thoại nhà của Kiều Trấn Lương, lập tức đoán được Kiều Trấn Lương có thể đang ở bên cạnh Trương Dương, cô ta không truy hỏi tình hình cụ thể, Trương Dương nếu tiện khẳng định sẽ nói cho cô ta biết nguyên nhân. Kiều lão lần này xuất hành đi một chiếc xe thương vụ đặc chế, bên trong xe được cải tiến, đặc biệt chuẩn bị một cái giường nhỏ cho Kiều lão, còn có buồng vệ sinh riêng, bên trong thật ra chính là kết cấu xe phòng, Trương Dương nhìn ra chiếc xe này vừa được mua không bao lâu. Hỏi qua mới biết chiếc xe này là kiều mộng viện mua để hiếu kính ông nội, đặc biệt được định chế từ xưởng, ô tô như vậy trên thế giới không tìm thấy được mấy chiếc, một hàng ba xe vào 5 giờ rưỡi chiều thì rời khỏi Đông Giang. Kiều lão nằm trên giường, cầm một quyển sách, Trương Dương ngồi ở bên cạnh kiều lão, kiều lão nói, ở đây có sách, phía trước có tivi, cậu muốn làm gì thì làm, không cần phải câu thúc. Trương Dương nói, ngài vì sao không đi máy bay? Kiều lão cười nói, cậu có phải cảm thấy ở tuổi của tôi nên quý trọng thời gian, bất kỳ chuyện gì cũng phải chú trọng tới hiệu suất đúng không? Trương Dương bật cười ngượng nghịu. Kiều lão nói, sau khi về hưu, cái mà thôi không thiếu nhất chính là thời gian, tôi thích cảm giác đi đường này, nắm phong cảnh trên đường, cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng biến đổi, đối với người sợ cái chết mà nói, thời gian là ngắn ngủi vĩnh viễn không đủ dùng, nhưng khi cậu chỉ coi sinh mạng là một giai đoạn của nhân sinh, ở vào gian đoạn này cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, vậy thì cậu sẽ cảm thấy mình không còn việc gì làm nữa, thời gian đối với cậu cơ hồ là xa xỉ. Kiều lão đeo kính lão lên, bắt đầu đọc sách. Trương Dương không làm phiền ông ta, cầm điều khiển mở tivi lên xem. Tới kinh thành đã 11 giờ rưỡi tối, tinh thần của Kiều lão vẫn rất tốt, ông ta mỗi đêm đều ngủ vào đúng 12 giờ, bảo đảm thời gian ngủ chỉ 6 tiếng. Hành trình của ông ta là căn cứ vào thời gian nghỉ ngơi của ông ta để chế định, buổi tối Trương Dương nghỉ lại trong nhà kiều lão, Trương Đại Quan Nhân ít khi khó ngủ, tới nhà kiều lão rồi, hắn theo lệ giao ra điện thoại, đây là chấp hành theo quy định an toàn, Trương Dương đối với chuyện này tất nhiên không có dị nghị gì, điều kiện nghỉ ngơi rất tốt, trong phòng đầy đủ tiện nghi, còn có điểm tâm để ăn, có điều Trương Dương tới đây vẫn cảm thấy không được thoải mái, có một loại cảm giác như bị giam lòng. Trương Dương chán chẳng buồn xem tivi nữa, toàn bộ buổi tối hắn cũng không được ngủ ngon, vào lúc 5 giờ sáng, Trương Dương nghe thấy bên ngoài có động tính, kéo rèm nhìn ra, liền thấy đã có ánh nắng, kiều lão mặc quần áo luyện công màu xám, đang đánh thái cực quyền trong hoa viên. Trương Dương cười cười, hắn đi ra ngoài, tới ngoài cửa, cảnh vệ của kiều lão nhìn nhìn hắn nhưng không nói gì, Trương Dương cũng không tiếp tục tiến về phía trước, mà đứng đó nhìn kiều lão đánh xong một đường thái cực quyền, rồi cười ha ha vỗ tay. Kiều lão đã sớm nhìn thấy Trương Dương đến, mỉm cười nói, dậy sớm thế. Trương Dương ăn ngay nói thật, ngủ không ngon. Kiều lão nói, chắc là tới nhà tôi thì không quen à. Trương Dương cũng không phủ nhận, tôi tự do quen rồi. Kiều lão bật cười, gật đầu nói, lộ thái cực quyền này của tôi đánh thế nào. Trương Dương nói, có mấy động tác đánh không đúng, ngài nếu không chê tôi tuổi trẻ nông cạn thì tôi sẽ đánh một lượt cho ngài xem. Kiều lão gật đầu, đi sang một bên, Trương Dương đứng trong hoa viên, giơ tay nhấc chân, một bộ thái cực quyền như hành vân lưu thủy được trình hiện ra trước mặt Kiều lão. Kiều lão luyện thái cực quyền nhiều năm, cũng từng được nhiều vị danh thái cực chỉ điểm, nhưng sau khi nhìn thấy Trương Dương biểu diễn, ông ta mới hiểu được cái gì gọi là lô hỏa thuần thanh chân chính. Trương Dương đánh xong một bộ quyền, rất khí định thần nhàn. Kiều lão khen, xem ra trên đời này thật sự có thiên tài tồn tại, cậu chính là thiên tài về mặt võ công. Trương Dương cười nói, thật ra võ công quyền pháp của tôi so với y thuật còn kém hơn một chút thằng ôn này vẫn không biết khiêm tốn. Kiều lão gật đầu, Trương Dương chỉ ra một số thiếu sót trong động tác của ông ta, Kiều lão hoàn toàn không ra vẻ, vui vẻ tiếp nhận, thông qua chỉ điểm của Trương Dương, Kiều lão cũng có được không ít lợi ích. Buổi sáng hôm ấy Kiều lão dẫn hắn tới thăm lão hiếu của ông ta, Trương Dương vốn cho rằng vị lão hiếu này của Kiều lão là một vị quan lớn nào đó trong nước, nhưng sau khi gặp mặt mới biết được, không ngờ là nhân vật phong vân trong quân đội của Bắc Triều Tiên Lý Ngân Nhật, Trước đây Trương Dương thường xuyên trên tin tức ở nhìn thấy nhân vật nắm thực quyền này của Bắc Triều Tiên, khi thật sự nhìn thấy ông ta, cảm thấy trên màn ảnh thì gầy đi nhiều, chắc là bởi vì do có bệnh. Hán ngữ của Lý Ngân Nhật không tồi, nghe nói năm đó ông ta từng tham gia chiến tranh kháng Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc, là từ đó mà biết tiếng Trung. Trương Dương biết trường hợp như thế này cũng không thích hợp để nhiều lời, cho nên chỉ cười cười với Lý Ngân Nhật chứ nói gì. Ý bảo Lý Ngân Nhật đưa cổ tay ra, hắn nắm mạch môn của Lý Ngân Nhật phát hiện ra thịt của Lý Ngân Nhật nóng rực, tần suất đập của mạch rất yếu mà nhanh, Trương Dương nhìn nhìn sắc mặt của Lý Ngân Nhật, sắc mặt vàng ọt, hai mắt đầy tiêm máu. Trương Dương bảo ông ta lè lưỡi ra, bựa lưỡi rất dày, màu sắc hơi xanh. Trương Dương buông cổ tay Lý Ngân Nhật ra, quay sang nói với Kiều Lão, Kiều Lão, tôi có thể hỏi không? Kiều Lão lập tức minh bạch Trương Dương muốn hỏi một số, ông ta cười nói, chúng tôi ra ngoài cho cậu hỏi một mình. Hai cảnh vệ bên cạnh Lý Ngân Nhật có vẻ do dự, Lý Ngân Nhật phất phất tay, bảo bọn họ cũng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Lý Ngân Nhật và Trương Dương, Lý Ngân Nhật nói tiên sinh cứ hỏi, không cần cố kỵ. Trương Dương nói, Lý Tướng Quân bao nhiêu tuổi rồi? Lý Ngân Nhật nói, 72 tuổi. Trương Dương nói, chuyện đó của Tướng Quân vẫn bình thường chứ? Vẻ mặt của Lý Ngân Nhật có chút xấu hổ, ọc. Trương đại quan nhân từ trong mạch đập cũng đã nhận thấy được vị lý tướng quân này là người túng dục quá độ, ông ta sớm đã già, lại thêm thể chất không tốt, mắc một số bệnh mãn tình nhưng lại không biết kiềm chế, cho nên mới thành thế này. Trương Dương nói, Lý Tướng Quân nếu không nói thật thì tôi chỉ sợ là không giúp gì được ông đâu. Lý Ngân Nhật tuy rằng là quan lớn Bắc Triều Tiên, nhưng trong mắt Trương Dương, thằng cha này có là gì? Hắn căn bản không coi lão vào đâu. Lý Ngân Nhật nói, tôi đối với phương diện này có chút ham thích, cơ hồ mỗi ngày đều làm một lần. Trương đại quan nhân thầm than, đúng là không muốn sống nữa à, lão nhân hơn 70 tuổi mà còn vượng uy như vậy, ông không phải là muốn chết ư? Trương Dương nói, thể chất của ông vốn đã không tốt, mắc rất nhiều bệnh mãn tính, nhưng ông trong chuyện phòng the bỏ quá nhiều tinh lực, sức khỏe của ông không thể ứng phó với mật độ như vậy, Lý Tướng quân, ông nói thật với tôi đi, có phải là ông thường xuyên dùng đồ bổ không? Lý Ngân Nhật lúc ban đầu thấy Kiều lão dẫn đến một thanh niên, ông ta đối với Trương Dương có chút thái độ hoài nghi, cũng không tin một người trẻ tuổi thì y thuật có thể giỏi giang được, nhưng Trương Dương chỉ từ mạch tượng đã phát hiện bệnh căn của ông ta, hơn nữa trong quá trình hỏi còn không ngừng đi sâu, dần dần phát hiện cũng không thể không thán phục Trương Dương quả thực rất có bản lĩnh. Lý Ngân Nhật nói, tiên sinh nói không sai, tôi lợi dụng không ít thiên phương tầm bổ, đối với dược vật cũng đã hình thành tính ỷ lại. Trương Dương cười thầm trong lòng chuyện phòng the hiện tại của Lý Ngân Nhật khẳng định toàn dựa vào dược vật chống đỡ, thiếu dược vật, thằng cha này là một kẻ bất lực. Hắn tiếp tục hỏi, sử dụng dược vật đã bao nhiêu năm rồi? Lý Ngân Nhật nói, hơn 30 năm rồi. Trương Dương nói, Trung Quốc chúng tôi có câu châm ngôn, là thuốc thì có 3 phần độc, tướng quân sử dụng dược vật nhiều năm như vậy, hơn nữa chuyện phòng the thường xuyên quá mức, thân thể không ngừng hao tổn, đồng thời dược vật cũng không ngừng tạo thành tổn hại, sức khỏe của ông mới như dầu hết đèn tắt lý ngân nhật gật đầu rất nhiều bác sĩ đã khám bệnh cho tôi người lạc quan nhất cũng cho rằng tôi chỉ còn nửa năm sinh mệnh trương dương không nói gì nếu mình không ra tay lý ngân nhật nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được nửa năm lý ngân nhật nói nhưng hiện tại tôi còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong nếu tôi đi rồi tôi sợ trong nước sẽ lâm vào cục diện hỗn loạn tôi cần thời gian trương dương hỏi bao lâu lý ngân nhật nói một năm Trương Dương gật đầu nói, tôi có thể làm được. Lý Ngân Nhật nghe hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, trong lòng không khỏi có chút hối hận, sớm biết như vậy mình đã nói 10 năm rồi. Trương Dương nói, cái gọi là thuốc bổ, thật ra đều là trước tiên ép năng lượng trong thân thể ông, năng lượng trong cơ thể người cũng có hạn thôi, không thể vĩnh viễn ép mãi được. Lý Tướng Quân, ông nếu muốn mau chóng khôi phục sức khỏe, nhất định phải tiết chế, tôi kê cho ông một phương thức cố bản bồi nguyên, ông dùng theo, chắc sẽ có hiệu quả chương 1054, Kiều Lão cho mời 4. Trương Dương cầm bút, soạt 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 thoan thoát viết xuống phương thuốc. Lý Ngân Nhật đối với thư pháp cũng có chút nghiên cứu, nhìn thấy thư pháp của Trương Dương, lập tức kinh sợ như gặp người trời, trong lòng đối với người trẻ tuổi trước mặt này cũng coi trọng thêm vài phần. Trương Dương viết xong phương thuốc, đứng dậy, mỉm cười nói, dựa theo phương thuốc này dùng một lượt, sau một lượt tôi lại tái khám cho ông. Lý Ngân Nhật trịnh trọng gật đầu, trên đường về kiều lão nói khẽ với trương dương như thế nào trương dương nói ông ta nhờ tôi hỗ trợ kéo dài một năm sinh mệnh rồi sao trương dương nói tôi đã đáp ứng kiều lão thở phào nhẹ nhõm chuyện này cậu chắc biết làm thế nào trương dương biết kiều lão là ám chỉ hắn phải giữ bí mật hắn mỉm cười nói chuyện gì tôi không nhớ rõ kiều lão cười cười hiểu ý thằng ôn này quả nhiên thông minh ông ta nhìn ra ngoài nghe nói sau một lượt thuốc còn phải tái khám trương dương nói tình huống của ông ta có vẻ đặc thù tôi phải căn cứ tình trạng sau khi uống thuốc để tiến hành điều chỉnh thuốc kiều lão nói vậy ở kinh thành thêm ít ngày đi trương dương nói kiều lão tôi có một thỉnh cầu kiều lão không đợi hắn nói xong liền mỉm cười hỏi cậu chuẩn bị xuống xe ở đâu đây là cảnh giới nói chuyện với người cơ chí như kiều lão căn bản không cần phải nói quá nhiều trương dương còn chưa đề xuất yêu cầu Kiều lão đã biết hắn đang nghĩ gì, thằng ôn này nhất định là không muốn ở chỗ mình, đòi ra ngoài chơi, Kiều lão đối với điều này cũng hiểu. Trương Dương nói, "Ban chú kinh bình hải đi, tôi mà nhân khoảng thời gian ở ở kinh thành lôi kéo chút đầu tư, nhiệm vụ năm nay của tôi cũng không nhẹ." Kiều lão bảo lái xe chở Trương Dương tới ban chú kinh bình hải. Trương đại quan nhân lấy điện thoại cầm tay ra, lúc này mới mở máy, đi theo bên cạnh Kiều lão tuy rằng không lo cơm áo nhưng luôn cảm thấy có một loại uy áp vô hình hay là tự do tự tại vẫn là thống khoái nhất. Chủ nhiệm ban chú Kinh Bình Hải Quách Thụy Dương và Trương Dương quen biết đã lâu, nghe nói Trương Dương đến, y ngưng ngay công việc ra ngoài ninh đón, đi cùng y còn có chủ nhiệm Hồng Vệ Đông, hai vị chủ nhiệm ra đón một cán bộ cấp ban, đủ thấy họ coi trọng Trương Dương như thế nào. Quách Thụy Dương và Trương Dương nhiệt tình bắt tay, ra sức lắc rồi nói, Trương Dương, lần trước cậu tới Kinh Thành, tôi lại về Đông Giang, chúng ta vừa hay đi qua nhau, Lần này tới đây, nhất định phải bồi thường chỗ rượu lần trước." Trương Dương cười nói, "Chủ nhiệm Hồng Chiêu đãi tôi cũng khá là chu đáo, hiện tại tôi chỉ cần là tới kinh thành, chuyện thứ nhất chính là tới đây báo danh, coi nơi này như nhà của tôi vậy." Hồng Vệ Đông cười nói, "Vậy mới đúng chứ, chúng ta vốn đã là người nhà mà." Quách Thụy Dương nói, "Vệ Đông à, an bài một phòng tốt nhất cho Trương Dương đi, bữa trưa cũng đặt một bàn cơm." Trương đại quan nhân vội vàng chắp tay nói, "Chủ nhiệm Quách không cần long trọng như vậy đâu, buổi trưa hôm nay tôi phải ra ngoài tiếp mấy lão bằng hiếu, chúng ta tối nay lại gặp đi. Quách Thụy Dương thật ra chỉ muốn biểu đạt sự hoan nghênh đối với Trương Dương, buổi chiều còn phải làm, buổi trưa cho dù uống rượu cũng không thể tận hứng, thân là chủ nhiệm ban chú kinh, công tác vẫn rất bận rộn. Y an bài chỗ ở cô Trương Dương xong liền giao lại chuyện tiếp theo cho Hồng Vệ Đông. Hồng Vệ Đông lần trước khi Trương Dương tới đã kiến thức năng lực của hắn, cho nên đối với Trương Dương cũng chiếu cố khá là chu đáo, phân phối riêng cho Trương Dương một chiếc xe để hắn sử dụng lâm thời. Người đầu tiên mà Trương Dương tìm là ông chủ tử Kim Các Phùng Cảnh Lược, Phùng Cảnh Lượng lần trước thông qua Hà Trường An để lôi kéo quan hệ với hắn, hỏi chuyện đầu tư, hiện tại nội thành mới của Đông Giang vừa hay cần đầu tư, Trương Dương tất nhiên là nghĩ tới y. Phùng Cảnh Lượng nghe nói Trương Dương tới, vội vàng mời hắn đến tử Kim Các ăn cơm trưa, Trương Dương cũng không khách khí, trước tiên nói rất rõ ràng, lần này đến là để bàn đầu tư. Trương Dương lái chiếc xe đó tới từ Kim Các, vừa xuống xe liền nhìn thấy một vị mỹ nữ mặc sườn xám yểu điều bước tới chỗ hắn, nữ lang này xuất thân từ người mẫu, so với Trương Dương còn cao hơn rất nhiều, cô gái điệu đà cười, Trương Tiên Sinh đã tới. Trương Dương có chút kinh ngạc, nghĩ thầm tôi chưa từng gặp cô mà. Hắn cười nói, cô biết tôi à? Nữ lang nói, không biết, có điều ông chủ nói Trương Tiên Sinh trẻ tuổi tuấn tú, anh hoàn toàn là người đẹp trai nhất mà tôi hôm nay nhìn thấy trương đại quan nhân nghe vậy trong lòng cũng rất thoải mái nhà đầu kia thật sự là biết nói chuyện hắn mỉm cười gật đầu nói cô cũng thành thật ghê nữ lang tươi cười dẫn trương dương vào tử kim các phùng cảnh lượng đã đợi ở chính sảnh không ra ngoài nghinh đón trương dương không phải là y thất lễ mà là lúc này đúng vào lúc cơm trưa người ra vào quá nhiều chỉ cần phùng cảnh lượng ra ngoài cơ hồ mỗi người đều phải chào hỏi y đã dặn dò thủ hạ Bất kể là ai hiện tại tìm y đều nói là y không có mặt, đây cũng đã thể hiện ra sự trọng thị của y đối với lần bái phỏng này của Trương Dương. Trương Dương vừa vào cửa, Phùng Cảnh Lượng liền cười ha ha nghênh đón, cầm tay Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương Đại Giá Quang Lâm, Phùng Mỗ không tiếp đón từ xa, hy vọng không lấy làm phiền lòng. Trương Dương cười nói, anh phái một vị mỹ nữ xinh đẹp như vậy nghênh đón tôi đã đủ long trọng rồi. Phùng Cảnh Lượng cười nói, tiền dính, quản lý bộ phận quan hệ xã hội của tôi tiền dĩnh cười cười cô ta lễ phép cáo từ trương dương phùng cảnh lượng mời trương dương ngồi xuống trước tiên rót hắn một chén trà làm ngành ẩm thực dựa vào quan hệ là chính các mặt đều phải chiếu cố tôi hiện tại nếu ra ngoài nhìn thấy người quen khẳng định phải chào hỏi chào hỏi thì phải uống rượu phiền phức lắm trương dương nói không phải nói làm nghề nào thì yêu nghề ấy đi phùng cảnh lượng nói nghề này tôi yêu không nổi tiểu dĩnh đi không lâu lại quay lại, dẫn nhân viên phục vụ mang thức ăn vào. Trương Dương nói, ông chủ Phùng, đừng có khách khí như vậy. Phùng Cảnh Lượng nói, biết cậu tới đây một mình, cho nên tôi cũng không bảo phòng bếp chuẩn bị đặc biệt, tùy tiện làm mấy món ăn đặc sắc của nhà hàng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tiền dĩnh sau khi an bài thức ăn xong liền mở một bình mao đài 30 năm, rót cho bọn họ. Phùng cảnh lượng nói, cô đi giúp tôi chào hỏi những người khách khác đi, Bên này để tự tôi." Tiền Dĩnh gật đầu, yên nhiên cười cười xoay người rời đi. Trương Dương nhìn cái eo giống như lắc lư theo gió của Tiền Dĩnh, Phùng Cảnh Lượng thấy ánh mắt của Trương Dương, không khỏi bật cười, ghé gần vào Trương Dương, nói: "Có hứng thú không? Tôi có thể giúp cậu giới thiệu." Trương Dương ho khan một tiếng, Phùng Cảnh Lượng rõ ràng đã coi mình là một tên sắc lang rồi, lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, Trương Đại Quan Nhân chỉ bị dáng người của Tiền Dĩnh hấp dẫn mà thôi. Mỹ nữ thiên hạ nhiều như vậy, nếu gặp ai cũng muốn, vậy thì mình quá lạm tình rồi. Trương Đại quan nhân về phương diện tình cảm cũng biết tự ước thúc mình, có nhiều hồng phấn chi kỷ như vậy, hắn trước mắt đã rất thỏa mãn rồi, hắn cười nói tôi hôm nay tới đây không phải bàn về nữ nhân. Phùng cảnh lượng cũng bật cười, y gật đầu, cầm chén rượu lên chạm với Trương Dương. Hai người uống một hơi cạn sạch. Trương Dương nói tôi hiện tại đã không còn công tác ở Nam Tích nữa rồi. Phùng Cảnh Lượng nói: Tôi còn định gần đây tới Nam Tích khảo sát, không ngờ cậu đã đổi chỗ rồi. Trương Dương nói: Con người tôi đã được định trước là phải lao lực, các lãnh đạo không cho tôi nhàn dỗi bao giờ cả. Phùng Cảnh Lượng nói: Người có khả năng thì thường bận rộn, hiện tại cậu đã làm cao tới đâu rồi? Trương Dương nói: Đông Giang, nội thành mới. Ánh mắt Phùng Cảnh Lượng sáng ngời, những người ở kinh thành này nhãn giới đều cao hơn so với người bình thường rất nhiều. Phùng cảnh lượng chẳng những có nhãn giới nhất đẳng, còn có khứu giác buôn bán siêu cường, y lập tức ý thức được đó là một cơ hội. Bình Hải là một trong những tỉnh kinh tế phát đạt nhất trong nước, Đông Giang là tỉnh lỵ của Bình Hải, xây dựng thành thị mới tất nhiên sẽ thành công, đây là sự cần thiết của chính trị. Phùng cảnh lượng nói, chủ nhiệm trương lần này đến Kinh Thành là tìm đầu tư ư. Bất kể trong lòng có y có lòng đầu tư mãnh liệt cỡ nào, nhưng ở trước mặt trương dương y tuyệt đối sẽ không dễ dàng biểu lộ ra, mà là trước tiên nói với trương dương rằng anh muốn tìm đầu tư hiện tại là anh đang cầu tôi trương dương cười nói quả thực là đang tìm đầu tư có điều tôi cho rằng lần này là một cơ hội gia nhập sớm một bước thì có nghĩa là chiếm trước tiên cơ hiện tại nhà đầu tư có hứng thú với nội thành đông giang mới rất nhiều tôi tiết lộ với anh nhé thật ra thị lý không thiếu tài chính đâu cho nên trong lựa chọn nhà đầu tư khá là nghiêm khắc nhà đầu tư cỡ vừa và nhỏ bình thường căn bản không được để vào mắt Phùng Cảnh Lượng nói: "Chủ nhiệm Trương, chúng ta quen nhau lâu như vậy, có một số lời tôi cũng không muốn gạt anh. Theo như lời của anh nói, tôi cũng có hứng thú với nội thành mới, có điều tôi trước tiên phải tìm hiểu tình huống một chút đã." "Đúng rồi, chủ nhiệm Trương, anh lần này nếu mang mục đích hấp dẫn đầu tư mà đến thì tôi cũng có đề nghị." Trương Dương nhìn Phùng Cảnh Lượng, không biết y có thể cho mình đề nghị gì. Chương 1055, Thái tử tụ hội 1. Phùng Cảnh Lượng nói, cho dù tôi quyết định đầu tư, tiền trên tay tôi ném vào nội thành mới của Đông Giang các anh cũng không tạo nên nổi bọt sóng gì. Tôi đối với quy hoạch của các anh tuy rằng không biết, nhưng tôi biết nội thành mới tuyệt đối không phải là là một hai trăm triệu là có thể xây xong. Muốn thu lợi, nhất định phải đầu tư lớn, nói cách khác phải là một nhóm người tiến hành đầu tư. Kinh thành có một nhóm, mọi người trao đổi tin tức với nhau, bàn luận kinh tế, cứ một đoạn thời gian đều sẽ tụ hội, mời một số khách quý tới tọa đàm, chủ nhiệm trương, thứ sáu này chúng tôi có một tiệc rượu, anh chuẩn bị một chút, tôi mời anh tới, nói chuyện về nội thành mới của Đông Giang các anh. Trương Dương nói, tham dự tiệc rượu là loại người nào? Phùng Cảnh Lượng cười nói, đều là người của Kinh Thành, chính là thái tử đảng mà mọi người thường nói, cái hội này rất khó vào, hội phí hàng năm tới 20 vạn đó. Trương Dương nghe vậy liền cả kinh, đề nghị này của Phùng Cảnh Lượng khá tốt, đám thái tử đảng này đều là hạng nhân vật có quyền thế có tiền, nếu mình có thể khiến họ động tâm, đừng nói là bốn tỷ, cho dù là hấp dẫn cả mấy chục tỷ tiền vốn cũng không thành vấn đề. Phùng Cảnh Lượng nói, chuyện này tôi trước tiên phải báo với họ đã, anh chuẩn bị một chút đi, tiệc rượu tổ chức tại sảnh yến hội tại tầng cao nhất của nhà hàng thế kỷ mới, 7 giờ giữa chiều thứ sáu, đúng rồi, tìm một bạn gái xinh đẹp, kiếm một chiếc xe sang, tới tham gia loại tụ họp này đều là những người lái xe không dưới trăm vạn đâu. Ý của Phùng Cảnh Lượng rất rõ ràng, chiếc xe của ban chú kinh mà Trương Dương lái đến rất là mất mặt. Nói xong y lại bật cười, anh và Hà Tiên sinh quen nhau thân như vậy, mượn chiếc Bentley số lượng hạn chế của ông ta dùng chắc không có vấn đề gì. Về phần bạn gái, anh nếu không có người thích hợp thì tôi để tiền dính cho anh mượn. Trương đại quan nhân nghĩ thầm, bạn gái thì tôi cũng không thiếu, hắn nhếch môi cười nói, đi một mình không được à. Phùng cảnh lượng nói, vũ hội mà không có bạn gái thì anh định cướp bạn gái của người khác à. Trương Dương nói cũng có chút đạo lý đấy. Hà Trường An không ở trong nước, trước mắt đang tới bãi biển Bahamas, thuận tiện dẫn cả con gái mà cháu nội đi hưởng thụ. Trương Dương gọi điện thoại cho y đề xuất chuyện mượn xe, Hà Trường An nghe nói hắn muốn tham gia tụ hội thái tử đảng của kinh thành, không khỏi bật cười, y đương nhiên biết chuyện của đám thái tử đảng này, có điều chiếc Bentley số lượng hạn chế của y không ở kinh thành, Hà Trường An bảo hắn trực tiếp tới nhà của y ở kinh thành lái chiếc Lamborghini mới mua mà đi xe đó vừa lấy không lâu, bởi vì lúc hàng tới y đang ở nước ngoài, cho nên tới giờ vẫn chưa lái lần nào. Theo lời của Hà Trường An, lái chiếc xe thể thao tới thì thích hợp hơn, xe Bentley tuy rằng đủ sang nhưng lại không mốt. Sau khi xong chuyện xe cộ, Trương Dương bắt đầu cân nhắc mời ai đi theo mình đây, người đầu tiên hắn nghĩ tới là Trần Tuyết, với tính tình của Trần Tuyết 10 phần sẽ không đáp ứng cùng ha tới loại trường hợp này. Nghĩ đến đôi mắt lạnh như băng của Trần Tuyết, Trương Dương lập tức tự biết rút lui, sau đó nhớ tới Cha Vi, cô nàng này rất thích hợp, có điều cô ta trước mắt không ở kinh thành. Lệ Phù, Lệ Phù có thân phận quốc an, Trương Dương cũng không muốn dính dáng nhiều tới phía quốc an, chỉ còn lại có Cố Dưỡng Dưỡng, nhưng Cố Dưỡng Dưỡng là em vợ của hắn, hơn nữa Cố Dưỡng Dưỡng đối với hắn yêu thắm thiết, dây dưa càng nhiều chẳng phải là càng khiến cô ta lún càng sâu ư? Trương Dương nghĩ tới nghĩ lui, mình không ngờ không có bạn gái thích hợp, sớm biết như vậy chẳng thà đáp ứng phùng cảnh lượng cho mình mượn dùng tiền dính trương dương nghĩ tới nghĩ lui vẫn lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho trần tuyết trần tuyết nghe nói là đi tham gia tụ hội lập tức cự tuyệt tôi không thích với loại trường hợp này anh hay là tìm người khác đi trương dương nói nhưng trần tuyết nói thật đấy loại chuyện này đừng tìm tôi anh nếu có thời gian thứ bảy tới biệt viện hương sơn một chuyến tôi có chuyện quan trọng tìm anh trương đại quan nhân nghe cô ta kiên quyết như vậy thì chỉ có thể từ bỏ cuối cùng hắn vẫn gọi điện thoại cho cố dưỡng dưỡng cô dưỡng dưỡng nghe nói trương dương tới kinh thành hơn nữa muốn mời cô ta đi tham gia vũ hội vui mừng vô cùng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của trương dương trương dương nói vậy thứ sáu anh tới đón em trước dẫn em đi mua một bộ đồ thích hợp nghe nói tham gia tụ hội của đám thái tử đảng này rất phiền toái ăn mặc cũng phải chú ý nếu không thì cái đám đó sẽ dùng mắt chó nhìn người cô dưỡng dưỡng cười nói được em sẽ nghe lời anh trương đại quan nhân nghe thấy câu này cứ cảm thấy sao sao đó buổi chiều thứ sáu, Trương Dương tới nhà Hà Trường An lấy chiếc Lamborghini đó, lái xe từ trong gara lái chiếc xe thể thao màu tím đó ra, Trương Dương đặc biệt nhìn công tơ mét, còn chưa tới 50, lái xe đưa cái chìa khóa cho Trương Dương, không quên dặn dò, xe này Hà Tiên Sinh cũng chưa từng lái, có động cơ rất mạnh, từ không ra tốc tới 100 km giờ chỉ cần có 3.95 giây, tốc độ cao nhất là 300 km giờ, thân xe đều làm bằng hợp kim alumin, nhằm hạ thấp trọng lượng của xe, Trương Dương cười nói, "Dòng dài quá." Hắn đã ngồi vào bên trong xe, cầm tay lái, cảm giác mỗi một tế bào trong thân thể đều đang nhảy lên, xe đẹp và mỹ nữ là hai thứ có thể kích thích đàn ông nhất. Lái xe nói, "Trương tiên sinh, ngài lái kiềm chế một chút." Trương Dương cười ha ha, nói, "Yên tâm đi, tôi dùng vài ngày thôi." Chú Hà nói, "Để tôi giúp chú ý ma hợp một chút." Trương đại quan nhân khởi động máy, dậm chân ga, thân thể đột nhiên dán sát vào ghế dựa, thành ôn này phanh gấp lại. Thật sự có chút không quen, lái xe đứng ở phía sau nhìn với ánh mắt đầy bất đắc dĩ, dù sao Hà Trường An cũng không quan tâm, đưa xe mới cho thằng ôn này phá, thôi kệ mẹ nó đi. Trong tiếng động cơ gầm rú, Lamborghini lái tới đường cái của kinh thành, lái một chiếc Lamborghini ma quỷ màu tím đi trên đường của kinh thành không phải là một chuyện dễ dàng, giống như đàn violon sen cộng hưởng với hệ thống bài khí không ngừng diễn tấu ra âm thanh đầy cảm tính mà lại sôi sục, khiến cho người ta nhiệt huyết minh mông. Trương Dương cần thời gian để thích ứng với tính năng của xe, hắn thong thả chạy trên đường cái ở kinh thành, người đi đường quay đầu về phía phát ra thanh âm, các lái xe thì trợn trừng mắt nhìn con quái vật đang di động này. Thanh âm từ nắp động cơ phát ra đã phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trên đường. Song lúc này Trương đại quan nhân chỉ chú tâm lái về phía trước. Người đi trên đường không ngừng nghị luận về người đang lái chiếc xe này, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt hâm mộ, các cô gái thì nhảy lên nhảy xuống cảm thụ sự táo báo và chấn hám do chiếc Lamborghini ma quỷ này dẫn tới. Hành trình của bộ ly hợp vô cùng ngắn, lực độ của góc cứng khiến động tác đạp ga cần rất nhiều sức, động tác tiến thoái đúng chỗ cần khảo nghiệm cơ nhục của cánh tay trái, chiếc xe này thật sự là quá cá tính, theo tốc độ nhanh hơn, Trương Dương cảm thấy cây cối ở bên đường lướt qua người hắn như bay. Ô tô giống như một con trâu được gầm gừ trầm thấp, nhưng xe lái tới ngã tư đường của kinh thành thì rõ ràng không thể phát huy năng lượng của nó, sau khi tiến vào đường của trường cao đẳng mật độ xe và người đi đường rõ ràng giảm bớt trương đại quan nhân dậm mạnh chân ga tốc độ xe trong khoảng thời gian ngắn đã lên tới gần 100 km đáng tiếc là không đợi hắn tiếp tục tăng tốc thì đã tới trước cửa trường trương đại quan nhân dừng xe lại xung quanh vù một cái có cả đám sinh viên ùa lên cả đám chưa bao giờ được nhìn thấy chiếc xe thể thao đẹp như vậy luôn miệng bình phẩm từ đầu đến chân kéo cửa lên trương đại quan nhân đi xuống Nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng đang đứng ở cửa nhìn, cô ta rõ ràng không ngờ Trương Dương lại lái một chiếc Lamborghini sang như vậy tới đón cô ta. Nhìn thấy Trương Dương, Cố Dưỡng Dưỡng bật cười, cô ta đi về phía Trương Dương, lúc này tất cả mọi người đều biết chiếc Lamborghini này đến là để đón Cố Dưỡng Dưỡng. Trong ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị, Cố Dưỡng Dưỡng đi lên ô tô, Trương Dương cười nói, thắt dây an toàn vào. Cố Dưỡng Dưỡng mặt hơi đỏ lên, cô ta nói khẽ, anh sao lại lái một chiếc xe thể thao sang thế tới đây? Trương Dương nói, buổi tối đi tham gia tụ hội của đám thái tử đảng đó, không khệnh khẳng thì không được, đi, anh dẫn em đi mua quần áo. Cố Dưỡng Dưỡng nói, thật sự phải đi à? Trương Dương nói, yên tâm đi, hôm nay để anh trả. Buổi chiều hôm ấy Trương Đại Quan Nhân mất hơn 7 vạn đồng, cũng may là thằng ôn này có chút tích góp, bằng không thì không thể nào chịu được. Cố Dưỡng Dưỡng cầm bộ trang phục giả hội đó, có chút thẹn thùng nói, không mặc hở hang như vậy thì không được à? Trương Dương nói, đây là bộ kín nhất rồi đấy, thật sự không hiểu, quần áo xã dạ hội đều hở hang vậy à. Cô Dưỡng Dưỡng nói, nếu để cha em nhìn thấy em mặc thế này, kiểu gì cũng mắng chết em. Nói xong cô ta bật cười khanh khách, Trương Dương, vì anh em phá lệ một lần. Chương 1056, Thái tử tụ hội 2. Trương Dương lúc này mới nhớ tới một chuyện, hôm nay Cố Dưỡng Dưỡng ngay cả một tiếng anh rể cũng không chịu gọi, mà ngay cả là anh Trương cũng không gọi chỉ gọi thẳng tên hắn. Trương Dương nói, em sao trực tiếp gọi tên của anh vậy? Cố Dưỡng Dưỡng nói, về sau em sẽ luôn gọi anh như vậy. Không có chút lễ phép nào cả. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh đã đính hôn với Sở Yên Nhiên rồi, không còn là anh rể của em nữa, gọi anh là anh Trương thì luôn cảm thấy không hay bằng trực tiếp gọi tên của anh, tránh để cả ngày anh coi em là trẻ con, sau này cũng tránh tạo thêm phiền phức cho anh. Trương Dương nói, đây cũng gọi là lý do à? Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu. Trương Dương dẫn Cố Dưỡng Dưỡng tới KFC ăn đồ ăn nhanh, đây là yêu cầu của Cố Dưỡng Dưỡng, lễ hội hôm nay bắt đầu vào 7 giờ rưỡi, mà chắc loại tụ hội này là ăn đồ lạnh, không có gì ngon cả. Trương đại quan nhân đối với tụ hội hôm ấy vẫn rất coi trọng, hắn tới khách sạn Kinh Đô Kỳ Nguyên mới đặt một phòng, cái này là để tiện cho Cố Dưỡng Dưỡng thay quần áo, tuy rằng ban chú kinh bình hải có chỗ, nhưng Trương Dương không muốn chuyện này để ban chú kinh biết bọn họ nếu biết chỉ sợ không tới một ngày, cả Bình Hải đều sẽ biết. Cố dưỡng dưỡng đổi sang bộ quần áo dạ hội màu đỏ, khoác thêm một chiếc áo mỏng, mặc lễ phục giả hội cũng phải xem thời tiết, hơn nữa hiện tại đã là tháng 11, buổi tối đã bắt đầu lạnh. Khi trương đại quan nhân lái chiếc Lamborghini màu tím tới cửa khách sạn Kỳ nguyên mới, lúc này mới ý thức được chiếc xe này không phải quá bắt mắt, bãi đỗ xe của Kỳ nguyên mới tối hôm đó quả thực thành hội trợ của xe sang thế giới, Ferrari, Lamborghini, có, oh, Bentley, BMW, bình thường trên đường cơ hồ không thấy được một chiếc đều xuất hiện ở đây, Trương Dương không ngờ còn nhìn thấy một chiếc Lamborghini giống của mình, có điều là xe màu cam. Cô Dưỡng Dưỡng nói khẽ tới tham gia tụ hội đều là loại người nào vậy. Trương Dương nói, thái tử có quyền thế nhất kinh thành, đều là nhân vật như kiều bằng cử ấy. Trước khi Trương Dương xuống xe nhận được điện thoại của Phùng Cảnh Lượng, y cũng đã đến bãi đỗ xe, Trương Dương nói vị trí của hắn, sau đó mở cửa xe. Cố Dưỡng Dưỡng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, động tác này khiến bộ ngực thanh xuân của cô ta rõ ràng nhô lên trước. Trương đại quan nhân lúc này mới phát hiện dáng người của Cố Dưỡng Dưỡng thì ra phát dục lại đẹp như vậy, thằng ôn này lập tức ý thức được mình đã nảy sinh ý niệm xấu trong đầu, người ở trước mặt này vẫn là em vợ của mình, nói sao cũng không được có những ý nghĩ không an phận với cô ta. Cố Dưỡng Dưỡng cởi áo khoác, Trương Dương rất thân sĩ mở cửa cho cô ta, cái váy đỏ này của Cố Dưỡng Dưỡng để lộ phần lưng vai thơm và phần lưng có đường cong dụ người lộ ra ngoài, bước xuống xe, trương đại quan nhân trước tiên nhìn tới ngây ngốc, tuy hắn đã nhìn ở cửa hàng, nhưng hiện tại tiếp xúc gần, cố dưỡng dưỡng thật sự là đẹp tới mức khiến cho người ta ngưng thở. Xe thể thao của trương đại quan nhân tuy rằng không được tính là sang nhất, nhưng bạn gái tuyệt đối là một trong những người xinh đẹp nhất. Phùng cảnh lượng từ trong một chiếc xe thể thao có đi tới, Bãi gái mà y dẫn tới không phải là tiền dĩnh mà là vợ y, con gái của một bộ trưởng bộ nào đó. Phùng cảnh lượng cười ha ha đi tới trước mặt Trương Dương, y liếc qua cố dưỡng dưỡng, chật chật khen, xe sang người đẹp, chủ nhiệm Trương, ngài vừa ra tay đã muốn lật tung cả hội thái tử Kinh Thành à. Trương đại quan nhân cười nói, tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng rất tiếc là tôi không có năng lực đó. Phùng cảnh lượng rất lịch sử giới thiệu vợ hắn với Trương Dương, Trương Dương cũng giới thiệu cố dưỡng dưỡng cho bọn họ, có điều không giới thiệu xuất thân của cố dưỡng dưỡng. Vợ chồng phùng cảnh lượng liếc một cái là nhìn ra cố dưỡng dưỡng khẳng định xuất thân danh môn, con gái gia đình bình thường tuyệt đối không có loại khí chất này của cô ta. Bọn họ đi thang máy lên của khách sạn kỷ nguyên mới. Trong sảnh hội nghị của tầng cao nhất, tất cả đều đã được bao, người ngoài tuyệt đối miễn vào, Trương Dương là nhờ được phùng cảnh lượng đặc biệt mời mới có cơ hội tới địa phương này. Cố dưỡng dưỡng khoác tay Trương Dương, hai người vừa tiến vào hiện trường tiệc rượu đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Trương Dương lúc này mới hiểu được vì sao Phùng Cảnh Lượng đã đặc biệt dặn dò hắn phải dẫn bạn gái theo cùng. Có một bạn gái xinh đẹp trong trường hợp xã giao như thế này là cực kỳ quan trọng, không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực cũng có thể hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Trương Dương từ trong đám người tìm được mấy khuôn mặt quen thuộc, Vương Học Hải dẫn một vị mỹ nữ đang nói chuyện phiếm với mấy người, cách đó không xa còn có người trẻ tuổi đang có chút kinh ngạc nhìn hắn, chính là Lương Khang mà một trong tam công tử của kinh thành, cùng đi với hắn là cơ nhược nhạn, quản lý với Thái Hồng. Lương Khang rất kỳ lạ vì Trương Dương xuất hiện ở đây, trong mắt hắn Trương Dương vốn không thuộc giới này. Phùng cảnh lượng mời Trương Dương tới cũng không cần phải có sự đồng ý của mọi người, người khởi xướng tụ hội này sớm nhất là Chu Hưng Quốc, gã cũng là một trong tam công tử của kinh thành, tuổi trong đám thái tử kinh thành này cũng là lớn nhất, năm nay đã 35 tuổi, làm sinh ý than đá ở nội mông Sơn Tây có rất nhiều mỏ quặng, cha gã là một trong các thường ủy, Chu Hưng Quốc làm người lão luyện thành thục, trong giới này cũng rất có uy vọng, là lão đại hoàn toàn xứng đáng trong cảm nhận của mọi người. Phùng cảnh lượng giới thiệu Trương Dương cho Chu Hưng Quốc quen, Chu Hưng Quốc dáng người không cao, nhưng lộ ra vẻ vô cùng săn chắc, hai mắt sáng người hữu thần, gã cười cười bắt tay với Trương Dương, Trương Dương, tôi nghe cảnh lượng nhắc tới anh rất nhiều lần rồi trương dương cười nói chu tiên sinh đối với tôi mà nói mới là như sấm bên tai từ lâu đã muốn kết bạn với anh đáng tiếc là không cơ hội thích hợp hắn đang chuẩn bị giới thiệu cố dưỡng dưỡng với chu hưng quốc thì nghe thấy cố dưỡng dưỡng nói khẽ anh hưng quốc không ngờ chu hưng quốc và cố dưỡng dưỡng lại quen nhau rồi chu hưng quốc cười nói dưỡng dưỡng cũng tới à sức khỏe của chú cố thế nào rồi cố dưỡng dưỡng gật đầu nói rất tốt Trương Dương đoán quan hệ của Cố Doãn Chi và cha của Chu Hưng Quốc không tồi, trước đây hắn lại không có nghĩ tới chuyện này. Cố Doãn Chi đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy Bình Hải nhiều năm, ông ta trong cao tầng khẳng định có không ít quan hệ. Chu Hưng Quốc lại dẫn kiến Trương Dương với mấy bằng hữu chung quanh, một trong tam công tử của kinh thành từ kiến cơ, hiện tại đang làm nhà đất, là tổng tài tập đoàn kiến cơ, về phần Lương Khang, Trương Dương đã biết từ trước rồi. Lương Khang dẫn cơ nhược nhãn đi tới, hắn cười nói, dây không phải là chủ nhiệm trương ư, tới kinh thành lúc nào vậy, sao không nói với tôi một tiếng? trương dương cười nói, lương tổng bận quá, tôi không dám quấy rầy ngài. cơ nhược nhạn cười cười thân mật với trương dương, là bạn gái của lương khang, cô ta hôm nay cũng không thích hợp nói quá nhiều. tam công tử của kinh thành tề tụ ở một nơi, ba người bọn họ là người nổi tiếng nhất trong cái giới này, tam công tử cũng chỉ là ngoại giới đặt cho họ, bản thân bọn họ cũng không ủng hộ. Chu Hưng Quốc đi tới đài chủ tịch nói vài câu, Phùng Cảnh Lượng nói khẽ với Trương Dương, đợi lát nữa sẽ an bài cho anh lên phát biểu, anh giới thiệu tình huống của nội thành Đông Giang mới nhé. Trương Dương gật đầu. Sau khi Chu Hưng Quốc phát biểu ngắn gọi, liền mỉm cười nói với mọi người, tối nay chúng tôi đặc biệt mời tới một vị khách quý, tổng chỉ huy của Bộ Chỉ huy xây dựng nội thành mới, chủ nhiệm hội quản ủy nội thành mới Đông Giang Trương Dương. Tiếp theo chúng tôi hoan nghênh anh lên giới thiệu một chút về nội thành mới của Đông Giang, tin rằng đây sẽ là một cơ hội hiếm có. Chu Hưng Quốc đương nhiên biết Trương Dương chỉ là phó chức, mục đích gã giới thiệu như vậy là để khiến mọi người coi trọng Trương Dương hơn. Mục đích mà đám thái tử gia này ở cùng một chỗ cũng không phải đơn thuần là để đấu xe sang, so mỹ nữ, ý nghĩa chân chính của loại tụ hội này là để trao đổi tin tức với nhau, thông qua sự trao đổi và tham thảo của bọn họ, có thể thấy rõ được tình thế phát triển trong nước cùng với tình trạng kinh tế nước ngoài, có điểm đầu tư tốt. Mọi người sẽ cùng tham dự đầu tư, phùng cảnh lượng lần này coi như đã dẫn Trương Dương tới đúng chỗ. Trương Dương đi lên bục chủ tịch, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay lịch sự, Trương Dương mỉm cười chào hỏi mọi người, các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, rất vinh hạnh có thể có được cơ hội trao đổi trực tiếp với mọi người, tôi đầu tiên xin được giới thiệu một chút về mình, tôi tên là Trương Dương, nam, 27 tuổi, cán bộ quốc gia cho nên bài phát biểu của tôi có thể sẽ mang theo một số nguyên tố của báo cáo công tác chính phủ theo thói quen, xin mọi người hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phía dưới vang lên tiếng cười thiện ý. Trương Dương nói, "Chư vị ở đây đều là hành gia làm kinh tế, làm buôn bán và đầu tư, cho nên tôi cũng không cần làm tổng thuật quá nhiều, tôi chỉ đơn giản giới thiệu tình huống của nội thành mới Đông Giang một chút với mọi người." Nhìn Trương Dương phát biểu trên bục, Lương Khang bĩu môi khinh thường, hắn nhìn nhìn cơ nhược nhạn bên cạnh. Phát hiện đôi mắt đẹp của Cơ Nhược Nhạn đang rất chuyên chú nhìn chằm chằm vào Trương Dương, tản mát ra thần thái khác thường, giống như đang nhìn tình nhân trong lòng của cô ta vậy. Lương Khang trong lòng rất không thoải mái, tuy rằng hắn cảm thấy Cơ Nhược Nhạn có thể là đang cố ý giả vờ, cố ý khơi mào sự phẫn nộ trong lòng mình, nhưng hắn vẫn rất khó chịu. Tay hắn đặt lên lưng Cơ Nhược Nhạn nói khẽ, hắn cũng biết nghĩ biện pháp nhỉ, không ngờ lại chạy đến đây lôi kéo đầu tư. Chương 1057, Thái tử tụ hội ba. Cơ nhược nhãn nói, anh không thể phủ nhận, tài ăn nói của hắn quả thực rất tốt. Lương Khang nói, nói có tốt hơn nữa thì cũng chỉ là lý luận suông xây một nội thành mới nào có dễ dàng như vậy. Người tới đây đều chú trọng kiếm tiền nhanh gọn, ai có kiên nhẫn lâu như vậy mà đi đầu tư trường kỳ. Cơ nhược nhãn không nói gì, một gã thanh niên hơn 20 tuổi đi tới bên cạnh Lương Khang, hắn tên là Trần An Bang, là con trai của Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Toàn, trong giới này thuộc loại tuổi khá nhỏ sau khi học nhiều năm ở Mỹ thì về nước làm ngành biêu điện, cũng giành được một khoản đầu tư phiêu lưu của nước ngoài, làm một trang web có tính tổng hợp, trước mắt tình trạng đưa vào hoạt động rất tốt. Tài phú của Trần An Bang tất nhiên là tăng như lăn cầu tuyết, cũng là một dạng nổi trội trong giới này. Trần An Bang và Lương Khang rất thân nhau, hắn đi tới bên cạnh Lương Khang, nói anh Khang, cô gái đó là ai vậy? Hắn chỉ chỉ vào cố dưỡng dưỡng đang một mình đứng đó nghe Trương Dương phát biểu. Lương Khang mỉm cười nói, bạn gái của chủ nhiệm Trương, tôi cũng không quen, có điều rất xinh đẹp. Cơ Nhược Nhạn liếc Cố Dưỡng Dưỡng một cái, con gái út của tiền bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Hải Cố Doãn Chi, chị gái Cố Gia Đồng của cô ta hình như từng có một đoạn tình cảm với Trương Dương, về sau Cố Gia Đồng bị người ta bắt cóc không biết tung tích, Trương Dương liền truy nhận Cố Gia Đồng làm vợ, chuyện này rất nhiều người đều biết, phải nói Cố Dưỡng Dưỡng là em vợ của hắn mới đúng. Trần An Bang nói, cô ta và hắn có phải là cơ nhược nhãn lắc đầu nói, chắc không phải vậy đâu, cô gái này rất đơn thuần, Trương Dương cũng đã đính hôn, vợ chưa cưới của hắn là Sở Yên Nhiên, con gái của tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh, là trưởng môn nhân đương nhiệm của tập đoàn tài chính Benin nước Mỹ. Cơ nhược nhãn nắm rất rõ về tư liệu của cố dưỡng dưỡng, kể lại giam giáp. Trần An Bang nói, vậy tôi chẳng phải là vẫn có cơ hội ư. Lương Khang cười nói, An Bang, anh tốt nhất đừng đi chọc cô ta, tên Trương Dương này không dễ đối phó đâu ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng hắn lại muốn nhìn thấy trần an bang đi trêu chọc trương dương lương khang đối với trương dương thủy chung canh cánh trong lòng trần an bang nói hắn là cái thá gì không phải chỉ là một cán bộ cấp ban nho nhỏ thôi ư lương khang nói phó thủ tướng văn là cha nuôi của hắn đấy trần an bang nói anh nói vậy thì tôi biết rồi thì ra đứa con nuôi mà bác văn nhận chính là hắn hắn từ trong khay của nhân viên phục vụ cầm hai chén bước về phía cố dưỡng dưỡng lương khang thở dài nói người trẻ tuổi chính là tâm cao khí ngạo như vậy đấy cơ nhược nhạn nói em sao cảm thấy giống như là sắp xảy ra chuyện vậy nhỉ lương khang nói thằng ôn an bang này cưa gái cũng rất có nghề anh nghe nói con gái mà hắn nhìn chúng chưa từng thất thủ đâu cơ nhược nhạn cười cười không nói gì trần an bang tới trước mặt cố dưỡng dưỡng rất phong độ cười cười đưa cho cố dưỡng dưỡng một ly rượu vang cố dưỡng dưỡng rụt rè cười nói xin lỗi tôi không biết uống rượu trần an bang gật đầu hắn gọi nhân viên phục vụ tới trả lại chén rượu cầm một ly nước chanh cố dưỡng dưỡng không tiện cự tuyệt nhận lấy cốc nước chanh đó trần an bang nói cố tiểu thư đang học ở kinh thành hà cố dưỡng dưỡng gật đầu ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn trương dương trần an bang nói bác cố gần đây đang làm gì vậy nghe thấy hắn nhắc tới cha Cố dưỡng dưỡng có chút tò mò có chút tò mò nhìn hắn một cái, nói khẽ hưởng thụ cuộc sống đã về hưu. Trần An Bang nói, nhớ mấy năm trước, bác cố có tới nhà của tôi làm khách, lúc đó tôi vẫn còn đang học ở Mỹ. Thằng ôn này rất gian xảo, kỳ thật hắn căn bản là đang biện tạo, mượn câu này để hấp dẫn sự chú ý của cố dưỡng dưỡng, sau đó giới thiệu thân phận và bối cảnh của mình cho cố dưỡng dưỡng biết. Cố dưỡng dưỡng tuy rằng trải đời chưa nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấu dụng ý tiếp cận của Trần An Bang, trong trường hợp này, cô ta xuất phát từ lịch sự, không lập tức bỏ đi. Vương Học Hải lưu ý Trần An Bang đang tiếp cận cố dưỡng dưỡng, Trần An Bang trong giới này cũng là một hoa hoa công tử nổi danh, có điều hắn thừa dịp Trương Dương không có mặt, tiếp cận bạn gái của Trương Dương thì hình như không được lịch sự lắm. Vương Học Hải nói với Phùng Cảnh Lượng, tiểu Trần Bệnh cũng lại tái phát rồi, anh đoán xem hắn liệu có chọc tức Trương Dương không? Phùng Cảnh Lượng hơi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện Trần An Bang đang bắt chuyện với cố dưỡng dưỡng, hắn và Trương Dương lúc trước quen biết nhau là vì Kiều Bằng Phi quấy rối sợ yên nhiên, bị Trương Dương ở tử kim cắt đánh cho một trận, tính tình của Trương Dương hắn biết rõ, Trần An Bang này rõ ràng không biết được sự lợi hại của hắn, phùng cảnh lượng không khỏi nhíu mày, Trương Dương là hắn mời đến, hắn cũng không muốn tối nay xảy ra xích mích gì. Lúc này Trương Dương phát biểu xong, từ trên bục đi xuống, hắn quay lại bên cạnh cố dưỡng dưỡng, cố dưỡng dưỡng cười tươi tắn, cầm cốc nước chanh đưa cho Trương Dương, Trương Dương uống một hớp lớn trần an bang cười nói chủ nhiệm trương phát biểu rất hay trương dương rất lịch sự cười cười với gã trần an bang nói anh tới đây là muốn hấp dẫn đầu tư nhưng anh hôm nay không hề nhắc tới khả năng được hồi báo đối với một hạng mục không nhìn thấy hồi báo anh cho rằng có thể khiến cho bao nhiêu người hứng thú trương dương cười nói tôi trước đó đã nói rõ rồi phương diện buôn bán đầu tư không phải là nghề của tôi Mục đích tôi hôm nay tới đây chính là giới thiệu tình huống của nội thành mới Đông Giang cho mọi người biết, để mọi người trong lòng minh bạch, để mọi người tự mình tới đánh giá giá trị đầu tư của nội thành mới Đông Giang." Trần An Bang nói, nói một câu không khách khí, cá nhân tôi cho rằng nội thành mới Đông Giang không có bất kỳ giá trị đầu tư nào. Trương Dương hơi ngẩn ra, thái độ của Trần An Bang rất không hữu hảo. Trương Dương vẫn giữ lịch sự, người khác nhau đối với mỗi chuyện cũng đều có nhận thức khác nhau tôi không miễn cưỡng mỗi người đều công nhận tiềm lực phát triển của nội thành mới Đông Giang, đồng dạng lời nói của Trần Tiên Sinh cũng chỉ có thể đại biểu cho cái nhìn của cá nhân anh. Trần An Bang nói, tôi thấy anh hôm nay hình như đến nhầm chỗ rồi, trong giới này trên cơ bản đều là những người có thành tích trong các ngành các nghề, con người thì phân tầng lớp, làm sinh ý cũng vậy thôi, chúng tôi trong cái giới này nếu như tầm mắt chỉ nhìn vào những chuyện bé xíu trong nước, vậy thì sinh ý cũng không thể phát triển nhảy vọt, tôi xin đưa ra một ví dụ thỏa đáng nhé nếu anh đứng trên vị trí của chúng tôi, một nông dân tới đây tuyên truyền với anh về đầu tư bãi nuôi lợn trong thôn họ. Anh liệu có quan tâm không? Tuy rằng rất có khả năng kiếm tiền, nhưng trong chúng tôi liệu có ai có kiên nhận mà để hứng thú vào một chuyện có khả năng hồi báo cực thấp như vậy? Những lời này của Trần An Bang tràn ngập hàm nghĩa công kích và châm chọc. Hắn và Trương Dương vốn không quen biết nhau, đương nhiên không nói tới là có xích mích gì, nhưng thất phu vô tội, hoài bích có tội, Trương Dương dẫn theo một bạn gái xinh đẹp như vậy tới đây, lập tức khiến Trần An Bang tự cho mình siêu phàm cảm thấy tâm lý mất bình hành, trong đối thoại của hắn và Trương Dương biểu hiện ra sự khắc bạc. Trương Dương còn chưa nói gì thì cố dưỡng dưỡng đã nghe không nổi nữa, cô ta trả lời lại một cách mỉa mai, chuyện trước khi chưa bắt đầu làm, ai có thể dự liệu được hồi báo trong tương lai của nó. Trên thế giới này trước giờ chưa từng thiếu loại người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chỉ biết lý luận suông trần an bang cười nói cố tiểu thư đừng tức giận tôi chỉ là luận sự thôi hắn quay sang trương dương nói trương tiên sinh tôn chỉ tụ hội của giới chúng tôi chính là để bù đắp cho nhau có thể là anh lần đầu tiên tới đây nên vẫn chưa được quen thuộc vẻ mặt của hắn tràn ngập vẻ khinh miệt ở sâu trong lòng đối với trương dương là khinh thường cho rằng trương dương chỉ là một tên thấy người sang bắt quàng làm họ trương dương mỉm cười nói trần tiên sinh nói không sai tôi lần đầu tiên tham gia loại tụ hội này vốn cho rằng người tới đây đều là tinh anh xã hội trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nhưng đến đây rồi mới phát hiện, ở đâu cũng là ngư lòng hỗn tạp, luôn luôn có một số người, hắc hắc. Trương đại quan nhân dùng tiếng cười chào phúng để bỏ đi những lời nói phía sau. Trần An Bang đương nhiên minh bạch Trương Dương là đang nói mình ở đây chỉ là chen vào cho đủ số, nhưng hắn lại không thấy vậy. Trần An Bang cho rằng mình bất kể là xuất thân hay là thành tựu đều có tư cách đứng ở chỗ này, nhưng Trương Dương thì không có tư cách đó, Trần An Bang cố ý nói, đích xác là vậy, Trương Tiên sinh tốt nghiệp ở trường đại học nào. Trương Dương nói, anh đang tra hộ khẩu à, hắn đối với Trần An Bang đã có chút mất kiên nhẫn rồi. Trương 1058, không coi ai ra gì một. Phùng cảnh lượng đi tới giải vây đúng lúc, Trương Dương, anh tới đây, tôi giới thiệu mấy vị bằng hữu cho anh quen. Cố dưỡng dưỡng kéo tay Trương Dương, cô ta cũng biết tính tình của hắn không tốt, Trần An Bang này lại không ngừng khiêu khích, vạn nhất Trương Dương không kiềm chế được cơn tức, nói không chừng sẽ ở ngay tại chỗ muốn phát tác, có điều Trương Dương hôm nay coi như khống chế rất tốt, không hề bởi vì Trần An Bang mà mất đi sự chấn định, hắn mỉm cười bước đi, sau khi rời khỏi, phùng cảnh lượng thấp giọng nói với hắn, tiểu Trần tuổi trẻ khí thịnh, anh đừng chấp nhặt với hắn. Trương Dương mỉm cười nói, sao lại thế được? Vương Học Hải đi tới chào hỏi Trương Dương, gã đối với Trương Dương là vừa kính lại vừa sợ. Trương Dương cười ha ha nói, Vương lão bản gần đây phát tài ở chỗ nào rồi? Mỏ vàng khai thác tới đâu rồi? Vương Học Hải nói công việc bù đầu bù cổ miễn cưỡng đủ sống. Trương Dương nói đừng than nghèo với tôi, tôi có định tìm anh vay tiền đâu. Vương Học Hải và Trương Dương chạm cốc nhìn nhìn Trần An Bang ở đằng xa thấp giọng nhắc nhở Trương Dương thằng nhóc Trần An Bang đó hình như không phục anh lắm, anh cẩn thận một chút. Lã chủ động chỉ điểm cho Trương Dương. Trương Dương thản nhiên như không uống một ngụm rượu vang, nói, hắn dám làm gì chứ? Vương Học Hải nói, anh không biết cái giới này đó thôi, đám người này tầm mắt rất cao, căn bản không để người khác vào mắt, nhất là thằng ôn này, lỗ mũi hướng lên trời, không coi ai ra gì. Gã đối với Trần An Bang cũng không có bao nhiêu hào cảm. Trương Dương cười nói, cũng bao gồm cả anh ở bên trong hà. Vương Học Hải xấu hổ cười cười, chủ nhiệm Trương, anh chẳng lẽ còn chưa hiểu tôi? trương dương gật đầu nói thế nào đối với nội thành mới của đông giang có hứng thú hay không vương học hải nói mắt thấy hong kong sắp trở về rồi tình thế kinh tế tương lai rất không rõ ràng đa số mọi người ở đây đều muốn mượn ánh sáng của chính sách trong quá trình trở về mò vớt một chút chắc là không có hứng thú gì với kế hoạch đầu tư trong nước của anh đâu trương dương nói có ý gì vương học hải uống một ngụm rượu nói trong lúc hong kong trở về tin rằng phương diện kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng tương đối lớn nhưng quốc gia sẽ hết sức duy ổn sẽ không để hong kong xuất hiện sự dung chuyển kinh tế phải biết rằng khi chính trị xuất hiện đại biến động cơ hội kiếm tiền cũng sẽ xuất hiện chủ nhiệm trương anh tới nhầm chỗ rồi đa số mọi người ở đâu đều là hạng đầu cơ điều mà bọn họ cảm thấy hứng thú nhất là làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể tối đại hóa lợi ích chứ không phải an tâm đi làm đầu tư lâu dài vương học hải đã là người thứ hai nói trương dương đến nhầm chỗ rồi trương đại quan nhân hiện tại đã ôm thái độ bất cần đã tới rồi thì cứ thoải mái, cho dù đám thái tử gia này đều không có hứng thú đối với đầu tư vào nội thành Đông Giang mới, cá nhân hắn cũng không có tổn thất gì. Lúc này tổng tài tập đoàn Kiến Cơ, một trong tam công tử của kinh thành từ Kiến Cơ tới bên cạnh Trương Dương, bạn gái của gã không ngờ là minh tinh điện ảnh đại danh đỉnh đỉnh trong nước Lâm Dĩnh, khi từ Kiến Cơ nói chuyện với Trương Dương, Lâm Dĩnh cũng nói chuyện với cố dưỡng dưỡng. Từ kiến cơ tối nay là người đầu tiên biểu hiện ra sự hứng thú nồng hậu đối với nội thành Đông Giang mới, Gã đã xem qua quy hoạch nội thành mới của Đông Giang, hơn nữa đã tìm hiểu một phen, lại nhằm vào một số vấn đề mà gã cảm thấy hứng thú để xin ý kiến của Trương Dương. Trương Dương rất kiên nhẫn giải thích với gã. Từ kiến cơ nói, chủ nhiệm Trương, cuối tháng tôi sẽ dành thời gian tới Đông Giang một chuyến, tự mình đi xem khu đất đó. Trương Dương có chút kinh nghỉ nói, từ tiên sinh có hứng thú đối với kế hoạch nội thành mới của chúng tôi ư. Từ kiến cơ mỉm cười nói, tôi đã nghe cảnh lượng nhắc tới chuyện này. Tôi là làm buôn bán đất đai, đối với kế hoạch của nội thành mới các anh rất có hứng thú. Lúc này Chu Hưng Quốc cũng tới bên cạnh bọn họ, Chu Hưng Quốc nói, chủ nhiệm Trương, phía tôi sẽ an bài công tác một chút, cuối tháng tôi sẽ tranh thủ cùng kiến cơ tới đó. Trương đại quan nhân lúc này mới thấy tối nay không đến không công, Lương Khang và Cơ Nhược Nhạn cùng nhau tới bên cạnh bọn họ, lần này tam công tử của kinh thành tề tựu, Chu Hưng Quốc nói với Lương Khang, Lương Khang, anh thấy thế nào về khu nội thành mới của Đông Giang? lương khang nói hai năm nay hong kong mới là điểm nóng chân chính tôi có khuynh hướng tập trung sự chú ý ở đây hơn chu hưng quốc nói phương thức đầu tư ngắn hạn có thể đạt được hồi báo thương nghiệp lớn nhưng phiêu lưu trong đó cũng cực lớn từ quan điểm của hắn có thể thấy được chu hưng quốc là người cầu sự ổn định lương khang cười nói người sống trên đời có chuyện nào mà không có phiêu lưu từ kiến cơ nói tôi là người sợ phiêu lưu lão gia tử nhà chúng tôi đặc biệt dặn dò tôi làm ăn thì phải thật thà ở lại trong nước, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, buôn bán lời rồi thì phải nộp thuế cho quốc gia. Mấy người đều bật cười. Lúc này một người nữ nhân mặc đồ đen bước về phía họ, Trương Dương Trương Dương đã sớm lưu ý đến cô ta, tối nay trong các nữ sĩ có mặt chỉ có một mình cô ta không mặc váy, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đen tràn ngập khí chất trung tính, khi cô ta đi, xài chân rất rộng, 10 phần khí khái nam nhân tuổi của cô ta đại khái khoảng 25-26, chắc là thường xuyên vận động, da có màu lúa mạch khỏe mạnh, lông mày đậm, hình dáng ngũ quan rõ ràng, tuy rằng không tinh xảo nhưng phối hợp lại với nhau cũng đầy một loại mỹ cảm giã tính. Nhìn thấy cô ta đi tới, Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ đều biểu hiện rất khách khí Từ Kiến Cơ nói, tiết ra, ngài đến lúc nào vậy? Nữ lang đó mười phần bình tĩnh, cô ta thản nhiên cười cười, nhàn rỗi không có việc gì làm nên tới xem chu hưng quốc giới thiệu cô ta cho trương dương tiết vĩ đồng một người đàn ông nhất trong giới của chúng tôi mọi người đều gọi là tiết gia tiết vĩ đồng lườm chu hưng quốc một cái chu lão đại anh không nói vài câu châm chọc tôi thì trong lòng khó chịu à chu hưng quốc cười nói không dám hắn lại giới thiệu trương dương cho tiết vĩ đồng tiết vĩ đồng bắt tay với trương dương nói tôi đã nghe nói về anh rồi anh năm đó có phải từng đánh kiều bằng phim một trận không Trương Dương cười nói, lời đồn bậy tôi, tôi và Kiều Bằng Phi là bằng hữu tốt. Thời quá cảnh niên, Trương Đại Quan Nhân sẽ không thừa nhận loại chuyện này. Và lại Kiều Bằng Phi ở Tây Tạng đã từng giúp hắn, hắn hiện tại đối với Kiều Bằng Phi đã không còn phản cảm như lúc trước nữa. Tiết Phí Đồng nói, vừa rồi anh giới thiệu rất tốt về nội thành mới của Đông Giang. Cô ta đưa danh thiếp của mình ra, Trương Dương nhìn nhìn chức vụ trên danh thiếp là công ty hữu hạn giải trí quốc tế Dieter. Trương Dương nói, Tiết Tiểu Thư làm trong ngành giải trí à? Tiết Vĩ Đồng nói, tôi là người làm hạng mục vườn trò chơi cỡ lớn, trong các thành phố lớn trong nước đều có hạng mục của tôi. Một trong những kế hoạch sang năm của tôi chính là xây dựng một tòa công viên chủ đề hiện đại hóa và giải trí văn hóa. Vừa rồi tôi đối với giới thiệu về khu nội thành mới của anh cũng sinh ra một chút hứng thú. Trương Dương nói, ngành du lịch trong hạng mục quy hoạch của nội thành mới chúng tôi chiếm một bộ phận khá là quan trọng, Tiết tiểu thư nếu có thời gian thì hãy đến Đông Giang khảo sát thực địa. Tiết Vĩ Đồng nói, tốt, tôi coi như đã nhận được lời mời chính thức của anh rồi. Lúc này tiếng nhạc vang lên, vũ hội bắt đầu, Tiết Vĩ Đồng nói, chủ nhiệm Trương, tôi mời anh nhảy. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, nói tôi đang có ý này đây. Trương Dương cười cười với cố dưỡng dưỡng, rồi cùng Tiết Vĩ Đồng đi xuống sân nhảy. Trong đôi mắt đẹp của cố dưỡng dưỡng mơ hồ lộ ra một tia thất vọng, Cô ta mới là bạn nhảy của Trương Dương, trong lòng cô ta, Trương Dương có địa vị mà người khác không thể thay thế, nhưng giữa cô ta và Trương Dương luôn là hoa rơi có ý, mà nước chảy thì vô tình. Tình cảm của Trương Dương đối với cô ta thủy chung giống như một đại ca ca, Cố Dưỡng Dưỡng mỗi lần nghĩ tới chuyện này, luôn luôn có chút buồn bã. Trần An Bang nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng đang cô đơn, vội vàng đi tới mời cô ta khiêu vũ. Cố Dưỡng Dưỡng lắc đầu, tôi đã đáp ứng Trương Dương rồi tối nay chỉ làm bạn nhảy của anh ấy thôi. Cô bé này cực tuyệt dứt khoát như vậy, Trần An Bang nghe thấy câu này, trên mặt lập tức có chút khó chịu. Khiến Trương Dương bất ngờ là tiết vĩ đồng khiêu vũ vô cùng tốt, cơ hồ có thể dùng từ chuyên nghiệp để hình dung. Trương Đại Quan Nhân cũng đã trải qua sự dạy dỗ của diễn viên vũ đạo chuyên nghiệp Hà Hâm Nhan, cũng có thể được coi là tiêu chuẩn bán chuyên nghiệp. Hơn nữa tiết vĩ đồng ăn mặc vô cùng khác lạ, giống như là hai nam nhân đang khiêu vũ với nhau vậy khi từ kiến cơ và lâm dĩnh khiêu vũ, lâm dĩnh không nhịn được nhỏ giọng nói với hắn, tiết ra từ lúc nào lại có hứng thú đối với nam nhân vậy. Từ kiến cơ buồn cười, nói khẽ, đừng nói bậy, để tiết ra nghe thấy là phiền toái đấy. Nhảy xong một bài, tiết vĩ đồng mỉm cười nói, khiêu vũ không tồi, mau đi tiếp tiểu tình nhân của anh đi, còn không đi là mỹ nữ sẽ biến thành oán phụ đấy. Trường 1059, không coi ai ra gì, hai trương dương nhìn lại cố dưỡng dưỡng quả nhiên tình tự của cố dưỡng dưỡng rõ ràng hơi thấp trần an bang vẫn ở bên cạnh mặt dày bắt chuyện trương dương trở lại bên cạnh cố dưỡng dưỡng mỉm cười nói dưỡng dưỡng mệt rồi à cố dưỡng dưỡng nói có thể là em không thích ứng lắm với không khí nơi này trần an bang ân cần nói cố tiểu thư hay là tôi cùng cô ra ngoài đi dạo hít thở chút nhé trương đại quan nhân cười ha ha nói trần tiên sinh nhiệt tình quá anh đi làm chuyện của anh đi, dưỡng dưỡng không cần anh phải tới chiếu cố. Với tính tình trước đây của Trương Dương, đã sớm tắt cho thằng ôn này một cái rồi, chuyện chó gì vậy? Không phải là ỷ vào xuất thân tốt, thật sự coi mình thành một mâm đồ ăn ư. Tiếng nhạc vang lên, Trương Dương nắm tay cố dưỡng dưỡng, giúp cô ta đi xuống sân nhảy, nhân cơ hội thoát khỏi sự đeo bám của Trần An Bang, cố dưỡng dưỡng nói khẽ hắn đáng ghét quá. Trương Dương cười nói, tiểu nhân thôi mà, đừng chấp hắn làm gì. Trong tiết tấu của điệu vô, kỹ thuật nhảy mạn rượu nhẹ nhàng của cố dưỡng dưỡng khiến Trương Dương cảm thấy kinh diễm, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của cố dưỡng dưỡng, để cô ta xoay một vòng 360 độ tại chỗ, rồi một lần nữa đỡ lấy cái eo nhỏ của cô ta, chật chật khen, học khiêu vũ từ lúc nào thế. Cố dưỡng dưỡng cười nói, sau khi anh chị khỏi chân cho em, biết em trước đây hâm mộ điều gì nhất không? Chính là dáng múa duyên dáng của người khác, trong những ngày chi dưới của em bị liệt, trong lòng khát vọng nhất là có một ngày, em có thể đứng lên, có thể nhảy múa giống như người khác, là anh đã cho em tất cả những điều này. Trương Dương mỉm cười nói, hiện tại, em đã làm tốt hơn những người khác rất nhiều. Cô dưỡng dưỡng lắc đầu nói, không tốt, ít nhất trong mắt của anh em vẫn không được tính là tốt nhất. Trương Đại Quan Nhân bởi vì những lời này của cố dưỡng dưỡng mà cảm thấy có chút xấu hổ, cố dưỡng dưỡng cắn cắn môi, không biết vì sao cô ta bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, nhẹ nhàng đặt chán lên vai Trương Dương, nhắm mắt lại, hai giọt lệ trong suốt rơi xuống người Trương Dương, thấm vào áo hắn, cũng thấm cả vào trong lòng hắn. Tụ hội lần này khiến Trương Dương thu hoạch không ít, tối hôm đó có rất nhiều hướng biểu đạt hứng thú đối với nội thành mới Đông Giang cùng Trương Dương. Trương Dương còn rất nghiêm túc để lại phương thức liên lạc với bọn họ, cũng đề xuất lời mời với từng người. Tuy rằng cũng có loại người mang thái độ đối địch đối với Trương Dương, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm tình của Trương Dương. Tụ hội kết thúc vào 9 giờ rưỡi tối, Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng cùng nhau rời khỏi, vào trong xe Lamborghini, Cố Dưỡng Dưỡng có chút mệt mỏi thở hắt ra, nói, xem ra em cũng không thích hợp với loại trường hợp xã giao này. Trương Dương cười cười vỗ mi bàn tay cô ta, nói, vất vả cho em rồi. Cố Dưỡng Dưỡng lại, em đói bụng rồi, mời em đi ăn cơm đi. Trương Dương gật đầu, hắn khởi động xe thể thao, chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ xe, nhưng vừa mới lái vào đường thì thình lình một chiếc Hammer H1 từ bên cạnh lái tới, chạm nhẹ lên thân xe Lamborghini, trọng lượng của hai chiếc xe cách biệt rất lớn, phát sinh sự cố va chạm, Lamborghini thấp bé rõ ràng là phải chịu thiệt hơn nhiều, trong tiếng kinh hô của cố dưỡng dưỡng, Trương Dương dùng sức nắm chắc phương hướng, đạp phanh dừng xe lại. Chiếc Hammer đó cũng dừng lại. Trương Dương đầu tiên xác định cố dưỡng dưỡng không bị thương, lúc này mới mở cửa xe bước xuống, liền thấy thân xe bên trái của chiếc Lamborghini mới tinh bị sức nghiêm trọng, kính phản quang và đèn xe bên trái cũng hư tổn với trình độ khác nhau. Thanh bảo hiểm của Hammer chỉ bị hao tổn một chút, so sánh hai bên thì đương nhiên là chiếc Lamborghini chịu tổn thất lớn hơn. Trần An Bang mở cửa xe, vẻ mặt ấy náy bước xuống, nhìn thấy Trương Dương, gã giả vờ rất vô tội, ngại quá, anh sao lại đột nhiên lao ra. Tôi muốn phanh cũng không kịp. Trương Dương nhìn thấy thằng ôn này, lập tức biết gã căn bản chính là cố ý đâm mình cố dưỡng dưỡng xuống xe theo sắc mặt tái nhợt va chạm vừa rồi đã dọa cho cô ta sợ hãi bởi vì mọi người đa số vẫn chưa đi rất nhiều người đi tới xem tình huống lương khang từ kiến cơ và tiết vĩ đồng đều ở trong đó lương khang nói người một nhà mà các anh sao lại cùng nhau lái ra trần an bang nói tôi cũng không ngờ chiếc lamborghini này đột nhiên lao ra chủ nhiệm trương anh ra tốc hơn mạnh chút đấy Nghe ngữ khí của hắn thì rõ ràng là đổ hết trách nhiệm lên trên người Trương Dương. Cố dưỡng dưỡng giận dữ nói, căn bản chính là anh đột nhiên xông ra. Trần An Bang cười nói, cố tiểu thư, chúng ta đều là người một nhà, tôi nghĩ chắc không cần phải gọi giám định đến chứ. Trương Dương nhìn chiếc Lamborghini đã vô cùng thê thảm, nghĩ thầm lần này thì gặp phiền phức rồi, với quan hệ của hắn và Hà Trường An, Hà Trường An khẳng định sẽ không nói, nhưng dù sao xe thể thao cũng quý báu như vậy, Bản thân Hà Trường An cũng còn chưa chạm vào lần nào để nó biến thành như thế này, trong lòng thật sự cũng cảm thấy có chút áy náy, hắn đương nhiên hiểu rằng Trần An Bang là cố ý. Hắn không hề lập tức trách cứ Trần An Bang, chuyện nếu đã xảy ra, tức giận cũng vô dụng, nếu biểu hiện quá mức chấp nhặt, ngược lại thành nhỏ nhen. Tiết Phí đồng nói, chiếc xe này còn chưa lắp biển à? Trần An Bang nói, tôi vốn muốn mua một chiếc xe như thế này, đáng tiếc Kinh Thành vừa có hai chiếc tới thì đều bị người khác giành mất chủ nhiệm trương, xe này không phải của anh đúng không? Kinh thành nhỏ như vậy, xe Lamborghini đời mới nhất cũng chỉ có mấy chiếc, xe của ai thì trong lòng mọi người đều rõ, loại xe này cần phải có kinh nghiệm khống chế nhất định, anh chưa từng chơi xe sang như vậy mà không ngờ lại liều lĩnh lái ra ngoài, gan cũng lớn thật. Mọi người chung quanh đều nghe ra, Trần An Bang là đang chế ngạo Trương Dương. Trương Dương mỉm cười nói, đúng vậy, tôi cũng không quen với tính năng của xe này lắm, là lần đầu tiên lái. Trần An Bang chật chật nói, mượn của ai vậy? Xe mới mà biến thành bộ dạng như thế này, cũng khó ăn khó nói đấy. Ngữ khi nói chuyện của thằng ôn này cứ như là mình không có liên quan gì vậy. Tính tình của Trương Dương hôm nay phá lệ rất tốt, hắn vẫn mỉm cười nói, người khác tặng quà cho tôi, tôi luôn rất do dự không biết có nên nhận hay không, anh biết đấy, chúng tôi là cán bộ quốc gia, sao có thể tùy tiện nhận quà quý giá như vậy của người khác, nếu tôi nhận, lập tức sẽ có người tố cáo tôi lên ủy ban kỷ luật ngay. Trần An Bang nghĩ thầm, bốc phét không bị đánh thuế, ai mà rộng rãi tặng cho mày một chiếc Lamborghini sang như thế này. Trần An Bang nói, anh thấy làm sao bây giờ, chúng ta đều là người một nhà mà. Lương Khang nói, hay là thế này đi, mỗi người nhìn nhau một tí, ngàn vạn lần đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm tổn thương tới hòa khí, chỉ là va chạm bình thường, bỏ mấy chục vạn ra là có thể giải quyết được mà. Thằng ôn này căn bản là đang đi theo chọc ngoáy, muốn Trương Dương phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Trương đại quan nhân thở dài, hôm nay hắn coi như đã hiểu được thế nào gọi là ý thế hiếp người rồi, hắn mỉm cười nói, nhưng tôi thấy thế nào cũng đều là tôi pi phải chịu thiệt. Trần An Bang nói, hay là thế này đi, chiếc xe này của anh bao nhiêu tiền, tôi viết chi phiếu cho anh, anh tặng xe cho tôi, coi như tôi chịu thiệt, nếu không thì anh mua lại xe Hammer của tôi, anh thấy phương án này thế nào. Nói xong hắn lại lắc đầu nói, anh là cán bộ quốc gia, tiền lương cả đời cũng không đủ mua một chiếc Hammer, tôi thấy hay là để tôi viết chi phiếu cho anh thật. Thằng ôn này càng nói càng quá đáng. Cố dưỡng dưỡng nói, chiếc hammer đó của anh tôi mua. Trần An bang hơi ngẩn ra, cố dưỡng dưỡng cắn cắn môi nói, đừng tưởng rằng có tiền là hay lắm, Trương Dương không thèm so đo với anh, nhưng tôi thì nhìn anh rất chướng mắt. Trương Dương cười cười, dưỡng dưỡng, đừng đi tính toán với một thằng nhóc con. Trần An bang nói, Trương Dương, anh đang nói ai đấy? Trần An Bang tuy rằng biểu hiện khí thế bức nhân, nhưng trong mắt đám thái tử đảng ở đây, hôm nay Trần An Bang rõ ràng là rất kém cỏi, Trương Dương tuy rằng không thuộc giới của họ, nhưng dù sao cũng là khách mà phùng cảnh lượng mời đến, Trần An Bang năm lần bảy lượt khiêu khích Trương Dương, vụ tai nạn tối nay rõ ràng là trách nhiệm của Trần An Bang, Trương Dương từ đầu đến cuối vẫn duy trì khắc chế, người hiểu Trương Dương đều biết rằng hắn không phải là một người sợ phiền phức, chỉ có điều mục đích tới đây tối nay của Trương Dương không phải là để gây thù chuốc oán, mà là để chiêu thương, cho nên Trương Dương cũng không muốn cùng trở mặt với Trần An Bang ở trước mặt mọi người. Trương Dương mỉm cười nói, Trần Tiên Sinh, cha anh bình thường chắc ít dạy anh đạo lý, tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình, mọi người lần đầu tiên gặp mặt, hợp thì sau này làm bạn, không hợp thì cứ coi như là người qua đường, không cần thiết phải giáo mát gặp nhau, anh nói xem có đúng không mọi người nếu đã không để bụng thì chuyện này coi như chưa xảy ra. Sự rộng lượng của Trương Dương hôm nay đã giành được cảm của rất nhiều người. Trần An Bang nói, tôi chỉ tôn trọng người đáng tôn trọng. Từ kiến cơ nhíu mày, hắn có chút nhịn không nổi nữa rồi, mở miệng nói, An Bang, chuyện đã xảy ra rồi, chủ nhiệm Trương cũng nói chuyện này dừng ở đây, mọi người đừng làm tổn thương hòa khí. Trương 1060, không coi ai ra gì ba trần an bang nhất quyết không buông tha anh nói ai là nhóc con tôi ghét nhất chính là loại người mặt sưng thì tưởng là mình béo có một số người chính là như vậy đấy liều mạng chen vào xã hội thượng lưu vì danh lợi cái gì cũng làm được chỉ cần anh giúp hắn bảo hắn gọi anh là cha hắn cũng chịu những lời này rất cay độc rõ ràng là đang ám chỉ chuyện trương dương nhận phó thủ tướng văn làm cha nuôi trương dương vừa rồi vốn cũng rất muốn đánh hắn nhưng trần an bang nói xong câu đó trương đại quan nhân ngược lại bình tĩnh hơn bởi vì cảm thấy có đánh thằng này cũng không hả giận miệng thằng ôn này rất độc tính tình cũng đê tiện trương dương rất ít khi ghét một kẻ đã đáng ghét tới mức này cố dưỡng dưỡng tức giận đến nỗi trắng bệch cô ta tức giận nói tiểu nhân trần an bang bị cố dưỡng dưỡng mắng một câu cơn tức đều dồn vào trương dương trương dương đừng có mãi trốn sau lưng đàn bà chuyện của nam nhân thì để nam nhân giải quyết trương dương cười nói trần an bang anh chỉ là một thằng nhóc thôi đừng làm loạn nữa anh về nhà đi tránh để cha mẹ anh lo lắng trần an bang mặt đỏ lên gã muốn xông lên lý luận với trương dương nhưng lại bị từ kiến cơ giữ lại tiết vĩ đồng nhìn không nổi nữa cô ta tức giận nói trần an bang anh cút đi cho tôi chớ có ở đây cố tình gây sự nữa trần an bang rõ ràng có chút kính sợ đối với cô ta sau khi bị cô ta mắng một câu tình tự cũng bình tĩnh lại Lúc này Chu Hưng Quốc và Phùng Cảnh Lượng đã đi trước nhận được điện thoại liền quay trở lại. Chu Hưng Quốc đi đến trước mặt Trần An Bang thấp giọng nói gì đó. Trần An Bang đối với Chu Hưng Quốc rõ ràng là cũng khá kiêng kỵ, không dám nói thêm gì nữa, lái xe bỏ đi. Chu Hưng Quốc đi tới trước mặt Trương Dương, nhìn nhìn chiếc Lamborghini đó, áy náy cười nói, Trương Dương, ngại quá, An Bang trẻ tuổi thịnh, mọi người đều là bạn bè của nhau, anh đừng so đo làm gì, chiếc xe này giao cho tôi đi, tôi chịu trách nhiệm về phía tổn sửa chữa. Trương Dương cười nói, không cần, nếu đã là hiểu lầm thì mọi người ai về nhà nấy đi, đừng mất thời gian ở chỗ này. Chu Hưng Quốc gật đầu, trong ánh mắt có thêm vài phần tán thưởng. Trương Dương và cố dưỡng dưỡng trở lại bên trong xe, Tiết Vĩ Đồng đi tới gõ cửa kính xe của hắn, Trương Dương hạ cửa kính xe xuống, lịch sự cười nói Tiết Tiểu Thư có gì phân phó. Tiết Vĩ Đồng đưa cho hắn một địa chỉ, đưa xe tới đó, chuyện sửa xe anh đừng quản. Trương Dương ngây ra một thoáng, hắn vẫn biểu thị sự cảm tạ đối với hảo ý của Tiết Vĩ Đồng. Tiếng động cơ trầm thấp trước sau vang lên, Trương Dương xoay người nhìn lại, liền thấy Tiết Vĩ Đồng trầm trọng một chiếc Lamborghini màu cam cùng kiểu với mình chạy song song. Tiết Vĩ Đồng hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười nói: đi mau đi, anh sẽ không thất vọng đây. Cô ta nhấn ga trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm cố dưỡng dưỡng tức giận nói thằng trần an bang đó đúng là đáng ghét vừa rồi em thật sự muốn tát một cái vào mặt hắn trương dương cười nói dưỡng dưỡng em từ khi nào trở nên có khuynh hướng bạo lực như vậy cố dưỡng dưỡng trương dương anh từ lúc nào tính tình trở nên tốt như vậy hắn ở trước mặt nhiều người như vậy nói những lời quá đáng thế mà anh không tức giận à trương dương nói hôm nay chúng ta là lần đầu tiên đến đây trong mắt bọn họ chúng ta là người ngoài Trần An Bang quả thực đáng đánh, miệng bẩn thỉu, anh thiếu chút nữa cũng đập hắn, nhưng anh thấy có đập hắn cũng không hả giận, bọn họ là người một giới, anh nếu ở trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn, không những cũng đòi lại được mặt mũi, ngược lại sẽ khiến đám người này nổi lên tâm tư cùng chung mối thù, tất cả nỗ lực của anh tối nay sẽ như công dã tràng. Cố dưỡng dưỡng nói, cho nên anh liền cố ý giả vờ rộng lượng như vậy. Trương Dương cười nói, không phải giả vờ, anh thực sự không để thằng bé còn chưa ráo máu đầu này vào mắt, Hắn ngay cả so với Lương Khang còn không bằng. Trương Dương đem chiếc Lamborghini đó tới địa chỉ mà Tiết Vĩ Đồng đưa, khi hắn tới nơi, nhìn thấy chiếc Lamborghini màu vàng chiếc mới biết được Tiết Vĩ Đồng đã tới đây trước rồi. Tiết Vĩ Đồng chính là ông chủ phía sau hội xe sang này, hai chiếc Lamborghini kiểu mới nhất, một chiếc thuộc về cô ta, một chiếc bán cho Hà Trường An, hai chiếc xe đều không làm giấy phép, nhưng bảo hiểu đều là hội này một tay làm. Tiết Vĩ Đồng sau khi nhìn thấy Trương Dương tới, mỉm cười nói, đã nói là anh sẽ không thất vọng mà, đưa xe cho tôi, chuyện bảo hiểm bồi thường tôi sẽ cho người làm tốt, nếu nhanh thì trong vòng một tuần sẽ được sửa xong. Cô ta nhìn nhìn chiếc Lamborghini bị hỏng đó, cũng may là không phải quá nghiêm trọng, cửa xe, kính phản quang, đèn trước chỉ cần thay là dùng y mới thôi. Trương Dương nói, tiết tiểu thư. Tiết Vĩ Đồng cười nói, hay là gọi tôi là Tiết Gia đi. Trương Dương cười nói, cảm ơn Tiết Gia. Tiết Vĩ Đồng nói, Trần An Bang chỉ là một thằng nhóc, trẻ tuổi khí, anh đừng chấp nhặt với hắn. Trương Dương cười nói, tôi hiểu mà. Trương Dương giao xe cho Tiết Vĩ Đồng, lại đưa áo khoác cho cố dưỡng dưỡng, cáo từ Tiết Vĩ Đồng rồi rời đi. Đêm thu của kinh thành rất lạnh, bộ quần áo lễ hội này của cố dưỡng dưỡng hơi mỏng một chút. Trương Dương trước tiên bắt xe đưa cô ta về khách sạn Kinh Đô, cố dưỡng dưỡng thay quần áo của mình. Trương Dương cũng cởi bộ âu phục đó ra, thay thường phục nhớ tới chuyện vừa rồi cố dưỡng dưỡng vẫn tức giận bất bình cho trương dương nhìn thấy tiểu nha đầu này quan tâm mình như vậy đây là chính là cùng chung vinh nhục trương đại quan nhân hơi có chút cảm động hắn nói với cố dưỡng dưỡng chúng ta đừng cứ giữ mãi trong lòng em muốn ăn gì anh mời em cố dưỡng dưỡng nghĩ nghĩ một chút rồi nói đồ nướng trương dương cười ha ha nói anh nói này em tốt xấu gì cũng là một cô gái xuất thân trong gia đình cao sang nói sao cũng phải chú trọng lãng mạn cách rượu chứ đồ ăn Pháp mới thích hợp với em, em không ngờ lại thích ăn ở những quán vỉa hè. Cô dưỡng dưỡng nói, em chưa bao giờ cho rằng mình thuộc xã hội thượng lưu. Nói tới đây cô ta không khỏi bật cười, cái thằng đó không ngờ còn nói là quen cha em, miệng toàn ăn nói linh tinh. Cô ta vì chuyện này mà đặc biệt gọi điện thoại cho cha mình để chứng thức. Trương Dương Nhân lúc rảnh rỗi cũng gọi điện thoại cho Hà Trường An, dù sao hắn cũng làm hỏng xe, chuyện này phải nói với y một tiếng. Hà Trường An đối với việc này căn bản không thèm để ý, nghe nói Trương Dương đã giao xe cho hội xe sang, y cười nói, xe chính là bên đó mua, cậu cũng quen tiết ra à, xe giao cho cô ta tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay cả Hà Trường An cũng quen vị tiết ra này, từ trong miệng y Trương Dương biết được, ông nội của Tiết Vĩ Đồng là một trong những người có công lớn khai quốc nước Cộng Hòa, xứng đáng là gia thế hiển hách. Trương Dương lại biểu đạt sự xin lỗi một phen, hắn không phải hư ngụy, mà thực sự thấy có chút áy náy hà trường an cười nói không cần phải nói nhiều cho dù là cậu đập nát nó cũng chẳng sao cả trương dương quan hệ giữa chúng ta không tầm thường tôi cả đời này cũng không trả đủ những gì mà cậu đã làm cho tôi hà trường an là nói thật lòng tính mạng của con gái và cháu ngoại y đều là trương dương cứu nhân tình lớn như vậy cả đời này y cũng không thể trả đủ trương dương nói thôi chúng ta đừng ai nói những lời khách khí nữa hà trường an cười nói cậu nếu thực sự thấy áy náy hay là viết cho tôi một bức tranh chữ đi. Trương Dương nói, vô thường bất gian, một bức tranh chữ của tôi đáng giá hơn 200 vạn đó. Hai người đồng thanh cười ha hả. Trong đa số thời gian ở cùng một chỗ với cố dưỡng dưỡng, Trương Dương luôn nhớ tới cố giai đồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn tận lực tránh gặp mặt cố dưỡng dưỡng, hồi ức khiến hắn cảm thấy đau khổ. Cố dưỡng dưỡng nhắc tới nhà máy dược giang thành, từ sau khi hồi nhân như vào một đám lão thần tử trở về, tình huống của nhà máy dược Giang Thành đã bắt đầu có chuyển biến tốt, dần dần khôi phục nguyên khí ngày xưa, trong đây Trương Dương ra sức không nhỏ, nếu không Trương Dương tận sức giúp, nhà máy dược giờ phút này chỉ sợ đã sập rồi. Trương Dương mỉm cười nói, không bao lâu nữa em sẽ trở thành một tiểu phú ông lưng dắt bạc triệu, chẳng trách hôm nay có khí phách đòi mua lại chiếc hammer đó. Nghe Trương Dương nói như vậy, cố dưỡng dưỡng ngược lại có chút ngượng ngùng, cô ta đỏ mặt nói, người ta nhìn thấy cái thằng Trần An bang đó khi dễ anh như vậy, bất bình cho anh thôi mà. Trương Dương cười nói, không ai dám khi dễ anh cả, là anh lười chẳng muốn chấp nhận với hắn thôi. Hắn đương nhiên mình bạch cố dưỡng dưỡng tức giận tất cả đều là xuất phát từ sự quan tâm đối với mình, trong lòng không khỏi có chút cảm động, nói khẽ cảm ơn em, dưỡng dưỡng. Cố dưỡng dưỡng cắn cắn môi, nói khẽ, nếu chị gái em ở đây, chị ấy khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Nhắc tới cố dài đồng, trong lòng trương dương cảm thấy đau nhói hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đêm không trăng cũng không sao không biết lúc này cố gia đồng đang ở thiên đường có cô đơn hay không em sang năm sẽ tốt nghiệp trương dương gật đầu mỉm cười nói có từng nghĩ về sau sẽ làm gì không cố dưỡng dưỡng nói vốn em muốn được vẽ cả đời nhưng hiện tại trong nhà đang như vậy em phải làm chút gì đó em định trước tiên tới nhà máy dược hỗ trợ trong một năm nay cố gia liên tiếp phát sinh biến cố phát sinh biến cố Dưỡng dưỡng cũng nhanh chóng trưởng thành, cô ta từ một cô gái ngây thơ trước đây, đã bắt đầu ý thức được mình nên gánh vác trách nhiệm chiếu cố cho gia đình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1060.